Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 25. Hai người này là một nam một nữ, nữ hơn 20 tuổi, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, dáng người cao gầy mặc trang phục ngụy trang, nhưng không thể che được dáng người lồi lõm của cô. Ngoại trừ xinh đẹp ra, mỹ nữ này còn đeo quân hàm thượng tá. Phải biết rằng thượng tá ở bộ đội là đội trưởng, mỹ nữ hơn 20 tuổi đã có vị trí này, đúng là không đơn giản. Nhưng phần lớn ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người đàn ông. Người đàn ông hơn 50 tuổi, ông ta mặc quân phục. Thân thể ông ta không tính là cao lớn uy vũ, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi lê, thiết huyết chi khí trên người như khói báo động, không kém Tần Quỳnh và Lạc Phi tướng quân khai quốc bao nhiêu. Đương nhiên chói mắt nhất là quân hàm trên bả vai người đàn ông này, không chỉ là màu hoàng kim, còn là 3 sao. Ông trời của tôi, chuyện này, đây là thượng tướng. Hình như ông ta là Giang Thành tư lệnh của quân khu Vân Châu, thượng tướng trẻ tuổi nhất của Hoa Hạ chúng ta. Có người nhận ra Giang Thành, kinh ngạc kêu lên. Xung quanh tràn đầy tiếng thổn thức, một tiệc rượu vào đại học, đưa tới 2 tướng quân khai quốc còn chưa tính, thậm chí thượng tướng Hoa Hạ cũng tự mình tới đây. Không biết thượng tướng này tới tham gia tiệc rượu bên nào. Nếu Giang Thành đứng bên phía Lâm Thiên Bắc, Mạc Phàm có nhiều người như Tần Lão, Lạc Lão cũng vô ích. Dù sao Giang Thành cũng là thượng tướng tại chức, ông ta muốn bảo vệ Lâm Thiên Bắc, ai dám động. Với quan hệ giữa Lâm gia và Giang gia, tôi thấy hơn phân nửa là đứng bên phía Lâm Thiên Bắc. Một người có vẻ hiểu biết về Giang gia và Lâm gia nói. Giang tư lệnh có quan hệ gì với Lâm gia? Có người tò mò hỏi. Bà xã Giang Thành là người Lâm gia đó. Những lời này vừa vang lên, như một quả bom hạng nặng ném vào trong hồ nước, sóng nước bắn lên trên cao. Nói như vậy, chuyện hôm nay không đơn giản rồi. Có người ái muội nói. Mạc Phàm dựa vào thân phận của cậu ta, nhìn như đã chắc chắn thắng lợi. Nhưng Giang Thành vừa tới, rất có khả năng cậu ta sẽ thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy Giang Thành, Tần Lão, Lạc Lão hơi nhíu mày lại. Những người khác đều biết quan hệ giữa Lâm gia và Giang gia, hai người họ có thể không biết sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt không đổi. Trái lại hai mắt Lâm Thiên Bắc sáng lên, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, khóe miệng lập tức cong lên tươi cười kinh ngạc vui mừng. Không phải cậu nói ở đây cậu là vương pháp sao, tôi xem hôm nay vương pháp này của cậu có thể làm gì tôi. Ông ta cười đắc ý, đi về phía Giang Thành. Giang tư lệnh, tiểu tử này muốn giết tôi. Lâm Thiên Bắc chỉ vào Mạc Phàm nói. Giang Thành nhớn mày, vẻ mặt mỹ nữ bên cạnh thì khinh thường. Hai người này không để ý đến Lâm Thiên Bắc, lập tức đi thẳng. Mắt Lâm Thiên Bắc mở to, thân thể ông ta run lên, giống như bị sét đánh, ông ta đứng ngây ngốc tại chỗ, mặt xám như cho tàn. Vợ Giang Thành là người Lâm gia bọn họ, vậy mà Giang Thành không thèm để ý đến ông ta liền rời đi, vậy không phải đến vì ông ta rồi. Đến vì Mạc Phàm sao? Không có khả năng. Lâm Thiên Bắc lắc đầu liên tục. Thân phận của Mạc Phàm chỉ là bác sĩ mà thôi, căn bản không đủ khiến Giang Thành đến đây tham dự tiệc mừng. Trừ phi Mạc Phàm còn có thân phận khác. Giang Thành đi đến trước người Mạc Phàm, chào Tần Lão gia tử và Lạc Phi theo nghi thức quân đội đúng tiêu chuẩn, lúc này mới rời mắt nhìn Mạc Phàm. Vị này là Mạc tiên sinh phúc của Hoa Hạ sao? Một câu, cả nhà hàng lại bùng nổ. Tần Lão gia tử và Lạc Phi khách sáo với Mạc Phàm như vậy, đó là vì Mạc gia cứu mạng Tần Lão gia tử. Vậy mà Giang Thành cũng xưng với Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, còn nói thêm là phúc của Hoa Hạ nữa, rốt cuộc Mạc Phàm là ai? Tôi là Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, cho dù đối mặt với tư lệnh một quân khu, hắn vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Giọng điệu bình tĩnh khiến đáy lòng không ít người phát lạnh. Người này là tư lệnh Hoa Hạ, đổi thành những người khác nói không chừng còn không đứng vững, càng không nói đến chuyện bình tĩnh nói với Giang Thành như vậy. Bên cạnh Giang Thành, mỹ nữ sĩ quan kia nhíu mày lại, giống như hơi bất mãn. Tôi là tư lệnh quân khu Vân Châu, Giang Thành, thật cao hứng vì có thể nhìn thấy cậu. Cũng là cha của Giang Phong đúng không? Mạc Phàm không nóng không lạnh nói. Khi ở Vu Thần Sơn, Giang Phong bị hắn đánh gãy tay chân từng nhắc tới cha anh ta là Giang Phong. Mạc Phàm, chú ý giọng điệu của cậu, sao cậu dám nói chuyện với Giang tư lệnh chúng tôi như vậy? Mỹ nữ bên cạnh không nhịn được, tức giận nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn sĩ quan mỹ nữ này một cái, nhướng mày.
vị mỹ nữ này ngoại trừ lạnh lùng xinh đẹp, chức vị khoa trương ra, còn có tu vi trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa tuyệt đối không phải trúc cơ hậu kỳ bồi dưỡng trong nhà ấm. Nhưng chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Tôi cần phải chú ý sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hô hô, không sao, Mạc tiên sinh nói không sai, Giang Phong bị cậu đánh gãy tay chân, quả thật là con trai vô dụng của tôi. Giang Thành khoát tay, quát lui mỹ nữ sĩ quan, cao giọng cười nói. Những lời này lại khiến vô số người đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Ngay cả Tần lão gia tử và Lạc Phi cũng hít vào một hơi khí lạnh, lá gan của Mạc Phàm đúng là không nhỏ, vậy mà đánh gãy tay chân con trai Giang Thành. Nhưng hai người cùng lắc đầu, quả thật đây là phong cách của Mạc Phàm, lúc trước thiếu chút nữa Tần Kiệt đã bị Mạc Phàm đánh chết. Mỹ nữ sĩ quan lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, cắn môi không cam lòng lui ra. Cho nên ông tới Đông Hải làm gì? Mạc Phàm hỏi tiếp. Tôi uống chén rượu trong tiệc mừng vào đại học, Mạc tiên sinh và Lý tiên sinh sẽ không từ chối khách không mời mà đến này chứ. Giang Thành cũng không tức giận, nhìn cha Mạc Phàm và Lý Thường Thanh nói. Vẻ mặt cha Mạc Phàm và Lý Thường Thanh khiếp sợ, tư lệnh quân khu Hoa Hạ không mời tự đến, sao bọn họ có thể từ chối? Giang tư lệnh quá khách sáo rồi, ông có thể tới, chúng tôi cầu còn không được. Cha Mạc Phàm kích động nói, trên mặt không biết nên có biểu cảm gì. Ngay cả Giang tư lệnh Vân Châu đều đã tự mình tới tham gia tiệc rượu vào đại học nhà bọn họ, ông có thể khoe khoang chuyện này vài chục năm rồi. Giang tư lệnh, có khả năng tiệc rượu phải đợi một lát, còn cần bố trí nhà hàng nữa. Lý Thường Thanh nói, trên mặt là vẻ mất tự nhiên. Không sao, tôi đều đi từ thủ đô tới đây, chờ thêm một lát cũng không sao, đúng rồi, Mạc tiên sinh, ở đây xảy ra chuyện gì thế? Giang Thành nhìn lướt qua Lâm Thiên Bắc hỏi. Ông ta là con rể Lâm gia, tất nhiên quen Lâm Thiên Bắc. Uy hiếp người nhà tôi, bạn bè. Mạc Phàm giải thích đơn giản. Giang Thành nhíu mày, trong mắt lộ ra sắc bén hiếm có. Mạc tiên sinh cứ tùy tiện đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Giang Thành với vẻ khác thường, lập tức khôi phục như thường, đi về phía Lâm Thiên Bắc. Ông còn gì để nói? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Cộp! Tôi chịu thua, tôi sẽ nhường nhà hàng. Bưng trà rót nước cho các cậu. Lâm Thiên Bắc tựa như cả nhiễm xương, không còn khí phách uy vũ như trước. Ngay cả Giang Thành cũng đứng về phía Mạc Phàm, ông ta căn bản không có bất luận phần thắng gì. Không phải ông nói tôi không có bản lĩnh khiến người Lâm gia các ông chịu thua sao? Vừa rồi là tôi có mắt không tròng, mạo phạm Mạc tiên sinh. Lâm Thiên Bắc nghiến răng nói, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Chỉ cần có thể sống sót rời đi. Ông ta nhất định sẽ băm Mạc gia ra vạn đoạn. Bây giờ ông biết tôi là ai rồi chứ? Mạc Phàm hỏi. Biết, cậu là. Nếu bây giờ ông ta còn không biết Mạc Phàm là ai, vậy thật sự là đứa ngốc. Thân phận Mạc Thần Y không đủ khiến Giang Thành đích thân tới, nhưng nếu thêm Mạc Đại Sư Đông Hải, vậy thì khác rồi. Nếu biết, vậy thì. Không đợi Lâm Thiên Bắc nói ra thân phận của hắn, khí thế vô cùng cường đại tỏa ra từ trên người hắn. Giống như cột thép ngàn cân, đập mạnh lên người Lâm Thiên Bắc. Răng rác, tiếng xương cốt gãy vang lên, Lâm Thiên Bắc lập tức ngã xuống, máu tươi trào ra từ trong tai mắt mũi miệng ông ta, không rõ sinh tử. Mọi người ở đây đều vô cùng khiếp sợ. Chuyện này, sao lại thế này? Mạc Phàm chưa cử động, vậy mà Lâm Thiên Bắc ngã xuống. Nếu Lâm Thiên Bắc chỉ té xỉu chảy máu, bị bệnh tim, cao huyết áp và đột phát các loại bệnh khác, lúc người ta kích động. Kinh hách đều có khả năng bị vậy. Nhưng bọn họ nghe thấy rõ tiếng xương cốt gãy khiến người ta sởn gai ốc, giống như xương cốt bị búa tạ đập liên tục, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm không còn là ao ước sợ hãi như khi thấy 31 thư trúng tuyển, cũng không phải khiếp sợ khi biết Mạc Phàm là Mạc Thần Y, hiện giờ hoàn toàn là kính sợ. Động cũng không động một phen, liền khiến người ta không rõ sống chết, người này quá đáng sợ. Ngay cả đám Trần Vũ Đồng, Lý Thi Vũ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm cũng xa lạ hơn nhiều. Tư lệnh, chuyện này. Mỹ nữ bên cạnh Giang Thành nhíu mày, giống như nhìn ra được gì đó. Mạc Phàm không hề dùng linh khí, cũng không sử dụng pháp lực, hoàn toàn thông qua chấn động rất nhỏ của cơ thể, dùng không khí đè ép, đập vụn liên tục xương cốt toàn thân Lâm Thiên Bắc. Nói đơn giản, Mạc Phàm dùng không khí kỹ của Hoành Luyện Tông Sư. Nhưng có thể dùng không khí kỹ như vậy,
cho dù là Mông Hãn Mông tướng quân Hoành Luyện tông sư bên cạnh Lạc Phi cũng không làm được. Hai mắt Giang Thành nheo lại, trên khuôn mặt hiền lành hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hai mắt ông ta nhìn chằm chằm Mạc Phàm, như muốn nhìn thấu hắn. Cậu ta không đơn giản hơn chúng ta dự đoán nhiều, cô khách sáo với cậu ta một chút, cậu ta có thể là... Giang Thành cử động miệng vài cái, giọng nói ngưng tụ thành tuyến, truyền trực tiếp vào trong tai mỹ nữ sĩ quan. Dừng! Mỹ nữ sĩ quan nghiến chặt răng, biểu cảm trên mặt vô cùng không phục. Cộp, Lâm Đào quỳ trên đất. Anh ta là người Lâm gia, vẫn luôn tự xưng là thiên chi kiêu tử, nhưng căn bản không đáng một đồng trước mặt Mạc Phàm. Anh ta vốn định khiến Mạc Phàm không làm được tiệc rượu vào đại học, hiện giờ không chỉ không làm được tiệc rượu vào đại học của anh ta, cha anh ta cũng không rõ sinh tử. Mạc Phàm không thèm liếc nhìn Lâm Đào một cái, rời đi. Ở trong mắt hắn, Lâm Đào chỉ là một con kiến, hắn muốn bóp chết, một ý niệm trong đầu cũng làm được ở bất cứ kỳ đâu, căn bản không cần để ý tới. Tôn Thiên Bình, bây giờ ông biết tôi là ai chưa? Hắn đứng trước người Tôn Thiên Bình nói. Thân thể Tôn Thiên Bình run rẩy không ngừng, mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng từ trên trán ông ta xuống, tây trang dán sát vào người, ông ta giống như được ngâm trong nước. Tiểu Phàm, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi một lần đi, sau này họ Mạc họ Lý đến đây ăn cơm, tôi sẽ miễn phí cho tất cả bọn họ, Tôn Thiên Bình nơm nớp lo sợ nói. Mạc Phàm còn dám ra tay với Lâm Thiên Bắc, ông ta là cái thá gì, không cầu xin chỉ có chết. Không phải ông vừa mới nói sau này không làm ăn với Mạc gia, Lý gia nữa sao? Sắc mặt Mạc Phàm lãnh khốc, hỏi. Không dám, sau này tôi tuyệt đối không dám nữa. Không phải ông muốn đuổi việc tất cả người họ Mạc họ Lý, vĩnh viễn không thuê sao? Tôi lập tức tăng lương cho bọn họ. Ông không biết đã muộn rồi sao? Mạc Phàm nheo mắt, hàn khí trên người hắn tỏa ra xung quanh. Tôn Thiên Bình này vì bám vào Lâm gia, không chỉ không quan tâm quan hệ bạn học với cha, còn đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ biết sai, có tác dụng sao? Vẻ mặt Tôn Thiên Bình ngẩn ra, trên mặt không còn chút huyết sắc, ông ta chớp mắt, vội vàng nhìn về phía cha Mạc Phàm, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Bạn học cũ, là tôi bị mỡ heo che mờ tâm, là lỗi của tôi, cậu bảo Tiểu Phàm tha cho tôi một mạng đi, sau này bảo tôi làm gì cũng được, chúng ta là bạn học. Tiệc rượu vào đại học của nhà cậu vẫn làm ở chỗ tôi, cậu cho tôi một cơ hội nữa đi. Cha Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt lộ ra lòng thương hại. Mạc tiên sinh, tiệc rượu đã định xong ở đình Hồ Tâm rồi, thuyền nhỏ lên đảo đã đợi bên hồ, phu nhân và khách khứa Tưởng gia đều ở bên đó, chúng ta có thể qua đó bất cứ lúc nào. Đường Long cung kính nói với cha Mạc Phàm. Trong mắt Tôn Thiên Bình là tuyệt vọng, bọn họ đã sắp xếp ở đình Hồ Tâm xong rồi, ông ta đã hết giá trị. Quốc Hoa, cứu tôi trên còn có mẹ già phải tận hiếu, phía dưới còn có hai đứa con. Tôn Thiên Bình ra vẻ đáng thương nói. Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi, để nhiều khách khứa đợi như vậy không lễ phép lắm. Cha Mạc Phàm nhìn Tôn Thiên Bình một cái, thở dài nói. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, hàn khí ở trên mặt tản đi. Tôn Thiên Bình cũng không tạo nổi gợn sóng gì. Hắn để lại một ấn ký trên người Tôn Thiên Bình rồi gật đầu với cha. Dạ. Hắn vừa mới nói xong, lúc này bầu không khí căng thẳng mới buông lỏng. Các vị, chúng ta đi thôi, tiệc rượu vào đại học của Thi Vũ và Tiểu Phàm đổi nơi làm, mong mọi người thông cảm. Cha Mạc Phàm vội vàng nói với khách khứa. Không sao, dù sao đến đâu cũng đều là ăn cơm, có đồ ăn có rượu là được. Tần lão gia tử cười nói. Chỉ là chuyện đi thêm mấy bước. Những người khác cũng cười khẽ, không có ý kiến. Top 5 top 3 được Đường Long và thuộc hạ của anh ta kêu gọi, rời khỏi nhà hàng, ngồi trên xe đi đến Hồ Đinh Tâm. Trong nhà hàng, sau khi đám Mạc Phàm rời đi, bầu không khí vẫn yên tĩnh như trước. Sắc mặt Tôn Thiên Bình trắng bệch, được hai thuộc hạ đỡ lên trên ghế sofa, mãi mà vẫn chưa phản ứng, giống như quay về từ âm tào địa phủ một lần. Vừa rồi nếu không nhờ một câu của cha Mạc Phàm, ông ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tuy không chết, sau này ông ta cũng đừng nghĩ đến chuyện làm ăn ở Đông Hải, ít nhất nhà hàng này không mở được nữa. Mặt Lâm Đào cũng không còn chút máu, trên người không còn khí phách không ai bì nổi của Trạng Nguyên Tình. Lúc này giống như mất hồn phách, hai mắt vô thần, được mỹ nữ thư ký kia và vệ sĩ mang đi.
Mọi người xung quanh nhìn kết cục của Tôn Thiên Bình và Lâm Gia, tràn đầy thổn thức. Sau này thành phố Đông Hải phải đổi chủ rồi. Mạc Phàm làm tiệc rượu mừng vào đại học, dẫn tới tất cả danh môn Đông Hải tới chúc mừng, ngay cả Giang Tư lệnh Vân Châu cũng không mời tự đến. Thậm chí Tư lệnh Vân Châu này còn có cựu oán với Mạc Phàm, vậy mà không ngại hiềm khích trước kia, vô cùng khách sáo với cậu ta. Chỉ sợ sau này Thái Sơn ở Đông Hải không còn là Tần lão gia, mà là Mạc Phàm Mạc gia. Dù sao Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ dần mạnh hơn nữa. Tôi thấy gần đây Đông Hải sắp loạn rồi. Có người lo lắng nói. Lần trước Mạc Đại sư kia đắc tội Thanh Bang ở nước ngoài, liền làm Đông Hải khủng hoảng một trận. Mạc Phàm làm Lâm Thiên Bắc Lâm gia bị thương nặng, Lâm gia không kém Thanh Bang chút nào, bọn họ có thể ngồi yên sao, nén giận tuyệt đối không phải phong cách của Lâm gia. Ai nói không phải chứ, xem Mạc gia có thể nhảy cao bao nhiêu. Có người nói tiếp. Ý của các anh là bây giờ không thể làm thân với Mạc gia sao? Có người muốn bám vào Mạc gia hỏi. Anh có thể thử xem. Những người khác cười mỉa nói. Mạc gia ở Đông Hải căn bản không có nguồn gốc đáng nói, hoàn toàn là dựa thế mà lên, lên rất nhanh nhưng xuống cũng nhanh. Hiện giờ đi bám vào Mạc gia, không khác gì đầu tư cổ phiếu, nói giảm là giảm, căn bản khó lòng phòng bị. Tôi thấy không lâu nữa đâu, nhiều nhất là một tháng, đợi xem. Có người ngắt lời nói. Tôi cảm thấy chưa được một tháng đâu, đừng quên đối phương là Lâm gia. Lúc bọn họ đang bàn tán xôn xao, tầng 2 nhà hàng và tầng 1 gần cửa sổ, một người phụ nữ xinh đẹp và hai người một cao một thấp đứng yên một lát. Không đợi có người chú ý tới bọn họ liền biến mất không thấy, giống như chưa từng có ai ở đó. Đình Hồ Tâm, những nơi khác đều chúc mừng Mạc Phàm và Lý Thi Vũ vào đại học. Chỉ có một phòng VIP được mười mấy binh lính súng thật đạn thật vây quanh, không thấy có động tĩnh gì. Trong phòng VIP, mỹ nữ sĩ quan lúc trước đứng dựa vào tường, hai tay vòng quanh bộ ngực cao ngất, khóe miệng khêu gợi nhếch lên. Vẻ mặt cô bất mãn, giống như có ai thiếu nợ cô mấy trăm vạn không trả. Nhược Tuyết, cô cảm thấy Mạc Phàm này thế nào? Giang Thành ngồi trên ghế sofa hỏi. Không được. Long Nhược Tuyết không do dự nói. Cho tôi lý do. Giang Thành cười hỏi. Hiện giờ tiểu tử kia hung hãn như thế, không cho ông một chút mặt mũi nào, ông cảm thấy đợi cánh cậu ta cứng cáp, ông còn có thể sai bảo cậu ta sao? Long Nhược Tuyết nghiêm túc nói. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Mạc Phàm đều đã nói chuyện không khách sáo với Giang Thành như thế. Nếu đổi lại là cô phải cho Mạc Phàm hai cái tát trước, khiến Mạc Phàm ghi nhớ thật lâu, sau đó cô sẽ đá vào chỗ hiểm, để Mạc Phàm biết đang nói chuyện với ai. Cuối cùng bắt Mạc Phàm quỳ, để cậu ta quỳ hát thần phục. Người như Mạc Phàm, cô nghĩ rằng có thể khống chế được sao? Giang Thành lắc đầu, cười nói. Tông sư như Long, Long là con vật con người có thể khống chế được sao? Tựa như Lâm Thiên Nam cao thủ đứng đầu Hoa Hạ, quân đội cũng bán khống chế bán thả, cho anh ta tự do lớn nhất, cũng hạn chế nhất định. Nếu Lâm Thiên Nam không muốn để ý bọn họ, trừ phi bọn họ áp dụng thủ đoạn cực đoan. Nếu không không có biện pháp, Mạc Phàm cũng như vậy. Dù sao cũng là tiên thiên tông sư, đều tương đương với vũ khí mũi nhọn, cũng là tài nguyên của quốc gia. Chúng ta là nơi có kỷ luật, không sai bảo được còn cần cậu ta làm gì, tôi thấy nên trực tiếp ném cậu ta vào trong ngục giam hắc thủy, nhốt cậu ta cả đời. Long Nhược Tuyết oán hận nói, giống như người nợ tiền cô là Mạc Phàm. Mặc kệ Mạc Phàm nổi tiếng thế nào, cô nhìn thấy Mạc Phàm là cảm thấy toàn thân khó chịu. Nhìn thấy người mình ghét mỗi ngày, chắc chắn cô sẽ sống ít đi vài năm, chuyện này không thể được. Ngục giam Hắc Thủy là nơi chuyên giam giữ những cao thủ như Mạc Phàm, nghe nói do Hoàng đế xây từ trước, bất luận là cao thủ nào bị nhốt đều chưa từng ra được. Ý của cô là cũng nhốt Lâm tướng quân vào ngục giam Hắc Thủy. Giang Thành cười nói, tiểu tử này có thể so được với Lâm tướng quân sao? Long Nhược Tuyết bĩu môi nói, tôi thấy cô chỉ có hai lý do. Thứ nhất Mạc Phàm trẻ tuổi hơn cô, thứ hai Mạc Phàm có sức mạnh ngang với Lâm tướng quân. Giang Thành giống như nhìn thấu tâm tư của Long Nhược Tuyết, cười nói. Mắt Long Nhược Tuyết mở to, con người đảo trái phải, trên da thịt tuyết trắng hiện lên vẻ ửng hồng, giống như một nữ tặc xông vào phòng ngủ một người đàn ông, đúng lúc bị nam chủ nhân đang tắm bắt lấy. Cô khá để ý tuổi của Mạc Phàm, chưa tới 20 tuổi mà có tu vi như vậy. Diệt hoàng gia, diệt phu thần giáo.
giết chết Thiên Thành Diệt, một đêm giết 21 thế lực cấp S, danh chấn thiên hạ. Cô đã vô cùng hài lòng với bản thân mình, nhưng so với Mạc Phàm, cô cảm thấy mình như cặn bã. Sao lại có người đàn ông nhỏ tuổi hơn cô còn mạnh hơn cô tồn tại? Ngoài ra Lâm Thiên Nam là anh hùng trong cảm nhận của cô nghe nói một mình Lâm Thiên Nam chống cự một quân đội mới tổng quân. Gần đây có người nói, thực lực của Mạc Phàm hơn Lâm Thiên Nam, có người sắp vượt qua thần tượng của cô, như vậy sao được? Tư lệnh, không nói thật sẽ chết sao? Vẻ mặt Long Nhược Tuyết âm u, biểu cảm u oán. Dù sao có người nói thật, tôi cũng không nói thật, Mạc Phàm đáng bị ném vào ngục giam hắc thủy. Long Nhược Tuyết nhíu mày, miệng chu lên, suy nghĩ một lát, hai mắt cô lập tức sáng lên, cười tà ác. Mạc Phàm kia đánh gãy tay chân Giang Phong, tư lệnh không ghi hận Mạc Phàm, còn chiêu mộ cậu ta vào sao? Sắc mặt Giang Phong khẽ đổi. Phạm lỗi phải chịu phạt, còn tôi cũng vậy. Vẻ mặt Long Nhược Tuyết thất vọng, ánh mắt vẫn vô cùng kiên quyết như trước. Vẫn là không được, trừ phi Mạc Phàm có thể khiến tôi tâm phục khẩu phục, khiến những đội hữu của tôi tâm phục khẩu phục, nếu không cậu ta đừng mơ tưởng. Giang Thành lắc đầu, cười bất đắc dĩ. Hơn nữa tiểu tử này có lợi hại như trong truyền thuyết hay không, còn chưa biết được. Long Nhược Tuyết nói thêm một câu. Hắt xì, tiếng hắt xì vang lên. Cửa phòng VIP mở ra, Mạc Phàm đi vào. Long Nhược Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Mạc Phàm một cái, quay mặt sang một bên. Mạc tiên sinh, mời ngồi. Giang Thành nhìn thoáng qua đồng hồ nói. Khi ông ta rời khỏi tiệc rượu, từng chào hỏi Mạc Phàm, hy vọng có thể nói chuyện riêng với nhau. Có chuyện gì sao? Mạc Phàm nhíu mày. Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Long Nhược Tuyết bất mãn nói, cô vừa nhìn thấy Mạc Phàm là lại tức giận, nghe thấy Mạc Phàm nói chuyện càng tức giận hơn. Nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước, còn có khách khứa phải tiếp. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không phải là quân nhân, không cần nghe theo mệnh lệnh của người nào. Mẹ kiếp, Mạc Phàm cậu làm phản hả? Long Nhược Tuyết nhíu mày, hai mắt gần như sắp phun lửa, bóng dáng nhoáng lên một cái, khi xuất hiện đã đến trước người Mạc Phàm. Một thanh chủy thủ màu đen để trước ngực Mạc Phàm, ở dưới ánh đèn không thấy bất luận sáng bóng gì. Mạc Phàm cậu đứng lại đó cho tôi, cậu đi về phía trước một bước nữa thử xem. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhược Tuyết, dừng tay. Vẻ mặt Giang Thành thay đổi, nhíu mày nói. Giang tư lệnh, nếu ông muốn khiến tôi tâm phục khẩu phục, vậy ông đừng quản, tôi xem rốt cuộc cậu ta có bản lĩnh gì. Long Nhược Tuyết híp mắt, nghiêm túc nói. Sắc mặt Giang Thành hơi âm u, không nói gì thêm. Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn Long Nhược Tuyết một cái. Nhược Tuyết, quả thật rất trắng, nhưng nếu cô muốn thử thực lực của tôi, không cần đặt con dao ở ngực, cô có thể thử xem con dao này có đâm vào được cơ thể tôi không? Cái gì? Long Nhược Tuyết nhíu mày. Dao của cô do hợp kim tạo ra, ngay cả thép cũng bị đâm thủng, sao có thể không đâm vào được người Mạc Phàm, tiểu tử này quá lớn mật rồi. Thế nào, không dám thử xem sao? Mạc Phàm cười mỉa hỏi. Ai nói tôi không dám, cùng lắm thì cậu chết bà đây đền mạng cho cậu. Tay Long Nhược Tuyết hơi trầm xuống, nội khí rót vào trong con dao đen, trên con dao lóe lên đường vân màu đỏ sậm, giống như huyết dịch, đâm về phía ngực Mạc Phàm. Nhưng mà, keng một tiếng, chỗ ngực Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng ngũ sắc. Con dao sắc bén như đâm vào kim khí, trực tiếp bị cản xuống, ngay cả quần áo của Mạc Phàm cũng không đâm phá được. Leng keng, hai mắt Long Nhược Tuyết nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ ngơ ngẩn, lùi về sau hai bước, con dao đen rơi xuống đất, đường vân màu máu biến mất. Tuy hiện giờ cô chỉ tới trúc cơ hậu kỳ, cho dù không dốc hết toàn lực, cũng có thể dễ dàng đâm người khác. Hơn nữa con dao đen là một kiện pháp khí, chuyên đối phó cường giả luyện thể. Sao cậu có thể cứng như vậy? Long Nhược Tuyết sửng sốt hồi lâu, kinh ngạc hỏi. Cô nói xong liền hối hận. Vậy mà một đại mỹ nữ như cô nói với một người đàn ông mình chán ghét là cứng như vậy. Là cô quá yếu, nếu vừa rồi trên người cô có một chút sát khí, chỉ dựa vào hành động vừa rồi của cô đã là Long Tử Tuyết. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn dùng 3 lần thứ cốt, đã luyện thành kim cương bất diệt thể, chỉ là pháp khí bình thường có thể làm hắn bị thương được sao? Tay hắn khẽ động, con dao đen bay vào trong tay hắn, đưa cho Long Nhược Tuyết. Long Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khác lạ,
cầm lấy dao xám xịt quay về, tựa như bị giẫm phải đuôi. Hiện giờ có thể nói tìm tôi có chuyện gì rồi chứ? Mạc Phàm nói, Giang Thành đi từ thủ đô tới, chắc chắn không phải chỉ là uống rượu đơn giản như vậy. Mạc tiên sinh biết Long Tổ không? Giang Thành hơi nhếch miệng, cười khẽ hỏi. Long Tổ. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Kiếp trước hắn có hứng thú với những thế lực thần bí gì đó, ví dụ như vampire, người sói, xác ướp, ninja, thần linh, người ngoài hành tinh, vân vân. Hắn thường xuyên xem những tài liệu liên quan, Long Tổ cũng là một trong những đối tượng hắn cảm thấy hứng thú, cho nên có chút hiểu biết. Long Tổ là một tổ chức thần bí cổ xưa ở Hoa Hạ, đã tồn tại từ trước thời dựng nước, không do người cầm quyền khống chế, tồn tại vì an nguy của Hoa Hạ. Mỗi thành viên đều có bản lĩnh không giống người thường, có một số người võ công cao cường, cầm long phục hổ như giết chó. Có một số người có dị năng người thường không thể tưởng tượng được, thượng thiên nhập địa, hô phong hoán vũ, không gì không làm được. Thành viên Long Tổ thường xuyên xử lý một số chuyện siêu nhiên, ví dụ như yêu tà quỷ quái nổi loạn, dị tộc xâm lấn. Phàm là nhân tố nguy hiểm đến an nguy của Hoa Hạ, Long Tổ đều ra mặt can thiệp. Đương nhiên những chuyện này đều viết trong sách, còn Long Tổ có thật sự tồn tại hay không, thì không thể biết được. Không ngờ Long Tổ thật sự tồn tại, còn đến tìm hắn. Nhưng hình như hai thành viên Long Tổ này hơi yếu. Trong mắt hắn lóe lên lam quang, hắn nhìn về phía hai người, lông mày lập tức nhíu lại. Phong ấn cửu Long, hóa ra là như vậy. Long Nhược Tuyết có tu vi trúc cơ hậu kỳ, Giang Thành còn yếu hơn một chút, chỉ có trúc cơ trung kỳ. Nếu Long Tổ chỉ có thực lực như vậy, đã không có quá nhiều giá trị tồn tại. Thông qua thần giám, lúc này hắn mới phát hiện trên người hai người đều có phong ấn, phong bế tu vi lại, thực lực Giang Thành yếu, là vì thêm 9 tầng phong ấn, mà trên người Long Nhược Tuyết chỉ có 6 tầng. Hắn không hề xa lạ với phong ấn này, tên là phong ấn cửu Long, mỗi tầng phong ấn sẽ hạ thấp gấp đôi thực lực của người bị phong ấn. Long Nhược Tuyết bị phong ấn 6 tầng, vẫn có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Nếu mở phong ấn, chắc là đến tiên thiên trung kỳ. Còn Giang Thành bị phong ấn 9 tầng, cho nên ông ta lợi hại hơn Long Nhược Tuyết. Hơn nữa trên người Giang Thành giống như có năng lượng đặc biệt tồn tại, bị phong ấn cả tầng 10. Mạc Đại Sư, kiến thức của cậu cũng quá nông cạn rồi. Long Nhược Tuyết thấy Mạc Phàm sửng sốt hồi lâu, cười đắc ý nói. Tôi cần phải biết sao? Sắc mặt Mạc Phàm như thường, cười khinh thường nói. Long Tổ thì sao chứ, đối với một số người không tiếp xúc tới Long Tổ, có lẽ còn có chút hiếu kỳ. Đối với tu tiên giả tu luyện 500 năm ở tu chân giới như hắn, từng thấy chư thiên vạn giới, hàng tỷ sinh linh, sự tồn tại của Long Tổ căn bản không đáng nhắc tới, chỉ là một tổ chức được tạo thành bởi một số cao thủ và người thể chất dị thường thôi mà. Mạc Phàm, cậu! Long Nhược Tuyết chỉ vào Mạc Phàm, tức đến mức dậm chân. Gia hỏa này đúng là đáng giận. Cô ước gì có thể cởi bỏ phong ấn, đánh một trận với gia hỏa này, người nào thua người đó quỳ xuống liếm chân đối phương. Mạc tiên sinh không biết cũng không sao, không biết Mạc tiên sinh có hứng thú gia nhập Long Tổ chúng tôi không? Giang Thành cười nói. Vì sao lại đến tìm tôi, nếu chỉ vì tôi diệt phu thần giáo, giải quyết phiền phức thay quân đội, vậy thì không cần. Mạc Phàm nói rất gọn gàng dứt khoát. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, Long Tổ chúng tôi đến tìm cậu. Là vinh hạnh của cậu. Long Nhược Tuyết hừ lạnh, khinh bỉ nói. Chúng tôi tìm Mạc tiên sinh, không phải vì chuyện vu thần giáo. Giang Thành cũng không tức giận, cười nói. Vậy vì chuyện gì? Mạc Phàm nhíu mày. Long Tổ sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm hắn, Giang Thành cũng không có lý do cúi người thấp như vậy. Thứ nhất, thực lực của Mạc tiên sinh kinh người, quả thật là đối tượng Long Tổ chúng tôi chiêu mộ từ xưa tới nay. Thứ hai, phủ đệ tiên nhân. Mạc tiên sinh hẳn là không xa lạ, nếu tôi nhớ không sai, Tôn gia, Liễu gia và Hắc thị đều đã tới tìm Mạc tiên sinh. Mạc Phàm hơi híp mắt, vẻ mặt khẽ đổi. Một phủ đệ tu sĩ kim đan, vậy mà dẫn tới chấn động lớn đến thế. Tôn gia, Liễu gia, Hắc thị, còn Long Tổ trước mắt nữa. Vậy mà Long Tổ cũng cảm thấy hứng thú với nơi này. Long Tổ chúng tôi không có hứng thú với nơi này, chỉ vì có nhiều người cảm thấy hứng thú với nơi này. Cho nên Long Tổ chúng tôi mới phải nhúng tay. Nếu chỉ là Tôn gia và mấy gia tộc Hoa Hạ muốn đi vào phủ đệ tiên nhân, thật sự không có gì. Nhưng theo bọn họ biết, cao thủ tiên thiên kỳ trong ngoài nước đều nhìn chằm chằm nơi này.
trong đó có thứ gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Một động phủ của tu sĩ kim đan kỳ mà thôi, bên trong không có thứ gì là không có khả năng. Bí pháp phá toái hư không? Giang Thành nghiêm túc nói. Vì linh khí trên địa cầu rất loãng, mấy trăm năm qua chưa có ai đột phá đến kim đan kỳ, cũng là thần cảnh trong truyền thuyết. Một khi bước qua bước này, mới chân chính đi lên kim đan kỳ, tuổi thọ cũng dài đến 500 tuổi. Rất nhiều người nghĩ tất cả biện pháp, vẫn mắc kẹt cả đời ở cảnh giới tiên thiên, luôn không thể bước đến cảnh giới một bước lên trời này. Thậm chí còn có người đồn, thiên địa dĩ phong, thiên lộ dĩ đoạn, trên địa cầu đã không thể tiến vào thần cảnh. Hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện một phủ đệ tiên nhân, những người dừng ở cảnh giới tiên thiên còn ngồi yên được sao? Lúc trước còn có vạn diệt lao lung chấn nhiếp cả rồng, Mạc Phàm đại chiến với thiên thành diệt, phá giải được vạn diệt lao lung, lại dấy lên hy vọng cho những người này. Một khi trận pháp bên ngoài phủ đệ tiên nhân đến kỳ ngủ đông, đó là ngày những người kia tiến vào phủ đệ tiên nhân. Đến lúc đó, nhất định hoa hạ sẽ loạn. Mạc Phàm lắc đầu, con đường phá toái hư không vẫn còn đây, chỉ là tu sĩ trên địa cầu đi lầm đường mà thôi. Các ông không muốn bí pháp phá toái hư không bị người khác lấy được sao? Chúng tôi không có ý nghĩ xấu xa như thế, chúng tôi chỉ không muốn người uy hiếp đến an nguy của hoa hạ tồn tại, cậu có hiểu không? Long Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Có gì khác nhau sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười nói. Sao cậu nói nhiều như vậy, nghĩ kỹ đi, nếu như nghĩ xong rồi thì nói, có không biết bao nhiêu người muốn tiến vào Long Tổ chúng tôi đâu. Long Nhược Tuyết khẽ nâng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo. Chỉ cần Mạc tiên sinh đồng ý gia nhập Long Tổ chúng tôi, sẽ có được quân hàm thiếu tướng hoa hạ, cậu có thể dựa vào thân phận này, tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết, người nhà của cậu cũng được Long Tổ chúng tôi bảo vệ. Giang Thành nói tiếp. Những lời này vang lên, Mạc Phàm nheo mắt lại. Hắn sắp phải đến Giang Nam tìm Tuyết Nhi, giải quyết chuyện Lâm gia, khiến hắn lo lắng là người nhà của hắn. Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc và Chu Hiệt đều đến trúc cơ kỳ, nhưng nếu có cao thủ tiên thiên tìm tới cửa, ba bọn họ không thể bảo vệ mọi người chu toàn. Nếu có Long Tổ bảo vệ người nhà, trái lại sẽ khiến hắn yên tâm không ít. Còn phủ đệ tiên nhân, căn bản không đáng nhắc tới với hắn. Quân hàm thiếu tướng, hình như cao hơn cô ta một chút. Mạc Phàm nhìn hai vạch ba sao trên vai Long Nhược Tuyết, thản nhiên nói. Long Tổ chia làm bốn tiểu đội Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi tiểu đội cộng thêm đội trưởng có tổng cộng 8 người, thành viên đều có quân hàm thượng tá trở lên, đội trưởng là quân hàm thiếu tướng trở lên, quả thật Nhược Tuyết thấp hơn cậu một chút. Nói như vậy, tôi còn là đội trưởng của cô ta. Mạc Phàm hơi bất ngờ nói. Nhược Tuyết là thành viên tiểu đội Thanh Long, nếu cậu đồng ý gia nhập Long Tổ, cậu là Long Vương. Giang Thành giải thích. Nói cách khác, cô ta phải nghe theo lệnh của tôi sao? Mắt Long Nhược Tuyết mở to, hai mắt gần như sắp phun ra lửa. Gia hỏa kia gia nhập Long Tổ, không làm rõ nhiệm vụ trước mặt, trái lại xác nhận quan hệ và quyền lợi cao thấp. Dựa theo quy củ của Long Tổ, là như vậy. Giang Thành liếc mắt nhìn Long Nhược Tuyết một cái, cười nói. Đợi một chút, tôi còn chưa đồng ý để cậu ta thành đội trưởng tiểu đội Thanh Long chúng tôi đâu. Long Nhược Tuyết vội vàng nói. Vừa rồi cô khiêu khích nhiều như vậy, nếu rơi vào tay Mạc Phàm, còn có trái cây ngon để ăn sao? Mạc Phàm làm như không nghe thấy câu này, thản nhiên nói. Nếu tôi là đội trưởng, vậy cô cởi quần áo trước đi. Cái gì? Long Nhược Tuyết vốn sửng sốt, sau đó trên mặt lập tức xuất hiện ánh mắt giết người. Cô vốn đã thay đổi cách nhìn về Mạc Phàm, có thể bình tĩnh để cô đâm một đao, xem như là con người kiên cường. Ai biết Mạc Phàm chưa chính thức nhận chức, mệnh lệnh đầu tiên là bắt cô cởi quần áo, chuyện này chưa từng có trong lịch sử tiểu đội Thanh Long. Cô nghiến răng nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hung dữ, hai chữ sắc lang xuất hiện trong đôi mắt sắp phun lửa của cô. Tư lệnh, tôi đã nói tiểu tử này không đáng tin rồi, ông thấy rồi đấy, cậu ta là tiểu nhân vô sỉ hèn hạ đê tiện như vậy, sao có thể khiến bảy người chúng tôi phục cậu ta? Cô chắc chắn không cởi sao? Mạc Phàm hỏi. Không cởi, nhanh cút đi, tốt nhất sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu, để tôi nhìn thấy một lần, tôi đánh cậu một lần. Long Nhược Tuyết thở hổn hển nói. Cô chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như Mạc Phàm, rõ ràng là đùa giỡn cô, vậy mà còn nói nghiêm túc như thế, giống như cô không cởi sẽ hối hận.
Cô bị đàn ông đùa giỡn không ít lần, những người này đều không có kết cục tốt. Mạc Phàm cũng như vậy, cô sẽ đuổi cậu ta đi trước, sau này giáo huấn cậu ta cũng không muộn. Đợi cô mở phong ấn trên người mình ra, chắc chắn Mạc Phàm không phải là đối thủ của cô. Nhược Tuyết, cô cởi quần áo ra để Mạc tiên sinh nhìn xem đi. Giang Thành giống như nghĩ đến chuyện gì đó, nói. Cái gì? Miệng Long Nhược Tuyết lập tức há thành hình chữ O, gần như có thể nuốt được quả trứng vịt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Một Mạc Phàm vô liêm sỉ còn chưa tính, vậy mà Giang Tư Lệnh còn giúp Mạc Phàm bảo cô cởi quần áo. Tư Lệnh, có phải ông uống say rồi không? Vẻ mặt Long Nhược Tuyết âm u nói. Vừa rồi Giang Thành uống mấy chén với Tần Lão, Lạc Lão trong tiệc rượu, mới đến đây. Bây giờ cô vô cùng hoài nghi tử lượng của Giang Thành. Cô thấy tôi giống người uống say sao, tin tưởng tôi, cô cởi quần áo tuyệt đối sẽ không hối hận. Giang Thành nói, cởi thì cởi, ai sợ ai, tên sắc lang đáng chết, tên biến thái đáng chết, cho các người nhìn đủ này. Xoẹt, khóa kéo trang phục ngụy trang được kéo ra, Long Nhược Tuyết vô cùng tức giận cởi áo ngoài và áo tê, xuất bên trong ra, oán hận ném trên đất. Đẹp không, tên sắc lang đáng chết. Nhìn rõ chưa, đây có thể là lần cuối cùng cậu nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như vậy, đợi lát nữa, hừ hừ. Long Nhược Tuyết nghiến răng nói, sát khí trên người cô tỏa ra xung quanh. Cô quyết định rồi, lát nữa không giết chết Mạc Phàm, cô không họ Long, ít nhất cũng phải đánh cậu ta thành bán thân bất toại, sau đó lại chọc mù hai mắt cậu ta. Hiện giờ đây là phúc lợi cuối cùng trước khi Mạc Phàm chết, để cậu ta nhớ cả đời. Mạc Phàm khẽ nhướng mày. Liếc mắt nhìn Long Nhược Tuyết một cái. Trên người Lâm Nhược Tuyết chỉ còn lại một chiếc áo ngực màu trắng, khi cô mặc trang phục ngụy trang rộng thùng thình, dáng người lồi lõm không bị trang phục ngụy trang che khuất chút nào, sau khi cởi áo ra càng là hình chữ S no đủ. Da thịt tuyết trắng, thắt lưng chưa đầy một nắm tay, bộ ngực càng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô. Nhưng Mạc Phàm không thưởng thức những thứ này cẩn thận, ánh mắt hắn nhìn về phía cánh tay trái của Long Nhược Tuyết. Một đồ án màu đen như độc long, từ cánh tay trái của cô kéo đến bả vai, lan tràn đến ngực trái cô, giống như hình xăm, nhưng chân thực hơn hình xăm nhiều, giống như độc long còn sống dán lên làn da cô. Một nửa đầu rồng lộ ra bên ngoài, một nửa giấu trong bộ ngực cao ngất của Long Nhược Tuyết. Nhìn thấy đồ án độc long này, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, lộ ra vui mừng sợ hãi. Thái âm chi khí, cô bị người ta đả thương sao? Long Nhược Tuyết đang suy nghĩ xem lát nữa nên thu thập Mạc Phàm thế nào mới đã nghiền, nghe thấy câu đó, đôi mắt tràn đầy lửa giận của cô mở to, cho rằng mình nghe lầm rồi. Sắc lang đáng chết, cậu nói cái gì, bản cô nương thực lực vô song, sao có thể bị người ta đả thương? Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cô giống như bị Mạc Phàm vạch trần, lo lắng khi nói chuyện và nói bé hơn trước rất nhiều. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, cô đúng là bị một người thần bí có thể khống chế thái âm chi khí đả thương, đồ án màu đen trên người cô là để lại sau khi bị đả thương. Thái âm chi khí này vô cùng đáng ghét, bình thường không có chuyện gì, một khi phát tác, toàn thân vô cùng lạnh lẽo. Cô tìm rất nhiều bác sĩ, đều bó tay chịu trói. Cũng may cô có vẻ thông minh, dùng phương pháp phong ấn tu vi để phong ấn thái âm chi khí này. Khi hắn nhìn thấy phong ấn cửu long trên người Long Nhược Tuyết, cũng cảm nhận được thái âm chi khí trên người Long Nhược Tuyết, nhưng hắn không chắc chắn lắm. Nếu hiểu được phương pháp luyện hóa thái âm chi khí này, nó sẽ vô cùng tuyệt vời, nếu không sẽ sống không bằng chết như Long Nhược Tuyết. Nếu không loại bỏ đúng lúc, đợi thái âm chi khí hội tụ thành độc long đầu đuôi giao nhau, đó là lúc Long Nhược Tuyết chết. Nếu không bị người ta đả thương, vậy coi như tôi chưa nói gì. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Lão nương cởi cả quần áo rồi. Cậu chắc chắn không phải nhìn chúng sắc đẹp của lão nương. Long Nhược Tuyết ngơ ngẩn hỏi. Sao con hàng này lại tốt bụng như thế, chỉ muốn xác nhận thái âm chi khí, cô vẫn có chút không tin lắm. Tôi có bạn gái rồi. Mạc Phàm nói. Giọng điệu hắn rất nhạt nhẽo, không khác gì nói với Long Nhược Tuyết tôi không có hứng thú với cô, chẳng qua uyển chuyển hơn gấp bội lần. Quả thật Long Nhược Tuyết rất đẹp, cũng vô cùng chọc người, nhưng ở trong mắt hắn chỉ như vậy thôi. Chuyện này, Long Nhược Tuyết thấy Mạc Phàm không giống nói đùa, trên mặt cô lập tức hiện lên vẻ xấu hổ. Cô vốn tưởng rằng Mạc Phàm nổi lên sắc tâm với cô, ai biết không phải Mạc Phàm muốn nhìn thân thể cô, câu chuyện cười này ầm ĩ hơi lớn rồi. Nhưng nghe thấy lời Mạc Phàm nói,
cô lập tức nhướng mày. Nói có bạn gái trước mặt cô, chẳng khác gì coi thường xinh đẹp của cô. Có bạn gái có thể bắt cá hai tay, cậu biết không? Chỉ dựa vào những lời này của cô, tôi nên để cô tiếp tục bị thái âm chi khí ăn mòn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc tiên sinh, cậu có biện pháp giải trừ thái âm chi khí này sao? Giang Thành vội vàng hỏi. Sở dĩ ông ta mang theo Long Nhược Tuyết tính tình tệ nhất trong tiểu đội Thanh Long đến đây, nguyên nhân chủ yếu là vì thái âm chi khí trên người Long Nhược Tuyết. Mạc Phàm có thể chữa trị bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm, nói không chừng có thể giải thái âm chi khí giúp Long Nhược Tuyết. Vừa rồi ông ta cảm thấy có thể là Mạc Phàm cảm nhận được thái âm chi khí trên người Long Nhược Tuyết, mới bảo Long Nhược Tuyết cởi quần áo ra. Cậu ta, đùa giỡn gì thế? Long Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường. Vì thái âm chi khí trên người cô đã tìm không biết bao nhiêu bác sĩ trong ngoài nước. Những bác sĩ này đều vô cùng nổi tiếng, y thuật không kém Mạc Phàm một chút nào, nhìn thấy thái âm chi khí trên người cô cũng chỉ có thể lắc đầu. Mỗi bác sĩ đều nói một câu, cởi chuông phải nhờ người buộc chuông. Thực lực của Giang Thành mạnh như thế, cũng không có biện pháp, Mạc Phàm có năng lực này sao? Nếu tôi không giải được thái âm chi khí này, có khả năng không ai trên địa cầu này giải được. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Thái âm chi khí mà thôi, có thể làm khó được y tiên bất tử hắn. Hai mắt Long Nhược Tuyết sáng lên, giảo hoạt xuất hiện trong con ngươi cô. Nếu cậu có thể giải trừ thái âm chi khí giúp tôi, sau này lão nương mặc cậu sử dụng, bao gồm cả cởi quần áo, nếu cậu không làm được, sau này cậu phải nghe lời tôi, cũng bao gồm cởi quần áo, thế nào? Cô đang lo không có cơ hội cưỡi lên đầu Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm tự mình đưa lên cửa. Con hàng này nhận ra thái âm chi khí, chỉ sợ căn bản không biết phiền phức của thái âm chi khí. Loại linh khí này chính là một trong nhị khí của trời đất, sau khi tiến vào trong cơ thể cô, liền dung nhập hoàn toàn vào trong nội khí của cô. Ngoại trừ người thần bí đã thương cô ra, những người khác không thể giải được, nói cách khác sao có thể dây dưa cô lâu đến thế. Cô chắc chắn muốn như vậy. Mạc Phàm hỏi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cho dù cậu không tin tôi, cũng phải tin tưởng Giang tư lệnh của chúng tôi, ông ấy đứng về phía cậu đó. Long Nhược Tuyết thề son sắt. Dù sao cô sẽ thắng, có gì phải sợ. Mạc Phàm cười nhạt, ý niệm khẽ động, trên một tay hắn lóe sáng bạch quang, nhanh chóng giơ về phía ngực Long Nhược Tuyết. Long Nhược Tuyết vốn sửng sốt, giơ tay đi chắn theo phản xạ có điều kiện. Nhưng ngay sau đó, cả người cô hoàn toàn sửng sốt. Tay cô chợt lạnh, liền cảm thấy như bị thứ gì xuyên qua. Cô bỏ tay xuống, cúi đầu nhìn về phía ngực mình, hai mắt dưới lông mi dài chớp chớp, tràn đầy vẻ đáng yêu. Ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo, ngứa, như nhét eye cream vào da, cô không có cảm giác gì khác, không khó chịu trái lại còn rất thoải mái. Hai mắt Giang Thành sáng lên, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, chỉ là dị sắc vẫn chưa mất đi. Long tổ ngoại trừ thần bí, cường đại gia, cũng là nơi tụ tập đủ các loại tư liệu về Hoa Hạ. Chỉ riêng nơi lưu trữ các loại tư liệu cũng to bằng trấn nhỏ. Bên trong ghi lại các loại y thuật, ít nhất có thể đầy mấy chục gian phòng. Vì giải trừ thái âm chi khí trên người Long Nhược Tuyết, ông ta từng tra tất cả y thuật có khả năng giải trừ thái âm chi khí, cũng chưa từng thấy thủ đoạn kỳ lạ như Mạc Phàm. Khốn! Mạc Phàm lạnh lùng quát một tiếng, tay hắn ở trong cơ thể Long Nhược Tuyết, một phù văn màu vàng sáng lên, đồ án hình rồng màu đen trên người Long Nhược Tuyết lập tức bị kim quang vây quanh. Cũng đúng lúc này, đồ án độc long như tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, vặn vẹo thân thể một cách điên cuồng, đầu rồng trốn trong áo ngực Long Nhược Tuyết đột nhiên nâng lên, tất cả đồ án giống như độc xà bị người ta nắm lấy, điên cuồng đánh về phía tay Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt, vậy mà quấn trên cánh tay Mạc Phàm. Sắc lang, cẩn thận! Long Nhược Tuyết lo lắng nói. Thái âm chi khí trong cơ thể cô rất đặc biệt, giống như bệnh độc, trong số bác sĩ chữa trị cho cô. Có hai người không cẩn thận dính vào, mỗi ngày đều làm bạn với thuốc. Tuy cô chán ghét Mạc Phàm, nhưng không hy vọng liên lụy đến người khác. Mạc Phàm cười lạnh lùng, sắc bén lóe ra từ trong mắt. Đi ra cho tôi. Tay hắn kéo ra phía ngoài, đồ án độc long màu đen bị hắn tách rời một cách thô bạo. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, một vòng xoáy linh khí xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, thái âm chi khí hình độc long còn chưa kịp vùng vẫy đã bị hấp thu vào bên trong. Biến thành hạt châu màu đen to cỡ ngón cái. Sắc lang đáng chết,
Vậy mà cậu có thể. Trên mặt Long Nhược Tuyết lộ ra vẻ vui mừng. Thái âm chi khí này khiến cô đau đầu rất lâu, mỗi lần phát tác không chỉ như người sắp chết, còn phải uống rất nhiều thuốc, đến gì cả mẹ thì thống khổ gấp vô số lần, cô sắp bị đùa chết rồi. Thứ khó giải như vậy, lại được một tay Mạc Phàm kéo ra, chữa bệnh đơn giản như nặn bánh bao. Cô có cảm giác như đang nằm mơ, không chân thực lắm. Nhưng cô cao hứng chưa tới một phút đồng hồ, lạnh lẽo xuất hiện trên mặt cô, đắc ý trên mặt cô biến mất ngay lập tức. Tôi đã nói thứ này không dễ giải như vậy rồi mà, sắc lang đáng chết, lão nương bị cậu hại chết rồi. Chỉ trong chớp mắt, Long Nhược Tuyết giống như cả nhiễm xương, mặt không còn chút máu, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, hơi thở nhanh chóng yếu đi. Mạc tiên sinh, đây là... Giang Thành lo lắng hỏi, trong mắt hiện lên thất vọng. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm có thể chữa được cho Long Nhược Tuyết, xem ra ông ta nghĩ quá đơn giản rồi, thái âm chi khí này không đơn giản như vậy. Đây là ngọn nguồn của thái âm chi khí, ngọn nguồn được tôi lấy ra ngoài, thái âm chi khí còn thừa trong cơ thể cô ta như rắn mất đầu, bắt đầu phát tác. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, thản nhiên nói. Có thể lấy thái âm chi khí còn thừa ra không? Ngọn nguồn đều lấy ra được, còn thừa có khó gì? Mạc Phàm cười khinh thường nói, giống như căn bản không để thái âm chi khí này vào mắt. Thứ này, hắn có vô số biện pháp giải trừ. Thái âm thần thạch hắn đạt được từ chỗ thiếu vu chủ của vu thần giáo, đó là loại đơn giản nhất. Chỉ cần hắn lấy thái âm thần thạch ra, hoàn toàn có thể hấp thu thái âm chi khí trong cơ thể Long Nhược Tuyết không còn một chút. Nếu làm như vậy, hắn muốn luyện hóa thái âm thần thạch sẽ phiền phức hơn. Lấy thái âm chi khí này làm dẫn, hắn có thể thử luyện hóa thái âm thần thạch. Hắn vốn đang đau đầu vì luyện hóa thái âm thần thạch, đúng lúc gặp được thái âm chi khí trong cơ thể Long Nhược Tuyết. Hắn cười khẽ, một tay nắm lấy hạt châu màu đen kia, phù văn như nòng nọc xuất hiện trong tay hắn, hội tụ về phía hạt châu màu đen. Trong chớp mắt, trên hạt châu màu đen có thêm đường vân màu vàng. Thu! Theo tiếng quát khẽ, hắc khí bay từ trong lỗ chân lông trên toàn thân Long Nhược Tuyết, bay về phía hạt châu màu đen trong tay Mạc Phàm. Một khắc trước Long Nhược Tuyết còn cảm thấy đau đớn như nứt da, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy ấm áp như mặt trời chiếu lên người, hàn khí trên mặt tản đi, thân thể càng ngày càng có sức lực, thoải mái đến mức không nói nên lời. Chỉ trong phút chốc, một chút thái âm chi khí cuối cùng dung nhập vào trong hạt châu. Ngưng! Trên hạt châu chớp lóe kim quang, toàn bộ màu đen biến thành màu vàng. Cô có thể mặc quần áo rồi. Mạc Phàm nói, trên mặt không có một chút dao động, giống như chữa khỏi cho một con chó nhỏ. Long Nhược Tuyết sửng sốt, vội vàng nhắm mắt cảm ứng thái âm chi khí trong cơ thể. Chỉ trong vòng một điếu thuốc, cô mở to mắt, trên mặt tràn đầy vui mừng, thái âm chi khí sắp đùa chết cô thật sự không còn nữa. Nhưng ngay sau đó, giảo hoạt lập tức xuất hiện trên mặt cô. Đúng là được cậu giải trừ rồi, quả thật cậu rất lợi hại. Nể mặt cậu giải trừ thái âm chi khí giúp lão nương, tôi nói cho cậu một tin tức rất không may, tôi không phải là quân tử, tôi là nữ tử, cho nên những lời vừa rồi của tôi không được tính. Mặt Long Nhược Tuyết không đỏ tim không đập nhanh nói. Vừa rồi cô đánh cược với Mạc Phàm, người nào thua phải nghe đối phương sai bảo. Bảo cô nghe Mạc Phàm sai bảo, làm sao có thể, cô không quấy rối Mạc Phàm đã không tệ rồi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, sắc mặt như thường. Sở dĩ hắn chữa trị cho Long Nhược Tuyết, hoàn toàn là vì thái âm chi khí có thể giúp hắn luyện hóa thái âm thần thạch. Còn có tin tức xấu khác nữa không? Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên là có, cậu muốn trở thành đội trưởng của tiểu đội Thanh Long, sẽ không dễ dàng như vậy, cho dù lão nương tha cho cậu một mạng, nhưng những người khác sẽ không dễ đối phó như thế, cậu có thể suy nghĩ thật kỹ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Long Nhược Tuyết cười nói. Vậy tôi cũng nói cho cô biết một tin tức xấu, bây giờ tôi đã là đội trưởng của các cô, hy vọng chúng ta chơi đùa vui vẻ. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Nếu hắn không quản lý được mấy tu sĩ trên địa cầu, hắn còn là y tiên bất tử sao? Nhẫn trên tay hắn sáng lên, hắn lấy một bình ngọc ra, bỏ hạt châu màu vàng vào bên trong, cất đi. Sắc mặt Long Nhược Tuyết và Giang Thành thay đổi, sao bọn họ có thể không biết nhẫn chữ vật? Cho dù là Long Tổ cũng không phải mỗi người đều có, vậy mà Mạc Phàm lại có một cái trong tay. Giang Thành thấy Mạc Phàm gật đầu đồng ý, liền lấy đồ đã chuẩn bị từ trước ra.
một thứ gì đó tương tự khế ước và một pháp khí ngọc bội màu xanh. Khế ước đơn giản là Mạc Phàm không thể làm một số chuyện không tuân theo quy định, không có tác dụng quá lớn với hắn. Hắn muốn vi phạm, căn bản không ràng buộc được hắn. Ngọc bội to bằng nắm tay trẻ con, có màu xanh, là hình thanh long trông rất sống động, đại biểu thân phận long vương của hắn, cũng là một kiện pháp khí đưa tin, hộ thân. Hắn nhỏ một giọt tinh huyết lên khế ước không lửa tự thiêu. Ký khế ước xong, hai ký hiệu bay từ trong ngọn lửa ra. Một cái bay vào trong mi tâm Mạc Phàm, một cái khác bay vào trong mi tâm Giang Thành, chớp lóe rồi biến mất. Giang Tư lệnh, còn việc gì không? Mạc Phàm cất ngọc bội thanh long đi, thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Giang Thành, hỏi. Vào đi. Giang Thành thở dài, kêu lên về phía cửa, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cửa phòng mở ra, hai binh sĩ nâng một người vào. Tứ chi người này bị đánh gãy, mông và lưng bị đánh huyết nhục mơ hồ. Hơi thở mong manh, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là người chết. Mạc Phàm nhìn thấy người này, lông mày lập tức nhíu lại. Giang Tư lệnh, ông có ý gì đây? Mạc Phàm hỏi. Người này nửa sống nửa chết, không phải ai khác, đúng là Giang Phong bị hắn đánh gãy tay chân ở Vu Thần Giáo. Nhưng chuyện này đã là 8 tháng trước, Giang Phong nên sớm khôi phục như lúc ban đầu. Hắn vừa nói xong, sắc mặt trở nên phát lạnh, nhiệt độ cả căn phòng lập tức giảm xuống rất nhiều. Con trai của ông ra tay với những chiến sĩ kia sao? Vết thương trên người Giang Phong từ mông đến phía sau lưng, đều như do roi quất gây ra, giống chịu trừng phạt gì đó. Nếu có người muốn mạng Giang Phong, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nếu như vậy, hơn phân nửa là Giang Thành bảo người ta làm thế. Giang Thành trừng phạt Giang Phong như vậy, chỉ có một loại khả năng, Giang Phong ra tay với đám chiến sĩ Liên Thành, Liệt Hỏa. Đám chiến sĩ kia không nể mặt Giang Phong chút nào, Liệt Hỏa còn tát Giang Phong một cái. Với những hiểu biết của hắn dành cho đám phú thiếu, chắc chắn anh ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện gì cũng không thể gạt Mạc tiên sinh, quả thật là như vậy. Giang Thành thở dài. Chuyện Mạc Phàm diệt Vu Thần Giáo, ông ta vốn hạ lệnh, công tác giữ bí mật chuyện này vô cùng tốt. Nhưng một tuần trước, một người tìm Giang Phong uống say không biết gì. Giang Phong trò chuyện với người kia rất hợp ý, trò chuyện với người này một lát liền nói chuyện Vu Thần Giáo. Giang Phong là đại thiếu Giang gia, học đại học ở nước ngoài, tất nhiên không ngu ngốc. Anh ta nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của đối phương, là nhằm vào Mạc Phàm. Anh ta tương kế tựu kế nói số hiệu cho đối phương, số hiệu này là số hiệu của Liệt Hỏa thành viên đội hải quân lục chiến. Chưa đến vài ngày, hai người liền tới tìm Liệt Hỏa. Tu vi của hai người này không thấp, Liệt Hỏa căn bản không phản kháng được liền bị bọn họ bắt. Liệt Hỏa biết mình không phải là đối thủ của hai người, lựa chọn tự sát. Nhưng một người trong đó không tha cho Liệt Hỏa, cho anh ta phục dùng một loại đan dược tục mệnh, sau đó thi triển siêu hồn thuật với anh ta. Siêu hồn. Mạc Phàm hơi híp mắt, ngọn lửa bốc cháy bên trong, loại pháp thuật này tổn hại rất lớn tới nhân thần, rất nhiều người sau khi bị siêu hồn, liền biến thành kẻ ngốc. Bây giờ Liệt Hỏa thế nào? Cứu được rồi, bây giờ thân thể không có gì đáng ngại. Nhưng cảm xúc không ổn định lắm. Sắc mặt Giang Thành hơi khó coi, nói. Vậy hai người kia là ai? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Còn chưa tra ra được. Sau khi ông ta biết được tin tức này, liền phái người đi thăm dò. Nhưng hai người kia giống như tàng hình, căn bản không có bóng dáng của hai người đó, ngay cả Giang Phong cũng không nhớ rõ người uống rượu với anh ta trông như thế nào. Rất có thể là cao thủ của Vu Thần Giáo. Hơn nữa có khả năng ở ngay thành phố Đông Hải. Lịch sử của Vu Thần Giáo còn lâu đời hơn Long Tổ bọn họ, thực lực khắp Đông Nam Á thậm chí là nước ngoài. Mạc Phàm chỉ tiêu diệt được đệ tử ở thánh địa Vu Thần Giáo, còn không biết bao nhiêu cao thủ Vu Thần Giáo ở ngoài, khả năng Vu Thần Giáo ra tay rất lớn. Vu Thần Giáo. Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt như lợi kiếm hàn băng. Tốt nhất bọn họ ở thành phố Đông Hải. Hắn đã thành kim cương bất diệt thể. Còn chưa thử uy lực, đúng lúc thử trên người hai người này xem. Sắc lang đáng chết, cậu đừng quá kiêu ngạo, cho dù cậu giết thiên thành diệt, đám cao thủ còn lại của Vu Thần Giáo cũng không phải người cậu có thể đối phó. Ví dụ như Long Cổ Đại Vu Sư ẩn cư ở Bắc Xuyên, ông ta ở ngay trên cậu trong hắc bảng. Long Nhược Tuyết nhắc nhở. Mặc dù cô có chút điêu ngoa, không phân rõ phải trái, nhưng không ngu ngốc.
Hơn 20 năm trước Long Cổ này đã là đại vu sư nổi tiếng của vu thần giáo, rất am hiểu quỷ vu thuật, từng dùng một lời chú giết chết 36 võ đạo thế gia khiêu khích vu thần giáo, danh chấn cửu châu, thực lực còn hơn vu chủ bị Mạc Phàm giết chết rất nhiều. Long Cổ là người của vu thần giáo, nhưng vì trong tranh giành vị trí vu chủ bại bởi thiên phú không bằng sư huynh ông ta. Trong cơn tức giận ông ta mới rời khỏi thánh địa của vu thần giáo, ẩn cư ở Bắc Xuyên. Nếu khi huyết tế của vu thần giáo Long Cổ ở vu thần sơn, Mạc Phàm có thể quay về hay không còn là vấn đề. Hắc bảng, là thứ gì thế? Mạc Phàm nhíu mày nói. Vậy mà cậu không biết hắc bảng, còn có thể sống đến tận bây giờ, vận khí của cậu tốt thật. Long Nhược Tuyết bĩu môi nói. Hắc bảng là hắc thị dựa theo tu vi, thực lực, chiến tích và tổng hợp nhiều nhân tố của tu sĩ để tạo ra cái bảng này, cao thủ người Hoa nổi tiếng đều ở bên trên. Cô nói Long Cổ này có tên trên hắc bảng, rất cao sao? Mạc Phàm hỏi. Bảng như vậy cũng không hề xa lạ, ở tu chân giới cũng có không ít. Ví dụ như tiên bảng, y tiên bất tử hắn được phân hạng nhất. Trước khi cậu chưa giết Thiên Thành Diệt, ngay cả 100 cũng không lọt vào, sau khi giết chết Thiên Thành Diệt đứng thứ 79, sau khi diệt 21 thế lực cấp S, bây giờ đứng thứ 61, Long Cổ đứng trên cậu 11 vị trí, đây là thứ hạng 10 năm trước. Long Nhược Tuyết giải thích. 10 năm nay Long Cổ chưa từng xuất hiện, vị trí của ông ta chưa thay đổi, nhưng thực lực ai biết được. Chỉ cao hơn chứ không thấp đi. Có người suy đoán, bây giờ Long Cổ thấp nhất cũng phải vị trí trước 30. Trước 100 trên hắc bảng, một bước còn khó hơn. Mạc Phàm đứng vị trí 61, không sợ cao thủ top 30, không phải ngu ngốc thì là gì. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ, vậy mà hắn chỉ đứng ở vị trí 61 trong đám người Hoa. Đứng đầu là ai? Chuyện này còn phải hỏi sao, Lâm Thiên Nam thiên hạ vô địch. Long Nhược Tuyết nói đúng lý hợp tình. Thứ nhất thứ hai cậu đều phải cẩn thận chút. Vì sao? Mạc Phàm nhướng mày. Bởi vì Lâm Thiên Nam đứng đầu được người Lâm gia nhặt về Lâm gia nuôi lớn, hôm nay cậu vừa phế một người Lâm gia, không có nhiều người biết tin tức này, cậu không biết cũng không trách cậu, nhưng cậu đã đắc tội người Lâm gia. Long Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, giống như hiểu ra. Chẳng trách kiếp trước Lâm gia hung hãn như thế, hóa ra Lâm Thiên Nam đứng đầu người Hoa là người Lâm gia. Lúc trước hắn từng hỏi Tần lão gia tử, Lâm gia Giang Nam có quan hệ gì với Lâm Thiên Nam? Tần lão gia tử nói rất chắc chắn Lâm Thiên Nam không có liên quan gì với Lâm gia, Lâm Thiên Nam là hậu nhân của Lâm gia ở Mạc Bắc, không ngờ bên trong còn những chuyện mà hắn không biết. Vậy người đứng thứ hai là Vạn Thiên Tuyệt sao? Một kẻ địch mạnh khác của hắn, chính là Vạn Thiên Tuyệt dưới một người trên vạn người. Không sai, đắc tội nhiều người lợi hại như thế, cậu có sợ không? Long Nhược Tuyết hỏi. Sợ sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, không chỉ không sợ, trái lại trong mắt còn chớp lóe tinh quang. Cô sẽ sợ một con thỏ sao? Trong từ điển của y tiên bất tử hắn, không có chữ sợ này. Con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Vậy tôi là người con thỏ không cắn được. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, vô cùng tự tin nói. Long Cổ này khiến Liệt Hỏa tự sát, nếu ông ta dám hiện thân, hắn sẽ giết Long Cổ. Thanh Bang dám hạ Thanh Long lệnh với Mạc gia hắn, hắn sẽ một lưới bắt hết Thanh Bang và Vạn Thiên Tuyệt. Kiếp trước Lâm gia diệt Mạc gia hắn, hắn sẽ để Lâm gia nếm thử tư vị bị diệt, Lâm Thiên Nam là người Lâm gia thì sao, hắn cũng sẽ chảm. Đứng thứ nhất, thứ hai hắc bảng thì sao, cao hơn hắn 11 thứ hạng thì thế nào? Chỉ một câu, sát khí như khói báo động phóng lên trời. Hai người Giang Thành và Long Nhược Tuyết cũng không phải kẻ yếu, sắc mặt bọn họ thay đổi. Đây là quần áo trên người người kia mà Liệt Hỏa xé được, không biết có tác dụng không? Giang Thành lấy một mảnh vải nhỏ từ trong túi áo ra. Mạc Phàm nhướng mày, hàn quang lóe ra, có thứ này, chỉ cần bọn họ ở thành phố Đông Hải, bọn họ không thoát được đâu. Hắn nhận lấy mảnh vải kia, vận chuyển linh khí, ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Một pháp ấn đánh vào bên trong, ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, bao phủ mảnh vải bên trong. Ngọn lửa tắt, một ký hiệu hình dấu chấm than tỏa ra hào quang màu vàng, xuất hiện trong tay hắn. Phù, hắn thổi một luồng linh khí vào trên ký hiệu này, ký hiệu lập tức to hơn. Hắn ném ký hiệu này lên không trung,
ký hiệu như tinh linh bay hai vòng quanh hắn, ẩn vào không trung. Cậu dùng pháp thuật gì vậy? Mắt Long Nhược Tuyết mở to, vẻ mặt khó mà tin được. Vừa rồi Mạc Phàm dùng pháp thuật lấy thái âm chi khí, đã khiến cô vô cùng kinh ngạc, hiện giờ Mạc Phàm lại dùng tiếp pháp thuật như vậy nữa. Cô xuất thân từ Long Tổ, rất nhiều chuyện người bình thường không biết, cô nhìn quen lắm rồi. Nhưng ở bên cạnh Mạc Phàm, cô có cảm giác mình như già lưu đến thăm nhà đại quan viên. Chỉ là pháp thuật tìm kiếm thông qua khí tức đối phương mà thôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn biết rất nhiều loại pháp thuật như vậy, căn bản không đáng nhắc tới. Mất bao lâu mới tìm được người kia? Long Nhược Tuyết hỏi. Nếu nhanh thì lập tức tìm được, chậm mà nói, có khả năng phải vài ngày, có lẽ còn lâu hơn. Mạc Phàm nói. Bởi vì chỉ có một mảnh quần áo, khí tức trên đó thật sự quá yếu, muốn tìm người này ở nơi rộng như Đông Hải, chỉ có thể dựa vào vận khí. Nếu người này ở gần đây, sẽ lập tức bị phát hiện, nhưng mà... Hắn vừa mới nói xong, một ký hiệu bay trở về, trực tiếp chui vào trong nhẫn của hắn. Ra tay với liệt hỏa chính là cậu, đúng là thiệt thòi cho liệt hỏa tự sát vì cậu. Mắt Long Nhược Tuyết mở to, khinh bỉ nói. Nếu không phải Mạc Phàm ra tay với liệt hỏa, sao ký hiệu kia lại quay về chỗ Mạc Phàm? Mạc Phàm không nói gì liếc mắt nhìn Long Nhược Tuyết một cái, nhẫn trên tay sáng lên, hạt châu mới được hắn cho vào trong nhẫn xuất hiện trên tay hắn. Ký hiệu kia rơi xuống hạt châu này, tản ra ánh sáng màu vàng. Như vậy là có ý gì? Long Nhược Tuyết gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Siêu tác chi thuật tìm đến hạt châu này, vậy nói lên khí tức trên hạt châu này giống như trên mảnh vải, xem ra vận khí của chúng ta rất tốt, người đã thương cô và dùng siêu hồn với liệt hỏa là một. Mạc Phàm nheo mắt nói. Cái gì? Long Nhược Tuyết nhíu mày, lửa giận xuất hiện trong mắt cô. Giang Thành cũng nhíu mày. Sắc mặt hai người khó coi chỉ trong chớp mắt. Thực sự là người đó sao? Ông biết là ai sao? Mạc Phàm nhớn mày hỏi. Người này tên là Âm Long, tên cụ thể là gì tôi cũng không biết, là một người rất lợi hại, vị Long Vương lúc trước đã chết dưới tay Âm Long, Nhược Tuyết may mắn mới còn sống, nhưng bị hành hạ gần chết, Âm Long đứng vị trí thứ 49 trên hắc bảng, gần sát Long Cổ, thực lực còn mạnh hơn Long Cổ của Vu Thần Giáo, trên người ông ta có thái âm chi khí. Chỉ cần dính vào là vô cùng phiền phức. Giang Thành cũng không giấu giếm, nói chi tiết. Hình như người này không liên quan đến Vu Thần Giáo, vì sao phải tới tìm Mạc Phàm? Long Nhược Tuyết nghi ngờ nói. Có quan hệ hay không đều không sao cả, ai dám động vào người tôi muốn bảo vệ, người đó đều phải chết. Mạc Phàm lạnh giọng nói. Còn vì sao người này lại tới tìm hắn, tìm được người này thì biết. Tay hắn dùng lực, bùm một tiếng. Thái âm chi khí được hắn phong ấn vỡ thành vô số viên bi nhỏ như hạt bụi. Mỗi viên được màu vàng bao quanh, trôi trổi trong căn phòng VIP, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Hắn vốn cảm thấy tìm người kia quá chậm, vận khí không tốt có khả năng 10 ngày nửa tháng cũng không tìm được, dù sao con người luôn di chuyển. Đã có thái âm chi khí này, vậy thì dễ dàng rồi. Mặc kệ người này trốn ở đâu, không lâu sau sẽ tìm được. Thái âm chi khí dùng để luyện hóa thái âm thần thạch lấy từ người này vậy. Tán. Ký hiệu hình dấu chấm than hóa thành vô số dấu chấm than nhỏ, biến mất vào trong những viên bi màu vàng. Đi đi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh. Hạt bụi màu vàng kéo dài ra thành sợi tơ màu vàng, bay ra ngoài từ cửa sổ, biến mất trong không trung. Chỉ cần tìm được Âm Long này, đó sẽ là ngày chết của ông ta. Mạc tiên sinh. Cậu định xử lý thằng bé thế nào? Giang Thành chỉ Giang Phong hỏi. Long Nhược Tuyết nhíu mày nhìn về phía Mạc Phàm, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Mạc Phàm lấy một bình ngọc ra, để trên bàn. Phiền ông đưa thứ này cho liệt hỏa, nói với anh ta nếu không có chỗ để đi, có thể tới Mạc gia, còn. Liệt hỏa trung thành với hắn như thế, tất nhiên hắn sẽ không bạc đãi liệt hỏa. Còn Giang Phong, hắn liếc mắt nhìn Giang Phong một cái, tay tạo thanh mộc quyết. Thanh quang rơi xuống người Giang Phong, vết thương trên người Giang Phong nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn không phải là người không nhìn ra được, nể mặt Giang Thành biết lý lẽ, không phải không thể giữ lại mạng cho Giang Phong. Nhưng nếu có lần sau, Giang Thành cũng không cứu được anh ta. Hy vọng không có lần sau. Mạc Phàm nói xong liền rời đi. Trong phòng VIP, Giang Tư lệnh, tiểu tử này thật kiêu ngạo, không kính sợ ông một chút nào.
ông không tức giận chút nào sao? Long Nhược Tuyết hít vào một hơi khí lạnh hỏi. Vậy mà Mạc Phàm này nói với Giang Tư Lệnh là hy vọng không có lần sau, cả Hoa Hạ, có mấy người dám nói chuyện với Giang Phong như vậy? Lâm Thiên Nam nói chuyện với cô, sẽ vô cùng khách sáo sao? Giang Thành nheo mắt cười nói, trên khuôn mặt cương nghị không có một chút cảm xúc dao động. Giang Tư Lệnh, không phải ông đang nói đùa đấy chứ? Long Nhược Tuyết chớp chớp mắt, sững sờ nói. Lâm Thiên Nam đứng đầu Hoa Hạ, tất nhiên không cần khách sáo với cô. Nhưng Giang Thành ngoại trừ là thượng tướng trẻ tuổi nhất Hoa Hạ, tư lệnh quân khu Vân Châu gia, còn có thân phận là một trong bốn trưởng lão của Long Tổ bọn họ. Mỗi trưởng lão Long Tổ đều có thực lực tiên thiên đỉnh phong, Giang Thành lại đứng top 20 trên hắc bảng, sao có thể kém Mạc Phàm nhiều như vậy, Giang Thành không mở phong ấn cửu Long cũng không kém nhiều như thế đâu. Cô thấy tôi đang đùa sao? Giang Thành lạnh nhạt nói. Chuyện này không có khả năng đâu, cậu ta muốn vượt qua ông. Ít nhất phải đợi 30 năm nữa, không đúng, phải 50 năm. Long Nhược Tuyết khó có thể tiếp nhận nói. Vậy tôi hỏi cô, pháp thuật Mạc Phàm vừa sử dụng, cô nhận ra mấy cái? Giang Thành thần bí nói. Không biết một cái nào. Long Nhược Tuyết rất thành thực nói. Cô có chút hiểu biết về pháp thuật, nhưng pháp thuật Mạc Phàm vừa sử dụng, cô chưa từng thấy một loại nào. Vậy cô còn cảm thấy cậu ta chỉ đứng thứ 61 trong hắc bảng nữa không? Giang Thành hỏi, trong tài liệu của Long Tổ bọn họ, có ghi lại vô số pháp thuật từng xuất hiện trong lịch sử Hoa Hạ, nhưng pháp thuật Mạc Phàm sử dụng không nằm trong số đó, chuyện này nói lên cái gì? Nếu không phải Mạc Phàm được truyền thừa gì đó ở tiên giới, thì không phải vật trong ao. Y thuật và pháp thuật cao minh thì thế nào, nếu tôi mở 6 tầng phong ấn, cậu ta căn bản không có cơ hội thi pháp. Long Nhược Tuyết khẽ nâng cằm, tự tin nói. Ha ha! Giang Thành cười mà không nói. Quả thật cao thấp của pháp thuật có thể nói lên cường đại của thực lực, nhưng từ trong mắt Mạc Phàm, ông ta nhìn ra được Mạc Phàm không quá kiêu ngạo, mà thật sự cường đại. Ít nhất là người mạnh, nếu không không có khả năng còn trẻ tuổi đã có loại ngạo thị chúng sinh. Giang Tư Lệnh, Mạc Phàm này thật sự lợi hại như vậy sao? Long Nhược Tuyết thấy bộ dạng Giang Thành rất thần bí, nghiêm túc hỏi. Có lợi hại hay không phải đợi cậu ta tìm ra Âm Long? Cô sẽ biết, nếu cậu ta chết trên tay Âm Long, vậy nói lên tôi đã nhầm, nhưng mà tin tưởng tôi, người này không phải là phàm nhân. Giang Thành nghiêm túc nói. Cái gì, người này không phải phàm nhân sao? Long Nhược Tuyết vốn là sửng sốt, khóe miệng lập tức nhếch lên. Đợi cậu ta bắt được tên khốn nạn Âm Long kia rồi nói sau, người đứng thứ 49 trên hắc bảng, không dễ đối phó như vậy đâu. Nếu dễ đối phó anh trai cô đã không chết. Nhìn xem Mạc Phàm có thể báo thù cho anh trai cô hay không. Giang Thành thở dài nói, trong mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Tỉnh Giang Nam, trong đình thang thần hào. Tiểu khu này không chỉ gần sát trung tâm tài chính quốc tế tỉnh Giang Nam, bên cạnh là phổ Giang đi ngang qua tất cả Giang Nam, vị trí địa lý rất tốt. Điều kiện như vậy khiến biệt thự ở tiểu khu này không có mấy vạn trở lên, thậm chí trên triệu căn bản không mua được, người ở khu này đều không phải người bình thường ở tỉnh Giang Nam. Trong một biệt thự xây theo phong cách châu Âu, một lão giả tóc hoa râm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, râu tóc đều dựng lên, vẻ mặt tức giận. Lão giả này không phải ai khác, đúng là Lâm Chấn Sơn cha của Lâm Thiên Bắc, ông nội của Lâm Đào. Trước người ông ta, vẻ mặt Lâm Đào và mỹ nữ thư ký kia tái nhợt, mồ hôi đầm đìa quỳ trên đất. Hai người ai nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra thế này? Lão giả trầm giọng hỏi, giống như sư tử nổi giận gầm thét. Cả căn phòng như bị khí phách vô hình nhồi vào, bầu không khí lúc này hơi căng thẳng. Tuy bọn họ chỉ là chi thứ, nhưng từ thế hệ ông ta đã dần lớn mạnh hơn. Khi ông ta còn trẻ từng được một người đứng đầu chỉ điểm, bắt đầu tu luyện võ đạo, thực lực đạt tới cảnh giới tiên thiên, được đẩy vào chính thống Lâm gia. Lâm Thiên Bắc còn ông ta vì có cái đầu buôn bán, được ban thưởng cái tên Lâm Thiên Bắc, cũng trở thành chính thống của Lâm gia. Tuy Lâm Đào đang học võ, phương diện thuật pháp không có thiên phú, nhưng chỉ số thông minh hơn 150, còn cao hơn Einstein, sớm muộn gì cũng thành chính thống của Lâm gia. Chỉ cần ba đời là chính thống, sau này bọn họ sẽ là chính thống của Lâm gia, bất luận quyền lợi, địa vị đều có thể vượt rào. Ai biết Lâm Thiên Bắc đi một chuyến đến Đông Hải, lại bị một tiểu tử gia tộc vô danh biến thành phế nhân, tiệc rượu vào đại học có thể mượn sức nhân vật nổi tiếng ở Đông Hải cũng không hoàn thành,
mặt mũi nhất mạch bọn họ lập tức bị mất hết. Lão gia, tiểu tử kia chỉ nói một câu, Lâm tiên sinh liền biến thành như vậy. Nữ thư ký gợi cảm run run nói. Một câu có thể khiến người ta tan xương nát thịt, là như vậy sao, Đào Đào? Lâm Chấn Sơn hỏi. Đúng vậy, ông nội. Lâm Đào không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, giống như rất sợ Lâm Chấn Sơn. Lâm Chấn Sơn nhíu mày, vẻ mặt khó coi. Một lời vỡ xương người ta, tiên thiên tông sư có thể làm được, pháp sư cấp bậc chân nhân cũng làm được, sao một đứa bé chưa tới 20 tuổi lại làm được? Hai người có nghe nói về thân phận tiểu tử này không? Hình như cậu ta là Mạc Thần Y Đông Hải, chuyện khác thì tôi không biết. Thư ký nói chi tiết. Nghe thấy câu này, lông mày Lâm Chấn Sơn giãn ra, trong mắt lộ ra chút khinh thường. Là người chữa khỏi ung thư và Super Sơ đúng không? Chuyện này cũng không kỳ lạ, chắc là có người bảo vệ cậu ta ở phía sau. Nếu là người chữa được bệnh ung thư và Super Sơ, vậy thì có thể dễ hiểu. Loại người này không có thực lực gì, chắc chắn là được Hoa Hạ bảo vệ. Dù sao ung thư là bệnh nan y, Super Sơ là bệnh độc có tính chí mạng, nhân tài như vậy toàn bộ thế giới cũng không tìm được mấy người. Có người bảo vệ cậu ta, chẳng trách nói không phải cậu ta thi triển pháp thuật, mà là người khác. Mắt Lâm Đào mở to sừng sốt nói. Anh ta thật sự bị pháp thuật của Mạc Phàm làm sợ hãi, nếu không phải Mạc Phàm thi triển, vậy không có gì phải sợ. Hừ, chỉ là một tên dùng kỹ xảo giả thần giả quỷ mà thôi. Một tiểu tử chưa tới 20 tuổi như cậu ta có thể nắm giữ pháp thuật chân chính được sao? Lâm Chấn Sơn khinh miệt nói, căn bản không để Mạc Phàm vào mắt. Ông nội, vậy chúng ta làm sao bây giờ, nhất định không thể tha cho tên gia hỏa kia. Lâm Đào đứng dậy, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm có bản lĩnh kinh người, dọa anh ta không dám ngẩng đầu lên. Ai biết Mạc Phàm chỉ là một tên lừa gạt. Điều này làm anh ta càng thêm phẫn nộ. Bại bởi một thiên tài không đáng sợ, dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng anh ta đường đường là người Lâm gia, lại bị một tên lừa gạt ngược thảm như thế, vậy thì không được phép. Phế đi con ông, sao ông có thể tha cho cậu ta dễ dàng, ông lập tức đến Đông Hải, nếu cậu ta đồng ý sửa họ theo họ Lâm chúng ta, thành nô lệ của Lâm gia, ông sẽ tha mạng cho cậu ta. Nếu không ông sẽ để cậu ta nếm thử lợi hại của băng sơn trường. Mạc Phàm có thể chữa trị bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm, nói lên y thuật của cậu ta không tệ. Nếu tài cán sử dụng vì ông ta, ngày sau tất có trợ giúp rất lớn với nhất mạch của ông ta. Không thể sử dụng vì ông ta, vậy thì chỉ có thể giết chết. Lâm gia bọn họ, ai cũng không được nhục như thế. Ông ta nói xong giơ một tay lên, đập mạnh xuống bàn đá cẩm thạch ở phía trước. Rầm rầm, bàn đá cẩm thạch chấn động, mặt đất biệt thự chấn động, dưới nền đất tiếp tục chấn động, mãi mà không dứt bên tai. Một dấu tay xuất hiện trên bàn đá cẩm thạch, mặt đất phía dưới cái bàn cũng có dấu tay như vậy, dấu tay này không ngừng rơi xuống dưới, không biết sâu bao nhiêu trong đất. Lâm Đào mới đứng dậy, nhìn thấy một chưởng này, hai chân mềm nhũn lại quỳ trên đất. Vậy mà một chưởng của con người khủng bố như thế. Vừa hoảng sợ trong mắt anh ta chậm rãi hiện lên vui sướng. Ông nội anh ta đều đã ra tay, xem lần này Mạc Phàm có chết không. Cùng lúc đó, trên một nhà cao tầng ở Đông Hải, hai người một cao một thấp đứng trước gió. Bắt đầu đi. Người đàn ông cao lớn nói. Dạ, sư phụ. Người thấp hơn gật đầu, lấy một cái vỏ ra. Khi mở vỏ ra, một đám muỗi tương tự trùng tử bay ra, đen kịt một vùng, bay hội tụ trên bầu trời. Một tay người đàn ông cao lớn mở ra, một đám chân khí màu đen bay từ trong tay ông ta ra, bay về phía những trùng tử này. Trùng tử nhìn thấy đám khí đen kia như nhìn thấy đồ ăn, cắn nuốt điên cuồng những khí đen đó, chỉ trong phút chốc khí đen bị cắn nuốt không còn. Đi thôi, mang thái âm thần thạch về cho ta. Người đàn ông cao lớn vẫy vẫy tay, cười nói. Trùng tử nghe thấy tiếng tản đi, biến mất trong gió Đông Hải. Mạc Phàm rời khỏi chỗ Giang Thành, liền gia đình Hồ Tâm, bị chị họ và Lưu Phỉ Phỉ kéo đi dạo phố. Không gặp 8 tháng, không dễ dàng gì mới gặp một lần, hắn cũng không tiện từ chối. Ngoài ra muốn tìm Âm Long còn cần một khoảng thời gian, bồi hai người đi dạo cũng không sao. Nhưng lần này hắn đã cảm nhận được đáng sợ của phụ nữ đi dạo phố. Bọn họ mới đi hơn 2 tiếng, trong tay hắn có hơn 20 túi to. Loại nào cũng có, nếu hắn là người bình thường,
chắc là mệt chết. Vậy mà hai người còn chưa mua xong, lại kéo hắn vào một tiệm trang sức. Há miệng, Lý Thi Vũ cầm một món điểm tâm ngọt, để sát môi hắn. Mạc Phàm lắc đầu cười, há miệng nuốt điểm tâm ngọt vào. Thực ngoan, Lý Thi Vũ cười nghịch ngợm. Đúng rồi, Tiểu Phàm, Giang Tư lệnh tìm em làm gì thế? Đường đường là Tư lệnh Vân Châu, chạy tới tham gia tiệc rượu vào đại học của bọn họ, có quỷ mới tin. Xác nhận em học trường nào? Mạc Phàm cười nói. Chuyện Long Tổ, vẫn không nên nói cho chị họ tốt hơn, biết quá nhiều không tốt với chị họ. Hả? Lý Thi Vũ nhướng mày, không hỏi nhiều nữa. Vậy Mạc đại soái ca của chúng ta chuẩn bị học trường nào? Lưu Phỉ Phỉ đang uống nước trái cây, hỏi. Đại học Đông Hải. Mạc Phàm cười nói. Thật vậy sao? Thân thể Lưu Phỉ Phỉ như bị kiềm hãm, giống bị điện giật, khó mà tin hỏi. Cô biết trong thư trúng tuyển của Mạc Phàm có một trường là Đại học Đông Hải, cũng là trường kém nhất, vậy mà Mạc Phàm chọn Đại học Đông Hải. Hai người học cùng một trường này, Phỉ Phỉ cũng học Đại học Đông Hải, nhưng là khoa điện ảnh và truyền hình. Hai mắt Lý Thi Vũ sáng lên, ái muội nói. Trước kia cô từng nghĩ hợp tác Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ, nhưng cả ngày Mạc Phàm xuất quỷ nhập thần, bọn họ gặp nhau được vài lần, không ngờ hai người cùng học một trường đại học, lần này hay rồi. Vậy sau này mong Lưu đại mỹ nữ chiếu cố nhiều hơn. Mạc Phàm cười nhạt nói, trên mặt không có một chút kinh ngạc. Kiếp trước Lưu Phỉ Phỉ học Đại học Đông Hải, hắn và Tuyết Nhi quen nhau vì Lưu Phỉ Phỉ, sao hắn không biết. Anh học quốc phòng ở Đại học Đông Hải, nên chiếu cố người phụ nữ yếu đuối khoa điện ảnh và truyền hình như tôi mới đúng. Lưu Phỉ Phỉ cười dịu dàng nói. Lưu Phỉ Phỉ mới nói xong, một giọng nói chói tai truyền từ bên cạnh đến. Quốc phòng Đại học Đông Hải, đúng là cần chiếu cố người khoa điện ảnh và truyền hình. Mạc Phàm nhìn về phía người nói, ánh mắt hắn nhìn người đàn ông đeo kính ở quầy hàng bên cạnh. Người đàn ông này khoảng 20 tuổi, làn da trắng nõn, thân cao gần 1m8, dáng người cao gầy mặc tây trang Armani, tóc bôi keo bóng loáng khiến người ta có cảm giác loè loẹt. Nhìn thấy người này, Mạc Phàm nheo mắt lại, lộ ra một chút hàn khí. Hắn quen người đàn ông này, chỉ là không ngờ gặp được ở đây. Anh ta tên là Từ Minh Huy, là sinh viên khoa điện ảnh và truyền hình của Đại học Đông Hải, hơn hắn và Lưu Phỉ Phỉ một khóa. Từ Minh Huy quen biết với Lưu Phỉ Phỉ thế nào, hắn cũng không biết. Nhưng sau này Lưu Phỉ Phỉ ký hợp đồng với công ty là do Từ Minh Huy. Vì quan hệ của hắn và Lưu Phỉ Phỉ không tệ, từng gặp Từ Minh Huy vài lần, hắn không có hảo cảm gì với Từ Minh Huy này. Sau khi Lưu Phỉ Phỉ bắt đầu hơi nổi tiếng, anh ta liền ngăn cản Lưu Phỉ Phỉ tiếp xúc với những bạn bè lúc trước. Nhất là người không giúp đỡ được con đường thành ngôi sao của Lưu Phỉ Phỉ, muốn gặp Lưu Phỉ Phỉ một lần còn khó hơn lên trời. Có một lần Lưu Phỉ Phỉ hẹn hắn và Tiểu Tuyết đi ăn cơm, đồ ăn mới bưng lên, Từ Minh Huy đã lái xe tới tìm. Chưa nói được mấy câu liền kéo Lưu Phỉ Phỉ ra xe, cuối cùng còn để lại một câu, nếu muốn tốt cho Lưu Phỉ Phỉ, sau này đừng liên lạc nữa. Ví dụ như vậy chỗ nào cũng có, chuyện này khiến Lưu Phỉ Phỉ càng ngày càng ít bạn. Sau khi Lưu Phỉ Phỉ thành danh, thậm chí có một số người bắt đầu tung tin đồn, Lưu Phỉ Phỉ nổi tiếng và chưa nổi tiếng khác nhau một trời một vực, rất cao ngạo tự đại, vân vân. Sau đó Lưu Phỉ Phỉ không chịu tiếp nhận quy tắc ngầm của công ty bị phong sát, Từ Minh Huy lập tức hủy hợp đồng với Lưu Phỉ Phỉ. Có thể nói, người khởi xướng khiến Lưu Phỉ Phỉ tự sát là Từ Minh Huy. Hắn vốn tưởng rằng sau khi đến Đại học Đông Hải, mới có thể nhìn thấy Từ Minh Huy, không ngờ lại gặp được ở đây. Xem ra Từ Minh Huy và Lưu Phỉ Phỉ từng gặp ở Đông Hải. Nhưng mặc kệ quen biết thế nào, chuyện trước kia sẽ không xảy ra lần nữa. Anh là... Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, liếc mắt nhìn Từ Minh Huy một cái hỏi. Từ Minh Huy vô cùng thân sĩ tháo kính xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười anh Tuấn, một tay vươn về phía Lưu Phỉ Phỉ. Anh tên là Từ Minh Huy, sinh viên năm 2 khoa điện ảnh và truyền hình Đại học Đông Hải, là học trưởng của em. Khi nói chuyện, trong mắt anh ta lóe lên giảo hoạt. Anh ta để ý Lưu Phỉ Phỉ không phải một lúc, tuy chỉ nhìn vài lần, nhưng anh ta có cảm giác với tướng mạo, dáng người, khí chất của Lưu Phỉ Phỉ, chỉ cần Lưu Phỉ Phỉ tiến vào giới nghệ sĩ, không lâu sau sẽ trở thành minh tinh vạn người chú ý. Nếu người nào ký được hợp đồng với Lưu Phỉ Phỉ, sau này sẽ kiếm được lời nhiều.
nhưng anh ta vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp đến gần Lưu Phỉ Phỉ. Ai biết Lưu Phỉ Phỉ lại là học muội của anh ta, đây đúng là cơ hội trời ban. Xin chào, em là Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ nắm tay Từ Minh Huy, thản nhiên nói, bất luận là giọng điệu cách ăn nói đều rất hoàn hảo, khiến người ta không soi mói được. Tên rất êm tai, hai vị này là... Bộ dạng Từ Minh Huy như rất thân quen, nhìn về phía Lý Thi Vũ và Mạc Phàm. Đây là Lý Thi Vũ bạn thân của em, sinh viên trường đại học Phục Sáng. Lưu Phỉ Phỉ giới thiệu. Lý Tiểu Thư đúng là tài mạo song toàn. Từ Minh Huy khen ngợi. Từ thiếu khách sáo rồi. Lý Thi Vũ thản nhiên nói. Trải qua chuyện của Trương Siêu, cô có chút miễn dịch với loại đàn ông miệng lưỡi trơn tru. Đây là em họ Thi Vũ, Mạc Phàm Mạc Đại Soái ca. Lưu Phỉ Phỉ nháy mắt với Mạc Phàm, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Xin chào. Từ Minh Huy nhíu mày, nhưng vẫn lộ ra tươi cười hiền lành, trong mắt anh ta thì tràn đầy khinh thường. Chỉ là sinh viên Đại học Quốc phòng Đông Hải mà thôi, chẳng là gì ở Hoa Hạ. Sau khi tốt nghiệp có quan hệ thì được phân đến thành phố giàu có và đông đúc, không có quan hệ bối cảnh thì chỉ có thể xung quân đến biên cương, không chỉ vất vả và nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào, muốn bỏ lên trên, không khác gì ốc sên leo cây, có rất nhiều người cả đời đều sống quãng đời còn lại ở biên cương. Còn bộ dạng đẹp trai, với diện mạo này của Mạc Phàm, ngay cả anh ta cũng không bằng, chẳng là gì ở Đại học Đông Hải. Không còn tay để bắt rồi. Mạc Phàm giơ đồ trong tay lên, lạnh nhạt nói. Hô hô, không sao. Từ Minh Huy nhíu mày, cười to thu tay lại. Nếu không phải nể mặt Lưu Phỉ Phỉ, anh ta căn bản không để ý tới Mạc Phàm. Hình như vừa rồi mọi người đang nói chuyện đại học. Từ Minh Huy rời đề tài nói. Đúng vậy. Học trưởng có gì chỉ giáo không? Lưu Phỉ Phỉ cười nói. Bọn họ thành thục hơn người bình thường một chút, nhưng dù sao vẫn là học sinh trung học mới vào đại học, còn ôm chờ mong với cuộc sống đại học. Đương nhiên có thể, trong mắt Từ Minh Huy hiện lên vẻ đắc ý, nhìn lướt qua Mạc Phàm với thâm ý khác. Đối với quốc phòng chuyên nghiệp mà nói, quốc chuyên nghiệp là lưu manh chuyên nghiệp trường chúng ta, 10 sinh viên quốc phòng đều là 10 tên lưu manh. Không thể nào. Lưu Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Đợi mọi người đến trường thì biết, tỷ lệ nam nữ quốc phòng hàng năm là 10,0, vận khí năm nào tốt một chút, có khả năng có một hai người, trên cơ bản đều bị học trưởng và người nhanh tay cướp đi, còn lại chỉ có thể tự lực cánh sinh, cho nên Tiểu Phàm đến trường, nhất định phải nhanh tay đó. Từ Minh Huy nhìn Mạc Phàm cười nói. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, không quan tâm lắm. Vậy khoa điện ảnh và truyền hình chúng ta thì sao? Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Khoa điện ảnh và truyền hình chúng ta mỹ nữ như mây, tỷ lệ nam nữ là 3,7, là khoa được chào đón nhất ở trường chúng ta, nhưng khi khai giảng báo tên phải nhớ kỹ, phải phòng cháy phòng trộm phòng người ngoài, một khi bị nam sinh khoa khác cướp đi, con đường ngôi sao sau này không dễ đi rồi. Từ Minh Huy cảnh cáo. Con đường ngôi sao vốn không dễ đi, hàng năm có không biết bao nhiêu người tiến vào giới giải trí. Nhưng cuối cùng chỉ có vài người ít ỏi thành danh, nếu những người khác không đổi nghề, thì vùng vẫy dữ dội, cả đời không có tiền đồ lớn gì. Nếu sớm bị một số người không có tác dụng với con đường ngôi sao bắt lấy tâm, con đường ngôi sao càng không dài. Hiện giờ có không biết bao nhiêu đại minh tinh, rõ ràng đã kết hôn còn nói mình độc thân, rõ ràng ly hôn rồi còn biểu hiện vô cùng ân ái, con đường ngôi sao khó khăn bao nhiêu đều thấy rõ. À, Lưu Phỉ Phỉ gật đầu chuyện hiểu chuyện không? Đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm đầy ái muội. Mạc đại soái ca phải cố lên đó, nếu không chỉ có thể tự lực cánh sinh. Vậy sau này mong Lưu đại mỹ nữ chiếu cố nhiều hơn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ nói. Từ Minh Huy nhíu mày, trong mắt anh ta lộ ra chút ghen tị, nhưng biến mất rất nhanh. Mọi người muốn mua trang sức sao, tôi biết một chỗ bán trang sức mọi người sẽ thích, người bình thường căn bản không vào được, hay là tôi dẫn mọi người đến đó. Từ Minh Huy cười nói, không dễ dàng gì mới bắt chuyện được với Lưu Phỉ Phỉ, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Thi Vũ, chúng ta đi xem với học trưởng nhé. Lưu Phỉ Phỉ do dự, cười hỏi. Cũng được. Lý Thi Vũ nhìn lướt qua trang sức trong cửa hàng, quả thật không có cái nào bọn họ thích, liền gật đầu. Mạc Phàm nhíu mày, cũng không phát biểu ý kiến. Nhìn xem trong hồ lô của Từ Minh Huy này là thứ gì. Đi thôi. Xe của anh ở bên ngoài. Từ Minh Huy cầm một chiếc chìa khóa xe Porsche, lắc lắc.
Bốn người rời khỏi cửa hàng trang sức, ngồi lên xe Porsche của Từ Minh Huy rời đi. Nửa tiếng sau, xe đứng trước cửa một hội chợ triển lãm ở thành phố Đông Hải. Đến rồi, chúng ta xuống xe đi. Từ Minh Huy ra khỏi xe. Ở đây có cửa hàng trang sức sao? Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ nhíu mày, hỏi. Cô và Lý Thi Vũ đều là người thành phố Đông Hải, biết rất rõ về thành phố Đông Hải, nhất là tiệm trang sức. Theo các cô biết, nơi này là nơi diễn ra hội triển lãm, bình thường triển lãm xe, sách, anime đều tổ chức ở đây. Mọi người không biết cũng không kỳ lạ, hôm nay La Gia Giang Nam mở hội triển lãm ở nơi này, người được mời đều là quan lại quyền quý ở thành phố Đông Hải, người bình thường căn bản không biết hội triển lãm này. Từ Minh Huy nheo mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, cười đắc ý nói. Anh ta tưởng rằng ba người là đệ tử hào môn, hay là đệ tử thế gia, xem ra chỉ là người bình thường ở thành phố Đông Hải, như vậy càng dễ làm rồi. La Gia Giang Nam, là La Gia Thạch Đầu Ký sao? Lý Thi Vũ khẽ nâng mí mắt, kinh ngạc nói. Đa số phụ nữ đều hiểu biết về đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ cũng như vậy. Trong phòng ngủ bọn họ, đều chứa đầy mấy thùng tạp chí liên quan đến trang sức. La Gia Giang Nam này là cửa hàng trang sức nổi tiếng trăm năm ở Hoa Hạ, hiện giờ công ty đã đưa ra thị trường, có tài sản trên 100 triệu, có thể nói là đầu rồng trong giới trang sức Hoa Hạ. Trước đây các vật phẩm trang sức La Gia tạo ra đều dành cho hoàng đế, phi tử, trên cơ bản những sản phẩm La Gia tạo ra đều là tinh phẩm. Không chỉ phu nhân trong nước tranh giành trang sức La Gia, danh viện nước ngoài đến Hoa Hạ, cũng khen không dứt miệng, không tiếc dùng số tiền lớn tranh mua. Lý Tiểu Thư nói không sai, là La Gia kia. Từ Minh Huy nhếch miệng nói. Chẳng trách chúng em không biết. Lưu Phỉ Phỉ hiểu ra. La Gia Thạch Đầu Ký chỉ có cửa hàng ở Giang Nam, Thủ Đô và Nam Châu, phần lớn thời gian đều tiêu thụ theo hình thức hội triển lãm lưu động. Thời gian và địa điểm hội triển lãm đều bí mật, chỉ có người mời mới biết được, dù sao không phải ai cũng mua được đồ trang sức của La Gia, một chiếc vòng đã phải 100 vạn. Để một số người không mua nổi tới, chỉ làm hạ thấp chất lượng hội triển lãm. Nghe khẩu âm của Từ Thiếu hẳn là người Giang Nam, không phải là người từ gia Giang Nam đấy chứ. Lý Thi Vũ suy nghĩ một lát nói. Nơi này có hội triển lãm của La Gia, người Đông Hải bọn họ lại không biết, Từ Minh Huy lại như ngựa quen đường cũ, chắc chắn thân phận không tầm thường. Lý Tiểu Thư đúng là kiến thức rộng rãi, vậy mà biết từ gia nhỏ bé như chúng tôi. Từ Minh Huy nhướng mày, khiêm tốn nói, nhưng trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Từ gia bọn họ làm buôn bán châu báu, thực lực kém hơn La Gia. Nhưng trong nghề cũng coi như có chút danh tiếng, không phải nơi nhỏ như Đông Hải có thể so được. Hội triển lãm lần này là La Gia và nhiều gia tộc khác tổ chức, từ gia bọn họ là một trong số đó, tất nhiên anh ta biết. Từ gia Giang Nam, Mạc Phàm lộ ra chút bất ngờ. Kiếp trước hắn chỉ biết Từ Minh Huy mở một công ty điện ảnh và truyền hình, ký hợp đồng với không ít minh tinh, không ngờ anh ta còn là người từ gia Giang Nam. Nhưng nghĩ một lát hắn thoải mái hơn. Nếu không có người chống lưng, anh ta là sinh viên Đại học Đông Hải, sao có thể mở được công ty? Chúng ta vào thôi. Từ Minh Huy cười khẽ, dẫn ba người vào bên trong. Bọn họ còn chưa đi được vài bước, liền thấy một số người mẫu dáng người rất nóng bỏng, ăn mặc thiếu vài bước từ trong một chiếc xe khác ra, đi vào trong hội triển lãm, dáng người mỗi người đều nóng bỏng gợi cảm. Đúng rồi, trong hội triển lãm lần này ngoại trừ có rất nhiều vật phẩm trang sức tinh xảo ra, còn mời không ít người mẫu, nếu Tiểu Phàm có hứng thú với ai đó, có thể nói cho tôi biết, đừng khách sáo với tôi. Sau này chúng ta là bạn học mà. Từ Minh Huy liếc mắt ra hiệu với Mạc Phàm, ra vẻ hào phóng nói. Trang sức bình thường đều đặt trên quầy hàng, nhưng vật phẩm trang sức của La Gia vì biểu lộ hiệu quả, đều do người mẫu đeo lên người. Rất nhiều phú hào sau khi mua vật phẩm trang sức, buổi tối sẽ dẫn luôn người mẫu về nhà, những chuyện này đều coi như không thấy gì. Chính anh ta cũng định hai người, buổi tối chuẩn bị tìm chỗ phong hoa tuyết nguyệt một phen. Còn Mạc Phàm, nếu không phải vì mượn sức Lưu Phỉ Phỉ, anh ta còn lâu mới để ý tới Mạc Phàm. Không cần. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Từ Minh Huy nhíu mày, ngủ một tối với người mẫu ở đây, không có 10 vạn đừng nghĩ ngủ được, vậy mà tiểu tử này không động tâm. Được rồi, lát nữa cậu nhìn chúng ai thì nói cho tôi biết. Anh ta cũng không tức giận, xoay người đi vào bên trong. Ba bọn họ định đi vào,
lại bị bảo vệ ở cửa ngăn lại. Đứng lại, nơi này là hội triển lãm tư nhân, không có thiệp mời không thể đi vào. Mạc Phàm vừa bị ngăn lại, bên trong hội triển lãm, không ít người đang chọn mua trang sức lập tức nhìn lại, cả đám người lộ ra khinh thường, trong mắt hiện lên ưu việt tài trí hơn người. Chúng tôi đi theo Từ Thiếu. Lưu Phỉ Phỉ giải thích. Lời này phải Từ Thiếu mở miệng mới được, bảo vệ ở cửa lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hắn hiện lên sắc lạnh, không đợi hắn mở miệng. Các người không nghe thấy sao, bọn họ đi theo tôi. Từ Minh Huy xoay người, giả bộ hơi giận dữ, nhưng trong đáy mắt là vẻ đắc ý. Không dám, mời các vị vào. Sắc mặt hai bảo vệ ở cửa thay đổi, không dám tức giận, vội vàng nhường đường. Sau khi đi vào hội triển lãm, Mạc Phàm không nói gì, chỉ là một số vật phẩm trang sức bình thường mà thôi. Hắn từng thấy các loại vật phẩm trang sức pháp khí ở tu chân giới, nên nhìn thấy những trang sức kia căn bản không có cảm giác gì, nhưng Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ lại bị cục diện ở hội triển lãm làm khiếp sợ. Trong hội triển lãm này tụ tập rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở thành phố Đông Hải và gần nội thành, vậy mà còn nhìn thấy không ít minh tinh trên TV, mỗi người đều mặc trang phục giá trị xa xỉ, toàn thân biểu lộ khí chất phi phàm. Một đám hạ nhân chỉ làm việc theo quy củ, mọi người đừng lấy làm phiền lòng. Từ Minh Huy giải thích, trên mặt không có một chút áy náy. Không sao, cảm ơn Từ Thiếu mang chúng tôi tiến vào. Lưu Phỉ Phỉ cười khách sáo nói. Mọi người cứ xem trước đi, nếu thích thứ nào thì báo tên tôi, có thể được giảm giá chút, tôi đi gặp bạn, lát nữa sẽ tìm mọi người. Từ Minh Huy cười rời đi. Từ Minh Huy vừa đi, Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ lập tức có chút mất tự nhiên. Trước đây xem đồ La Gia, phần lớn là trên tạp chí hay TV, tới hội triển lãm của La Gia, khiến bọn họ khó tránh khỏi sẽ như vậy. Chúng ta qua bên đó xem đi. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên lam quang, nhìn lướt qua hội triển lãm. Qua bên kia đi. Mấy thứ bên ngoài đều là phàm phẩm, chỉ có bên kia có một ít linh khí dao động, hẳn là đồ tốt. Ba người vừa đến bên này, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ lập tức bị vòng cổ, vòng tay, khuyên tai trên người người mẫu hấp dẫn. Cái này thật đẹp. Hình như cái này là quan Chi Lâm đồng khoản. Hai đại mỹ nữ như già lưu vào thăm nhà đại quan viên. Lúc này một người đàn ông trung niên dẫn theo hai vệ sĩ, một tay cho vào trong túi, một tay lắc ly rượu vang đi tới, lộ ra tươi cười tự cho là tuấn tú, đứng trước người Lưu Phỉ Phỉ. Vị tiểu thư này, tôi tên là Lưu Kiếm Phong, đây là danh thiếp của tôi, không biết có may mắn được làm quen hay không. Lưu Kiếm Phong nói xong lấy một tấm danh thiếp mạ vàng ra, đưa cho Lưu Phỉ Phỉ, trên mặt tràn đầy vẻ đùa giỡn. Theo ý ông ta, phụ nữ tới tham gia hội triển lãm nếu không phải phu nhân tới xem trang sức, đó là kỹ nữ mượn tham gia hội triển lãm quyến rũ phú hào, hơn phân nửa Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ là loại này. Không cần, cảm ơn. Sắc mặt Lưu Phỉ Phỉ thay đổi, nói. Thực sự không cần sao, tôi đang cần thư ký, tiền lương 10 vạn, thế nào? Lưu Kiếm Phong chưa từ bỏ ý định nói. Hai tiểu cô nương này nhìn thế nào cũng chưa tới 20 tuổi, tiền lương 10 vạn đủ hấp dẫn bọn họ. Nhiều tiền như thế, đến Đại học Giang Nam ít nhất bao nuôi được vài người. Lưu Kiếm Phong nói xong cầm danh thiếp muốn nhét vào bộ ngực cao ngất của Lưu Phỉ Phỉ. Không đợi tay ông ta động vào Lưu Phỉ Phỉ, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Lập tức rời đi, ông còn có thể sống sót. Mạc Phàm vừa nói những lời này. Hội triển lãm yên tĩnh lại, bầu không khí tao nhã bị phá vỡ, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía đám Mạc Phàm. Ha ha, phần lớn mọi người đều cười. Khẩu khí của tiểu tử này đúng là không nhỏ. Người trẻ tuổi thôi mà, rất bình thường. Có người nói, Mạc Phàm nhìn khoảng gần 20 tuổi, đúng là lúc huyết khí phương cương, nhìn thấy bạn gái mình bị người ta đùa giỡn, khó tránh khỏi khí huyết lên não, cho nên khi nói chuyện không dùng đầu. Chỉ sợ tiểu tử này sắp gặp tai họa rồi. Một ông chủ có vẻ phúc hậu nói như đang xem trò hay. Quả thật nhân phẩm của Lưu Kiếm Phong này không tốt, nhưng gia thế của ông ta vô cùng cường đại. Ông ta là tổng giám đốc của tập đoàn Thánh Đại ở Giang Nam, sản nghiệp có đủ về ruộng đất, thực phẩm, điện ảnh và truyền hình, chữa bệnh, tài sản hơn mấy trăm triệu, là nhân vật nổi tiếng trên bảng Forbes. Ở đây có rất nhiều người không thể trêu chọc Lưu Kiếm Phong. Càng không nói đến đứa bé như Mạc Phàm. Lưu Kiếm Phong nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm, trên mặt lập tức hiện lên không vui.
Một tên nhóc không chỉ ngăn cản ông ta tán gái, còn dám nói chuyện với ông ta như vậy, đúng là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, cậu biết tôi là ai không? Vẻ mặt Lưu Kiếm Phong lạnh lùng, cao giọng nói. Ông thử nói xem ông là ai? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ha ha, có không ít người nở nụ cười. Lưu Kiếm Phong cũng lắc đầu cười, đúng là dạo này có không ít người không có đầu óc, không biết ông ta là ai mà dám nói chuyện với ông ta như thế. Vậy cậu nhìn kỹ đi. Lưu Kiếm Phong cầm tấm danh thiếp định đặt ở ngực Lưu Phỉ Phỉ, đưa đến trước mặt ba người. Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tập đoàn Thánh Đại không kém Lâm gia bao nhiêu, có một số sản nghiệp còn đáng sợ hơn Lâm gia. Người này lại là Tổng Giám đốc Tập đoàn Thánh Đại. Vẻ lo lắng xuất hiện trong mắt bọn họ. Trái lại bọn họ không sợ bị bắt nạt, chỉ là Mạc Phàm đắc tội nhiều người như thế, chỉ sợ bọn họ đến Giang Nam học, có không ít phiền phức. Mạc Phàm nhìn lướt qua danh thiếp, nhìn thấy bốn chữ Tập đoàn Thánh Đại, mắt hắn nheo lại, ánh mắt lạnh lùng như lợi kiếm hàn băng. Hôm nay đúng là khéo thật. Mạc Phàm cười nói. Không chỉ gặp được Từ Minh Huy, còn gặp được Lưu Kiếm Phong. Lưu Kiếm Phong này là người kiếp trước muốn dùng quy tắc ngầm với Lưu Phỉ Phỉ, cuối cùng khiến Lưu Phỉ Phỉ tự sát. Kiếp trước hắn chưa từng gặp Lưu Kiếm Phong, chỉ nghe mẹ Lưu Phỉ Phỉ nói, người muốn dùng quy tắc ngầm với Lưu Phỉ Phỉ là Lưu Kiếm Phong ông chủ tập đoàn Thánh Đại. Khi hắn nghe thấy tên Lưu Kiếm Phong, liền có chút hoài nghi, không ngờ chính là ông ta. Hắn vốn tưởng rằng phải đợi tới tỉnh Giang Nam, mới giúp Lưu Phỉ Phỉ giải quyết nỗi lo về sau. Dù sao Lưu Phỉ Phỉ cũng là một trong những bạn tốt của hắn. Xem ra không cần chờ lâu như vậy. Thôi, ông đừng nên rời đi, ông đi chết tốt hơn. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên sát ý, nói. Cái gì, tôi đi chết? Lưu Kiếm Phong không giận trái lại còn cười. Mạc Phàm là người đầu tiên ông ta gặp, biết được thân phận của ông ta còn dám nói chuyện với ông ta như thế. Trước đây người ông ta gặp biết thân phận ông ta. Nếu không phải sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thì chủ động dâng phụ nữ. Lúc trước ông ta còn gặp một tiểu tử càng sợ hơn, thậm chí tự mình cởi quần áo bạn gái, sau đó đưa cho ông ta chơi. Tiểu tử, có phải cậu điên rồi không? Lưu Kiếm Phong cười mỉa nói. Ha ha, Mạc Phàm lắc đầu, cười lạnh lùng. Không đợi hắn ra tay, Từ Minh Huy đi tới, anh ta nhìn thấy Lưu Kiếm Phong, vẻ mặt lập tức nịnh nọt. Chú Lưu! Chuyện này là sao thế, ba người này là bạn cháu, có phải bọn họ mạo phạm chú rồi không? Lưu Kiếm Phong thấy Từ Minh Huy, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, cười khinh thường. Tiểu Huy, người bạn này của cháu không đơn giản đâu, chú chỉ muốn làm quen với vị mỹ nữ này, vậy mà cậu ta mở miệng muốn giết chú. Giết chú? Từ Minh Huy nhướng mày, cười nói. Điều này làm sao có thể, đứa bé mà, sao có thể tin được, bọn họ còn chưa học đại học đâu. Nếu là bạn cháu, chú sẽ cho cháu mặt mũi, cháu xem rồi làm đi. Lưu Kiếm Phong híp mắt nói, giống như ông ta rất thân với Từ Minh Huy. Cảm ơn chú Lưu. Từ Minh Huy cười đắc ý, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu Phàm, cậu có biết thân phận của chú Lưu không? Vậy mà dám nói chuyện với chú ấy như thế, chỉ cần chú ấy dùng một ngón tay cũng có thể đè chết cậu. Tôi dẫn các cậu vào, không phải để các cậu đắc tội người khác. Từ Minh Huy hơi tức giận quát lớn. Giống như đang răn dậy một cấp dưới. Anh ta nói xong rời mắt nhìn Lưu Kiếm Phong, lại biến trở về bộ dạng tiểu nhân. Chú Lưu, Tiểu Phàm còn nhỏ không hiểu chuyện, cháu sẽ bảo cậu ta xin lỗi chú, buổi tối cháu cùng Phỉ Phỉ và Thi Vũ mời chú bữa cơm, chuyện này cứ thế thôi, chú xem như vậy được chưa? Có thể, nhưng tiểu tử này phải quỳ xuống xin lỗi mới được. Lưu Kiếm Phong híp mắt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Quỳ xuống, chú Lưu. Hay là bỏ chuyện quỳ đi, cậu ấy là bạn cháu. Từ Minh Huy giả bộ khó xử, trong mắt là đắc ý. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Hai người diễn xong chưa? Mắt Từ Minh Huy mở to, giống như bị giẫm phải đuôi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Mạc Phàm, cậu có ý gì? Cần tôi lặp lại lần nữa sao? Mạc Phàm hỏi. Bọn họ được Từ Minh Huy mang vào mới vài phút, Lưu Kiếm Phong liền tới tìm. Sau đó Từ Minh Huy xuất hiện làm người hòa giải, bộ dạng giống như có quan hệ không bình thường với Lưu Kiếm Phong. Chị họ và Lưu Phỉ Phỉ không nhìn ra, anh ta nghĩ hắn không nhìn ra sao. Chuyện gì thế này?
Lý Thi Vũ cảm thấy khó hiểu hỏi. Hai người bọn họ cùng phe. Mạc Phàm nói. Cái gì? Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ đều sửng sốt, ánh mắt nhìn Từ Minh Huy lập tức thay đổi. Sắc mặt Từ Minh Huy khó coi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lưu Kiếm Phong cũng nhíu mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Các người đã hoài nghi tôi như vậy, chuyện này các người tự mình nhìn mà làm đi, tôi mặc kệ. Từ Minh Huy thở hổn hển lùi sang một bên, trên mặt như bị tát mấy cái. Vở kịch anh ta an bài tỉ mỉ, ngay cả Lưu Kiếm Phong cũng mời đến rồi, lại bị một đứa bé ít tuổi hơn anh ta vạch trần. Nhưng sắc mặt anh ta nhanh chóng khôi phục như thường. Bị vạch trần thì vạch trần đi, dù sao kết quả đều như nhau. Nếu cậu ta không chịu quỳ, vậy đánh cậu ta quỳ trước, xem xương cốt cậu ta cứng hay miệng cứng hơn. Lưu Kiếm Phong khoát tay với hai người phía sau. Hai đại hán không do dự đi đến chỗ Mạc Phàm, tiếng răng rắc phát ra từ người bọn họ. Sắc mặt không ít người thay đổi. Chuyện Lưu Kiếm Phong thích tán gái rất nổi tiếng, mỗi quán bar ở tỉnh Giang Nam đều có bóng dáng ông ta. Ông ta có danh xưng là vương tử quán bar, thậm chí ông ta còn mở mấy quán bar, cung cấp cho mình hưởng lạc. Những phụ nữ bị Lưu Kiếm Phong nhìn chúng, gần như không thể chạy thoát. Còn người đắc tội Lưu Kiếm Phong, chưa có ai có kết cục tốt. Lúc trước Lưu Kiếm Phong nhìn chúng bạn gái một quân nhân xuất ngũ, còn chưa trêu chọc được đã bị quân nhân kia đá bay, ngay cả đàn em của ông ta cũng bị quân nhân xuất ngũ kia đánh ngã. Kết quả chưa đến vài ngày, quân nhân kia đã chết. Toàn thân như bị lăng trì. Trái lại bạn gái của anh ta không có chuyện gì, chỉ trở thành công chúa trong quán bar của ông ta. Cảnh sát điều tra rất lâu mà không tra đến Lưu Kiếm Phong, theo như người bên cạnh Lưu Kiếm Phong nói, Lưu Kiếm Phong dùng 500 vạn hạ lệnh tru sát ở Hắc Thị. Ba đứa bé này gặp xui xẻo rồi. Ai nói không phải chứ? Có người không đành lòng nhìn, quay đầu sang một bên. Nhưng mà ngay sau đó, tiếng kinh hô truyền đến. Tiểu tử, tự cậu quỳ hay là chúng tôi giúp cậu quỳ? Một đại hán trong đó cười khinh miệt nói. Hai bọn họ đều là cận vệ của Lưu Kiếm Phong, giúp Lưu Kiếm Phong thu thập người ngăn cản ông ta tán gái không ít lần. Cho đến bây giờ, còn chưa có ai không quỳ dưới tay bọn họ. Các người thích quỳ như vậy, vậy các người quỳ đi. Bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, không đợi hai người kia đến bên cạnh hắn, hắn đã đến trước người hai người, không để hai người phản ứng kịp. Hai tay hắn khẽ vỗ lên bả vai hai người. Răng rắc, tiếng xương cốt gãy vang lên. A, tiếng kêu như giết heo truyền ra. Xương phía dưới đầu gối hai người bị nghiền nát, thay vì nói quỳ, chẳng bằng nói đứng trên mặt đất, chẳng qua lùn đi rất nhiều. Hai tiếng thét chói tai náo loạn xung quanh. Tiểu tử này là ai, sao lợi hại như vậy? Rõ ràng Mạc Phàm chỉ vỗ vai hai người, giống như vỗ nhẹ chào hỏi khi gặp người quen. Kết quả bả vai hai người không sao, dưới đầu gối thì vỡ nát. Tiểu tử này không phải người thường, cậu ta là võ giả, còn không phải võ giả bình thường. Có người nhỏ giọng nói. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt người sầm náo nhiệt thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm vô cùng khác thường. Mắt Từ Minh Huy mở to, miệng há to, lùi về phía sau theo bản năng. Sắc mặt Lưu Kiếm Phong càng khó coi hơn, ông ta biết rõ thực lực của hai người kia nhất. Hai người này một người là cao thủ thái quyền, một người là lính đánh thuê, hai người đều là cao thủ nội kình, trăm người bình thường đều không phải đối thủ của bọn họ. Có một lần ông ta đi tán một mỹ phụ, chồng mỹ phụ kia là tiểu địa đầu xà vùng ngoại thành Giang Nam, có trên trăm thuộc hạ. Ông ta đang chơi đùa vui vẻ với mỹ phụ kia, địa đầu xà này dẫn người cầm dao búa bao vây bọn họ. Lúc ấy ông ta sợ tới mức còn chưa kịp mặc quần áo, muốn nhảy cửa sổ. Kết quả trăm người cầm binh khí bị hai người kia đánh bại. Ông ta trói địa đầu xà kia lại, chơi mỹ phụ sảng khoái trước mặt địa đầu xà kia. Hai người này lợi hại như vậy, lại không chịu được một chưởng của tiểu tử kia. Nhìn hai người không ngừng lăn lộn trên đất, hai chân ông ta như nhũn ra. Các người còn cần tôi quỳ xuống xin lỗi không? Mạc Phàm đi về phía hai người, hỏi. Cậu! Thân thể Lưu Kiếm Phong run rẩy, trong mắt đều là hoảng sợ. Nếu tiểu tử này vỗ ông ta một cái, chắc chắn ông ta xong đời. Chỉ do dự một lát, một chữ không sắp nói ra miệng, ông ta nhìn thấy một đám người đi từ xa tới, bỗng nhiên vẻ mặt hung dữ. Cậu không nói xin lỗi tôi, cho dù nơi này là Đông Hải, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn. Ông ta vừa mới nói xong,
một người đàn ông mặc trang phục luyện võ, dẫn theo một đám bảo vệ vội vàng đi tới. Xảy ra chuyện gì vậy? La Phong người đàn ông đứng đầu nhíu mày hỏi. Anh ta là người quản lý hội triển lãm La Gia lần này, nghe nói có người gây chuyện nên lập tức dẫn người tới. Người ở đây không phú thì quý, không thể xuất hiện vấn đề an toàn. Nếu xuất hiện một chút vấn đề, không chỉ danh dự La Gia sẽ đi xuống, cũng sẽ mang đến phiền phức không nhỏ cho bọn họ. Nhìn thấy La Phong, lúc này sắc mặt Lưu Kiếm Phong mới dịu đi chút. La Phong, cuối cùng cậu cũng tới rồi, sao hội triển lãm của các cậu lại như vậy, lại cho người nguy hiểm như thế vào đây, nếu các cậu đến muộn thêm chút nữa, phải nhặt xác tôi rồi, các cậu có chịu trách nhiệm được không? Lưu Tổng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? La Phong nhíu mày hỏi. Các cậu không thấy sao, thuộc hạ của tôi bị tiểu tử này phế đi rồi. Lưu Kiếm Phong vênh mặt hất hàm sai khiến nói. La Phong nhìn thoáng qua hai người trên đất, lại nhìn Mạc Phàm lạnh lùng đứng bên cạnh, sắc mặt hơi khó coi. Xương đùi hai người bị vỡ nát, những nơi khác không tổn hao gì, muốn làm được như vậy, ít nhất cần hai điểm. Thứ nhất, lực khống chế cường đại, thứ hai, tông sư nội khí ngoại phóng. Hai điểm này thiếu đi điểm nào, đều khó có khả năng làm được bước này. Xin hỏi các hạ là ai, không biết vì sao lại ra tay với thuộc hạ của Lưu Tổng. La Phong ôm quyền hỏi. Tôi làm gì, không cần phải giải thích với anh đúng không? Mạc Phàm khẽ nhướng mày, hỏi. Giọng điệu bá đạo, làm hô hấp không ít người bị kiềm hãm. Tiểu tử này quá bá đạo rồi. Một người đàn ông đeo kính nói. Hôm nay để lại mặt mũi, ngày sau dễ nói chuyện hơn. Cho dù Mạc Phàm rất lợi hại, sau này rơi vào tay ai còn chưa biết đâu. Cho nên trong giới quý tộc, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không vạch mặt. Rốt cuộc tiểu tử này là ai, chẳng lẽ cậu ta không biết La Phong cao thủ La Gia sao? La Phong là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ La Gia Giang Nam, cao thủ võ đạo cảnh giới tiên thiên. Hội triển lãm bình thường của La Gia đều do anh ta chủ trì, chưa từng xảy ra một vấn đề gì. Đừng nhìn La Phong hào hoa phong nhã, một khi ra tay cũng vô cùng dọa người. Lúc trước có một đám người là 108 đạo tặc mơ ước bảo bối ở hội triển lãm La Gia, thừa dịp La Phong không có ở hội triển lãm La Gia cướp hết sạch, còn giết mấy khách nhân. Lúc ấy La Phong chỉ có 18 tuổi, một mình anh ta lẻn vào cứ điểm của 108 đạo tặc, 108 người bị anh ta giết sạch. Mấy năm nay La Phong chưa từng ra tay, nhưng thực lực chỉ tăng không giảm. Nghe nói ngay cả Lâm Thiên Nam cũng khen ngợi La Phong. Nếu các hạ không xin lỗi, vậy mời các hạ rời khỏi nơi này không chào đón cậu. Sắc mặt La Phong khó coi, hơi tức giận nói. Mỗi một nơi ở thành phố Đông Hải này, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai có tư cách đuổi tôi đi, La Gia các anh càng không có. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cậu sao? La Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc lạnh. La Phong đừng nói lời vô nghĩa với cậu ta nữa, tiểu tử này dám gây chuyện ở hội triển lãm La Gia các cậu, đánh nát chân cậu ta là được, cậu khách sáo với cậu ta như thế, sẽ khiến người ta nghĩ La Gia các cậu dễ bắt nạt. Lưu Kiếm Phong thúc giục. Ông ta từng nghe nói về thực lực của La Phong, mạnh hơn hai vệ sĩ phế vật của ông ta nhiều lắm. Chỉ cần La Phong vừa ra tay, tiểu tử này có thể tạo nên gợn sóng gì. La Thiếu, nếu anh không giải quyết tiểu tử này, sẽ khiến người ta nghĩ rằng hội triển lãm không an toàn, người tham dự hội triển lãm sẽ ít đi đó. Từ Minh Huy nói theo. Tiểu tử này lợi hại như thế, vậy thì không thể giữ lại sau này mạng nhỏ của anh ta không bảo vệ được, vẫn nên mượn tay La Gia giết chết tốt hơn, so với Lưu Phỉ Phỉ, mạng anh ta quan trọng hơn. La Phong do dự một lát, nheo mắt lại. Nếu các hạ kiêu ngạo như vậy, không bằng thế này, nếu cậu có thể đỡ được ba chiêu của La Mỗ. Cậu muốn làm gì ở hội triển lãm thì làm thế đó, La Mỗ sẽ không can thiệp, nhưng nếu cậu không đỡ được, vậy mời các hạ rời khỏi nơi này, thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, nếu thật sự không bộc lộ tài năng, sẽ khiến người ta cảm thấy La Gia bọn họ dễ bắt nạt thật. La Phong mới mở miệng, mắt không ít người sáng lên, lộ vẻ chờ mong. Hôm nay đúng là không phí công đến triển lãm. Nhất là Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy, khóe miệng hai người nhếch lên. Cười đắc ý. Bọn họ đang lo lắng La Phong sẽ từ chối, ai biết La Phong đồng ý, lần này có trò hay để xem rồi. Đợi La Phong diệt tiểu tử này, hai cô bé còn lại, ha ha.
Thế nào? La Phong hỏi lại. Không có hứng thú. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hửm. Mọi người lộ vẻ thất vọng. Bọn họ tưởng rằng có thể nhìn thấy cao thủ so chiêu, kết quả tiểu tử hùng hổ này sợ rồi, bọn họ nghĩ Mạc Phàm lợi hại lắm cơ. Tiểu tử, không phải vừa rồi cậu rất hung hãn sao, sao lại sợ rồi? Từ Minh Huy cười hỏi, ba chiêu nhiều lắm, nếu anh có thể đỡ được một chưởng của tôi sẽ tha cho hai người kia, sau đó rời đi. Mạc Phàm nói, cái gì, trong hội triển lãm giống như có một quả bom hẹn giờ bùng nổ. Cái gì, tôi không nghe lầm đấy chứ. Có người khó có thể tin nói, cho rằng mình nghe lầm rồi. La Phong nổi tiếng là võ giả có thiên phú cao nhất, chỉ sau Lâm Thiên Nam, vậy mà tiểu tử này bảo La Phong đỡ một chiêu của cậu ta. Tôi thấy tiểu tử này điên rồi. Có người bĩu môi nói. Cậu ta nghĩ mình là ai, Lâm Thiên Nam, Vạn Thiên Tuyệt hay Mạc Đại Sư? Rốt cuộc tiểu tử này là ai, khẩu khí lớn như vậy? Có người hít vào một hơi khí lạnh nói. Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy cảm thấy vui vẻ, tiểu tử này nói vậy không khác khiêu khích uy nghiêm của La Phong. Nhưng tiểu tử này càng như vậy, bọn họ càng vui vẻ. La Phong nheo mắt lại, sắc bén ngưng tụ như thực chất. Cho dù Mạc Đại Sư Đông Hải ở đây, cũng không phải là đối thủ của tôi, tiểu tử, cậu chắc chắn muốn như vậy sao? Anh ta biết rõ thực lực của mình nhất, không phải mấy năm rồi anh ta không ra tay. Chỉ là những người khác không biết. Anh ta có một thân phận tên là Phong Thần, sát thủ đứng đầu trong Hoa Hạ. Hiện giờ đứng thứ 60 trên hắc bảng, cho dù là Mạc Đại Sư Đông Hải cũng đứng sau anh ta. Mạc Phàm khẽ nhướng mày, lắc đầu cười. Quả thật tu vi của người này không tệ lắm, 30 tuổi đã có tu vi tiên thiên trung kỳ, chân khí toàn thân thuộc tính Phong, vô cùng ngưng thực. Nhưng La Phong lại nói hắn không phải đối thủ của anh ta, ha ha. Như vậy đi, tôi không dùng chân khí, không dùng pháp thuật, nếu một chiêu của anh không thể đánh tôi bị thương, anh giúp tôi giết chết hai người kia. Mạc Phàm cười mỉa nói. Nếu gặp Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy, giết chết hai người này tốt hơn, tránh để Lưu Phỉ Phỉ đi lên con đường kiếp trước. Nếu La Phong này tự tin như thế, vậy để anh ta xem sự lợi hại của Kim Cương Bất Diệt Thể đi. Hắn vừa nói như vậy, trong hội triển lãm lại chấn động. Ông trời của tôi! Người này đúng là điên rồi. Mạc Phàm bảo La Phong đỡ một chiêu của cậu ta, cho dù Mạc Phàm không đánh lùi được La Phong, mình còn có thể bình yên vô sự, cùng lắm là không thể làm gì Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy. Vậy mà Mạc Phàm muốn La Phong tấn công cậu ta, còn không vận dụng chân khí và pháp thuật. Chuyện này có khác gì muốn chết? Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy nhìn nhau cười, giống như hai người đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị giết chết. Tuy hai bọn họ là người bình thường, nhưng đến địa vị của bọn họ, đứng cao hơn người bình thường rất nhiều, cũng cần phải hiểu biết rất nhiều đối với võ đạo pháp đạo. Cảnh giới tiên thiên tông sư, mỗi người đều như một máy móc giết người, một người có thể giết một quân đội. Đạn không có tác dụng với bọn họ, xe tăng thiết giáp cũng có thể bị bọn họ đập nát dễ dàng, gần như tồn tại giống siêu nhân. Mà nguyên nhân bọn họ có thể phát huy lực lượng siêu nhân, là nhờ chân khí và pháp lực. Không có chân khí và pháp lực. Đạn sẽ bắn thủng bọn họ dễ dàng, một lựu đạn có thể kết liễu tính mạng bọn họ. Không nói đến chuyện Mạc Phàm không sử dụng hai thứ này để bảo vệ tính mạng, cho dù Mạc Phàm sử dụng chân khí và pháp thuật, cũng không nhất định đỡ được một chiêu của La Phong. Căn bản không cần La Phong, cho hai bọn họ mỗi người một con dao, bọn họ có thể làm thịt Mạc Phàm. Nếu một chiêu của La Phong không thể giết chết cậu, không cần La Phong ra tay, tôi sẽ tự mình nuốt vàng tự sát, thế nào, tiểu tử? Lưu Kiếm Phong cười đắc ý nói. Tôi cũng vậy, nhưng tôi sẽ tìm cọng mì sợi thắt cổ, hay tìm miếng đậu hủ đập chết mình. Từ Minh Huy trêu ghẹo nói. Có không ít người lắc đầu, cơ bản không ai tin tưởng Mạc Phàm. Ở trong mắt bọn họ, Mạc Phàm căn bản là tự tìm đường chết. Tiểu Phàm, đừng kích động. Lý Thi Vũ kéo ống tay áo Mạc Phàm, lo lắng nói. Cô không biết La Phong này có bản lĩnh gì, nhưng nhìn những người kia tự tin như thế. Chắc chắn thực lực của La Phong không kém. Nhớ đâu Mạc Phàm xảy ra chuyện gì, cô biết ăn nói thế nào khi về đây. La Phong nheo mắt, liếc mắt đánh giá Mạc Phàm lần nữa. Các hạ, tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng nếu hiện giờ cậu đổi ý, còn kịp. Anh ta đứng thứ 60 trên hắc bảng, dùng một kích toàn lực, cho dù là xe tăng trang bị nặng, cũng bị anh ta đục lỗ.
Cho dù Mạc Phàm là Hoành Luyện Tông sư vô cùng hiếm có, anh ta vẫn nắm chắc đánh gãy Mạc Phàm. Chỉ dựa vào những lời này của anh, đợi lát nữa giết hai người kia xong, tôi sẽ không gây rối hội triển lãm của anh nữa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy chúng ta ra ngoài nhé. Có thể. Mạc Phàm gật đầu. Mặc kệ ở đâu, hôm nay Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy đều phải chết, bọn họ không chạy được. Một lát sau, bọn họ đến một khu đất trống bên ngoài hội triển lãm. Khu đất trống này to bằng hai sân bóng, xung quanh đều là quầy trưng bày trong hội chợ triển lãm. Hai người đứng giữa khu đất trống, không ít người tham gia hội triển lãm vây quanh bọn họ. Cao thủ luận võ không thường thấy, nhất là cao thủ như La Phong, tất nhiên không thể bỏ qua. Có người còn lấy di động ra quay. Đây còn gọi là so chiêu sao, rõ ràng là muốn chết. Lưu Kiếm Phong khinh thường nói. Tôi cá 100 vạn, tiểu tử này sẽ phải chết không thể nghi ngờ, Lý Tiểu Thư và Phỉ Phỉ có dám đánh cược hay không, nếu thua hai người phải uống rượu ăn một bữa cơm với tôi và Lưu Tổng. Từ Minh Huy cười nói. Tôi cá 1.000 vạn. Một người bình thường có quan hệ không tệ với Lưu Kiếm Phong nói. Tiếng cười chói tai truyền đến. Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ chau mày, nhìn chằm chằm phía giữa khu đất trống, không nói gì. Thi Vũ, Tiểu Phàm. Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Lý Thi Vũ hơi nheo mắt, không trả lời. Sắp bắt đầu rồi. Không biết người nào kêu lên, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía hai người. Giữa khu đất trống, Mạc Phàm và La Phong đứng nhìn nhau. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ, cậu trẻ tuổi như vậy đã có tu vi như thế, không phải là hạng người vô danh. La Phong hỏi. Đánh bại tôi, anh mới có tư cách biết, nếu không anh không biết vẫn tốt hơn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Để tôi xem rốt của cậu có bản lĩnh gì. La Phong lạnh lùng nói. Anh ta nói xong sắc mặt thản nhiên, biểu cảm không vui không buồn, hai tay để trước ngực. Chân khí vận chuyển cuồn cuộn, bốn đạo gió xoáy vô cùng sắc bén xuất hiện trên tay chân anh ta. Tiếng gió vù vù giống như muốn cắt phá tất cả không khí càng ngày càng nặng nề, rõ ràng chỉ là một tư thế, nhưng cả người anh ta như người ngoài hành tinh hình con bọ ngựa trong Star Wars, tứ chi sắc bén ngay cả sắt thép cũng cắt được dễ dàng, chờ đợi cơ hội ra tay. Gió càng ngày càng mạnh, không khí càng ngày càng ngột ngạt. Bất chợt gió dừng lại, La Phong cử động. Rầm, một tiếng thật lớn, gió xoáy trên chân anh ta nổ tung, mặt đất lập tức vỡ ra như mạng nhện, cơ thể anh ta như đạn bay ra khỏi nòng súng. Tiếng không khí bùng nổ phát ra, giống như máy bay chiến đấu trong không trung, La Phong đến trước người Mạc Phàm. Gió xoáy trên hai tay chớp lóe sắc bén, như lưỡi hái của tử thần chém mạnh về phía người Mạc Phàm. Bùm, một tiếng thật lớn, giống như có hàng tấn thuốc nổ nổ tung. Bùm bùm bùm, quầy hàng thủy tinh phía sau Mạc Phàm bị vỡ nát, đất đá tung tóe, tòa nhà chấn động. Đầu mọi người ở đây ong ong, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau đó bụi đất ở giữa khu đất trống bị nhấc lên, cuồn cuộn ra bốn phía, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Thanh thế vô song, mãi mới yên bình trở lại. Chết rồi sao? Mọi người vội vàng nhìn về phía giữa khu đất trống tràn ngập bụi đất. Chuyện này còn phải hỏi sao, chắc chắn đã chết. Lưu Kiếm Phong liếc mắt nhìn người kia với vẻ khinh bỉ nói. Thanh thế này, đừng nói là người, cho dù là Transform cũng bị nổ thành mảnh nhỏ. Tiểu tử không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng Từ Minh Huy nhếch lên, thở phào một hơi. Quả thật bản lĩnh vừa rồi của Mạc Phàm dọa anh ta sợ, anh ta còn tưởng hôm nay mình gặp phải vận phân chó, đá trúng tấm thép, cuối cùng anh ta không cần phải lo lắng nữa rồi. Một người chết, không có gì phải sợ. Ái ra, có người tiếc nuối nói. Mạc Phàm nhìn chưa đến 20 tuổi, có thể mạnh dần theo thời gian. Nếu không phải cậu ta tự làm tự chịu, chắc chắn sẽ không có kết cục này. Tiên Thiên Tông Sư đúng là lợi hại. Có người cảm thán. Một kích của La Phong không kém uy lực một trái bom, người như vậy không thể trêu chọc. Cho dù là đại lão giá trị con người trăm triệu, trêu chọc vào người như vậy, sẽ bị giết chết dễ như giết con kiến. Trong lúc này, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sắc mặt Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ trắng bệch, không do dự chạy về phía bụi rậm. Không đợi bọn họ chạy hai bước, có hai người ngăn cản bọn họ. Lưu Tiểu Thư, Lý Tiểu Thư, hai người đi đâu thế, hai người quên đánh cược vừa rồi giữa chúng ta sao? Từ Minh Huy cười quỷ dị nói. Mạc Phàm vừa chết,
hai cô bé này còn không phải mặc bọn họ sắp xếp. Chơi hai người này trước, lại quay cảnh giường chiếu, anh ta không tin bọn họ sẽ không thành thật nghe lời. Tránh ra, chúng tôi không đồng ý với hai người. Lý Thi Vũ nhíu mày nói. Cô không đồng ý với chúng tôi, nhưng tên tiểu tử kia đã thương hai thuộc hạ của tôi, hai người phải nên bồi thường chứ, có phải không? Lưu Kiếm Phong cười nói, trên mặt đều là đắc ý. Hai người. Lý Thi Vũ nghiến răng, lạnh lùng nhìn hai người. Chúng tôi làm sao, thiếu nợ thì phải trả tiền, đây là đạo lý hiển nhiên. Từ Minh Huy cười vô sỉ nói. Người vây xem xung quanh lắc đầu thở dài. Lưu Kiếm Phong vốn không thể trêu chọc, cho dù tiểu tử kia lợi hại, kết quả vẫn không thể thay đổi. Ái ra, không ít người lại thở dài, xoay người đi vào trong hội triển lãm. Đây đều là tiểu tử kia tự chuốc lấy phiền phức, bọn họ không có biện pháp. Nếu Mạc Phàm nghe La Phong khuyên, rời khỏi hội triển lãm, chắc chắn sẽ không như vậy. Chúng ta đi thôi, hai vị mỹ nữ, tên tiểu tử kia căn bản không có khả năng sống sót. Lưu Kiếm Phong nhìn chằm chằm Lưu Phỉ Phỉ, cười dâm nói. Ông ta vừa mới nói xong, đúng lúc này, không biết người nào kêu lên. Mọi người mau nhìn, đó là... Không ít người nhíu mày, nhìn về phía giữa khu đất trống. Bụi đất chậm rãi rơi xuống, lộ ra hai bóng người, một người là La Phong. Một người khác là Mạc Phàm, hắn đứng tại chỗ, giống như Bồ Tát từ trên trời giáng xuống, toàn thân tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Trong lúc này, vẻ mặt mọi người ngẩn ra, trong mắt đều là không thể tin được. Chuyện này, sao lại có chuyện này? Tiểu tử này là người sao? Uy lực nổ mạnh cỡ này, người bình thường cuốn vào chắc chắn sẽ không tìm được xương cốt, vậy mà không giết chết được Mạc Phàm. Tiểu Phàm, mắt Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ mở to, vui mừng chảy nước mắt. Vừa rồi quá dọa người, có cảm giác như bom nổ trên TV, bọn họ đều cho rằng Mạc Phàm đã chết. Lừa gạt ai thế, chắc chắn tiểu tử kia ngay cả xương cốt cũng không còn, hai người nên thành thật đi theo chúng tôi thôi, đừng ảo tưởng nữa. Lưu Kiếm Phong khinh thường nói. Nhưng ngay sau đó, ông ta và Từ Minh Huy cũng cảm nhận được không thích hợp. Nếu chỉ là một hai người khiếp sợ thì không sao, nhưng những người khác đều có biểu cảm tương tự. Hai người nhìn nhau, chậm rãi quay đầu nhìn về phía khu đất trống, mắt bọn họ mở to, giống như nhìn thấy ác quỷ địa ngục, sắc mặt xanh mét. Mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng từ trán bọn họ xuống, cơ thể bọn họ run rẩy liên tục, nhất là hai chân, run rẩy đến mức muốn ngã xuống đất. Không, không, vì sao cậu ta còn sống? Từ Minh Huy khiếp sợ kêu lên. Một kích đáng sợ như vậy mà không chết, quả thực giết bọn họ dễ như giết một con kiến. Bụp, Lưu Kiếm Phong đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng nuốt nước bọt, mặt không còn chút máu. Giữa đất trống, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, nhìn về phía chỗ ngực mình, ánh sáng ngũ sắc như đổ sứ bị nghiền nát, xuất hiện đường rãnh. Một kích vừa rồi của La Phong thật sự rất mạnh, ép chân khí đến mức tận cùng, mượn chân khí nổ tung để tăng tốc, tốc độ gần như vượt qua vận tốc âm thanh. Khi chân nguyên nổ mạnh, lại càng như đạn pháo. Tiên Thiên Tông sư bình thường, chắc chắn sẽ bị nổ tung thành mảnh nhỏ. Nếu hắn chỉ là Tiên Thiên Ngọc Cốt, cũng sẽ bị thương nặng. Đáng tiếc hắn đã đến Kim Cương Bất Diệt Thể. Một kích kia chỉ khiến ngũ sắc trên người hắn xuất hiện khe hở, không thể đánh nát ngũ sắc. Ý niệm của hắn khẽ động, ánh sáng ngũ sắc tỏa ra, khe hở biến mất, ánh sáng ngũ sắc biến mất trong cơ thể hắn. Đối diện cách Mạc Phàm không xa, La Phong vô cùng khiếp sợ. Một kích của anh ta rất mạnh, vậy mà không làm thương tổn được Mạc Phàm, tiểu tử này mạnh cỡ nào. Phải biết rằng nếu cho anh ta đủ thời gian, anh ta có thể dựa vào một chiêu đó lọt top 50 trên hắc bảng. Tiểu tử này còn chưa sử dụng chân khí và pháp thuật, nếu cậu ta sử dụng mà nói, anh ta càng không phải là đối thủ của Mạc Phàm. Cũng may anh ta không đỡ một chiêu của Mạc Phàm. Nếu không anh ta chết cũng không biết mình chết thế nào. Ngay vừa rồi anh ta đối chiếu người trước 50 với Mạc Phàm một lần, không một ai tương tự với Mạc Phàm. Chưa tới 20 tuổi, Hoành Luyện Tông Sư, nói chính xác là Hoành Luyện Tông Sư Đỉnh Phong. Anh ta từng giết chết một Hoành Luyện Tông Sư Trung Kỳ, thân thể tuyệt đối không đáng sợ như Mạc Phàm. Tại Hạ Phong Thần, xếp thứ 60 trên hắc bảng, xin hỏi tiền bối là ai? La Phong vô cùng cung kính nói. Ngay cả xương hô cũng biến từ các hạ thành tiền bối. Với thực lực của anh, hẳn là có thể lọt vào trước 50 đi.
Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. La Phong nhíu mày, vẫn gật đầu. Vậy anh cảm thấy tôi nên đứng thứ bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi. Với thực lực thâm bất khả trắc của tiền bối, La Phong không dám suy đoán, nhưng dựa vào cơ thể, tiền bối đã tiến vào trong vòng trước 40. La Phong cẩn thận nói. Người có thể lọt vào hắc bảng, mỗi người đều không theo lẽ thường, hơi vô ý sẽ giết chết anh ta, vẫn nên cẩn thận tốt hơn. Bây giờ tôi đang ở vị trí thứ 61, còn đứng phía sau anh. Mạc Phàm cười to nói. Cái gì? Vẻ mặt La Phong sửng sốt, gương mặt đỏ bừng trong phút chốc, như bị người ta tát mấy cái. Đứng thứ 61, vậy không phải là Mạc Đại Sư Đông Hải mới nổi tiếng gần đây sao? Nghĩ đến chuyện này, anh ta ước gì có thể tìm cái lỗ chui xuống. Lúc trước anh ta còn nói rất chắc chắn, cho dù là Mạc Đại Sư Đông Hải cũng không phải là đối thủ của anh ta. Có ai ngờ người đứng trước mặt anh ta lại là Mạc Đại Sư Đông Hải, chuyện này đúng là mất mặt. La Phong lỗ mãng, mong Mạc Đại Sư chớ trách tội. La Phong vội vàng nói. Tông sư Như Long, mạo phạm sẽ phải chết. Chỉ dựa vào một câu này, bây giờ Mạc Phàm có thể giết chết anh ta bất cứ lúc nào. Mạc Phàm cười khẽ, bàn tay hắn vung lên, bụi đất rơi xuống đất. Hắn hơi híp mắt lại, ánh mắt phát lạnh, hắn đi về phía Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy, La Phong theo sát phía sau. Lưu Kiếm Phong, ông muốn nuốt vàng tự sát, hay là để La Phong giúp ông đây? Mạc Phàm đi đến trước người Lưu Kiếm Phong, mặt không chút thay đổi nói. Hắn vừa nói xong, La Phong lấy một thỏi vàng lấp lánh từ trong túi ra, ném xuống đất. Cộp, Lưu Kiếm Phong nhìn thỏi vàng lấp lánh ánh sáng trước người, vẻ mặt ngẩn ra. Cậu tha cho tôi một con đường sống đi, tôi có thể cho cậu 100 triệu. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, ông ta lập tức rời khỏi tỉnh Giang Nam, thế giới rộng lớn như vậy, ông ta không tin Mạc Phàm có thể tìm được ông ta. 100 triệu này, Mạc Phàm không chỉ đừng mơ lấy được, cũng đợi chết đi, ngày mai Hắc Thị sẽ treo lệnh tru sát Mạc Phàm. Dám nhục nhã ông ta, đợi chết đi. 100 triệu. Mạc Phàm nhướng mày. Đúng vậy. Đây đều là tài sản của tôi, còn có một số bảo vật tôi cất giữ nữa, tôi sẽ tặng hết cho cậu, chỉ cần cậu có thể tha cho tôi, chắc chắn mạng của tôi không đáng giá bằng mấy thứ này. Lưu Kiếm Phong cười nịnh nọt nói. Quả thật mạng của ông không đáng tiền như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ở trong mắt hắn mạng của Lưu Kiếm Phong còn không bằng con kiến ở trên đất. Vậy tiền bối, có phải tôi có thể dùng tiền đổi mạng hay không? Thực ra chuyện này là lỗi của Từ Minh Huy. Cậu ta nói nếu tôi diễn trò giúp cậu ta sẽ tặng một vị cô nương trong đó cho tôi. Tôi vốn không muốn, nhưng mà cậu ta cầu xin nhiều lần, tôi mới đồng ý, nếu tôi biết là bạn của cậu, tôi tuyệt đối không dám động vào. Lưu Kiếm Phong cười nịnh nọt nói. Lưu Kiếm Phong, con mẹ nó, là ông nhìn chúng Lưu Phỉ Phỉ mà. Từ Minh Huy giận dữ hét lên. Tiền bối, cậu đừng tin cậu ta, những lời tôi nói đều là sự thật. Nếu không phải Từ Minh Huy nổi lên ý xấu trước, sao cậu ta lại lừa gạt các cậu đến chỗ này? Lưu Kiếm Phong nghiêm túc nói. Nói xong rồi hả? Mạc Phàm cười khinh thường hỏi. Xong rồi. Lưu Kiếm Phong sửng sốt, vội vàng câm miệng. Ông đã không chọn, vậy tôi chọn giúp ông, ăn hết thỏi vàng này đi. Mạc Phàm chỉ thỏi vàng trên đất nói. Cái gì, tiền bối, không phải thay bằng 100 triệu sao? Sắc mặt Lưu Kiếm Phong thay đổi, cảm thấy khó có thể tin nói. Có lựa chọn nào như vậy sao? Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hỏi. Không nói đến chuyện hắn lấy được 100 triệu hay không, cho dù có thể lấy được, sao có thể so được với vận mệnh của Lưu Phỉ Phỉ? Ở trong mắt hắn những số tiền này chỉ là con số, căn bản không đủ để hắn động tâm. Trái lại Lưu Kiếm Phong này, kiếp trước muốn bao dưỡng Lưu Phỉ Phỉ là thật, sau đó phong sát Lưu Phỉ Phỉ. Dẫn đến cô mất đi ở tuổi 28 đẹp như hoa, vậy Lưu Kiếm Phong có thể đi chết đi. Lưu Tổng, lựa chọn này là tự ông nói, thế nào, ông muốn quỵt nợ trước mặt tiền bối sao? Sắc mặt La Phong phát lạnh, hỏi. Ở đây có nhiều người như vậy, La Phong vẫn xưng với Mạc Phàm là tiền bối. Sắc mặt Lưu Kiếm Phong thay đổi, ông ta nhìn chằm chằm thỏi vàng trên đất, bỗng nhiên ánh mắt dữ dằn hơn. Nếu tiền bối ép tôi ăn thỏi vàng, vậy. Bỗng nhiên ông ta giơ tay trái lên, cổ tay phải chạm vào cổ tay trái. Vậy tiền bối đi chết đi. Ông ta vừa mới nói xong, một mũi tên màu đen bay từ trong ống tay áo ông ta ra, tốc
tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Ông ta là phú ông giá trị con người trăm triệu, đương nhiên phải quý trọng cái mạng nhỏ của ông ta nhất. Ông ta dùng 10 triệu mới mua được hai kiện pháp khí cao cấp từ chỗ luyện khí thế gia, một kiện dùng để phòng thân, một kiện dùng để giết địch. Nghe nói mũi tên đen này là ma hồn, bên trên có tẩm kịch độc, loại độc này còn độc hơn cả nọc rắn mấy chục lần, chỉ dính vào da một chút, cho dù không có vết thương cũng phải chết. Diệt trừ tiểu tử này, La Phong không dám làm gì ông ta, trừ phi La Gia không muốn làm ăn ở tỉnh Giang Nam nữa. Khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, bỗng nhiên ông ta có cảm giác thân thể bị người ta xách lên, chỗ ngực đau xót, giống như bị con kiến cắn một cái. Chỉ dựa vào ông cũng muốn giết được tôi. Mạc Phàm lạnh giọng nói, giống như ném con chó chết, ném Lưu Kiếm Phong sang một bên. Hành động mờ ám của Lưu Kiếm Phong, nếu có thể lừa gạt cảm ứng của hắn, vừa rồi hắn đã chết trên tay La Phong. Lưu Kiếm Phong khiếp sợ, cúi đầu nhìn về phía ngực mình, sắc mặt ông ta rất khó coi, mũi tên ma hồn màu đen vốn nên đâm vào người Mạc Phàm, vậy mà đâm vào người ông ta. A! Tiếng kêu thê lương phát ra từ miệng Lưu Kiếm Phong, người ông ta giống như bị thiêu đốt, khói đen tỏa ra cuồn cuộn. Chỉ chưa tới 10 giây, liền biến thành bãi nước đen. Mọi người sởn gai ốc. Mạc Phàm rời mắt nhìn về phía Từ Minh Huy. Vừa rồi anh nói muốn dùng mì sợi thắt cổ, đập đầu vào đậu hủ chết đúng không? Câu nói rất khôi hài, nhưng xung quanh không ai cười nổi. Mạc Phàm, tôi sai rồi, cậu nể mặt chúng ta là bạn học. Tha cho tôi một lần đi. Từ Minh Huy cầu xin, hoàn toàn không còn là công tử Từ gia ra vẻ đạo mạo nữa. Ha ha! Mạc Phàm cười nhạt, sắc lạnh trong mắt dày đặc hơn. Sau khi Lưu Phỉ Phỉ bị Từ Minh Huy hủy hợp đồng phong sát, hắn từng đi tìm Từ Minh Huy với Lưu Phỉ Phỉ. Lúc ấy Lưu Phỉ Phỉ còn nói với Từ Minh Huy cô muốn quay phim, cho dù là vai phụ cũng không sao, hy vọng anh ta nể mặt bạn học cho cô một cơ hội. Lúc ấy Từ Minh Huy đáp lại một câu, anh ta không có người bạn thanh cao như Lưu Phỉ Phỉ. Tôi còn chưa đi nhập học, chúng ta vẫn chưa được coi là bạn học. Tôi là thiếu gia Từ gia, cậu giết tôi, Từ gia Giang Nam chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Từ Minh Huy thấy Mạc Phàm từ chối, vội vàng kêu lên. La Phong, xử lý thế nào anh xem rồi làm đi, nếu tôi còn nhìn thấy anh ta, một kích anh đánh tôi sẽ trả anh gấp bội. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nói. Có Lâm Thiên Nam tọa trấn Lâm gia, hắn cũng chưa từng sợ hãi, một Từ gia nho nhỏ hắn sẽ sợ sao? Từ gia dám đến tìm hắn gây phiền phức, hắn sẽ diệt Từ gia. Tiền bối yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu câu trả lời hài lòng. La Phong vội vàng nói, xách Từ Minh Huy lên như xách con gà con đi về phía xa. Một kích anh ta dùng toàn lực không thể thương tổn đến Mạc Phàm. Anh ta không muốn bị Mạc Phàm đánh lại một kích. Mắt Từ Minh Huy mở to, trong đồng tử đều là tuyệt vọng. Anh ta sửng sốt một lát, vẻ mặt hung dữ quát. Mạc Phàm, rốt cuộc cậu là ai? Mạc Phàm là người cường đại như vậy, chắc chắn không phải hạng người không tên không họ. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường, sắc bén trong mắt hắn tăng lên. Vậy anh nhớ kỹ cho tôi là Mạc Đại Sư Đông Hải. Rõ ràng chỉ là mấy chữ, nhưng lọt vào tai mọi người, gần như tất cả mọi người đều khiếp sợ, giống như bị sét đánh, một đám người nhìn Mạc Phàm với vẻ sợ hãi, như nhìn thấy thần linh. Mạc Đại Sư Đông Hải, là người giết chết cao thủ Thiên Thành Diệt của Thanh Bang sao? Có người hỏi, ngoại trừ cậu ta ra thì còn ai? Cậu ta không chỉ giết chết Thiên Thành Diệt, ngay cả 21 thế lực cấp S cũng chết trên tay cậu ta. Hiện giờ Thanh Bang ở nước ngoài cũng không dám trêu chọc vào cậu ta. Một người khác ngơ ngẩn hỏi. Ở thành phố Đông Hải này, chỉ sợ chỉ có Mạc Đại Sư Đông Hải mới ngăn cản được La Phong. Chẳng trách lúc trước khẩu khí của cậu ta lớn như vậy. Chuyện này, vẻ mặt Từ Minh Huy ngẩn ra, miệng há to nhưng không phát ra âm thanh. Không chỉ những người này, vẻ mặt Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ cũng sửng sốt. Nhất là Lý Thi Vũ. Cô biết Mạc Phàm bái sư phụ, đã khác với trước kia. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ Mạc Phàm là Mạc Đại Sư Đông Hải đang lan truyền điên cuồng ở Đông Hải. Cô còn cho rằng Mạc Đại Sư là sư phụ Mạc Phàm, hay những người khác, ai biết lại là em họ cô. Sau khi bàn tán xôn xao xong, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. Nửa tiếng sau,
Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ lựa chọn mấy trang sức của La Gia mà bọn họ thích, mới rời khỏi hội triển lãm. Trên đường đi, bình thường hai bọn họ luôn nói không hết đề tài, vậy mà bây giờ không nói một câu nào. Hai người không có vấn đề gì muốn hỏi tôi sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, hỏi. Em thật sự là Mạc Đại Sư sao? Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm mặt Mạc Phàm, bộ dạng giống như không biết Mạc Phàm. Em không giống sao? Mạc Phàm cười nhạt, hỏi ngược lại. Không phải đại sư đều là lão nhân râu tóc bạc trắng sao, râu của cậu còn chưa mọc dài đâu. Ngón tay của Lưu Phỉ Phỉ vẽ loạn trên mặt Mạc Phàm nói. Ai nói đại sư phải râu tóc bạc trắng, bản lĩnh giỏi là được. Mạc Phàm dở khóc dở cười nói. Ở tu chân giới, có không biết bao nhiêu người còn trẻ nhưng bản lĩnh nghịch thiên, chưa người nào râu tóc bạc trắng. Không phải bản lĩnh đều cần tu luyện thời gian dài mới đạt được sao? Lý Thi Vũ nhíu mày nói. Cho dù là ngành nghề gì, đều cần tích lũy thời gian dài mới được. Ví dụ như trang sức mà bọn họ mua, cũng phải truyền thừa trăm năm mới đạt được huy hoàng hiện tại. Có thể là thiên phú của em hơi cao, nếu không sao ông già kia lại chọn em, mà không chọn những người khác. Mạc Phàm cười nói. Tu sĩ trên địa cầu, từ lúc bắt đầu đã đi lầm đường. Luyện võ chỉ luyện võ, tu pháp chỉ tu pháp, luyện thể chưa từng luyện khí. Đầu đuôi lẫn lộn, chậm trễ rất nhiều thời gian, đợi khi phát hiện ra mọi chuyện thì già rồi. Tự kỷ, thiên phú của em thế nào, chị đây không biết sao. Lý Thi Vũ trừng Mạc Phàm một cái. Thi Vũ, cậu mạo phạm Mạc Đại Sư như vậy, cẩn thận Mạc Đại Sư giáo huấn cậu đó. Lưu Phỉ Phỉ ôm Lý Thi Vũ từ phía sau, trêu ghẹo nói. Em ấy dám sao? Trước đây đánh nhau đều là mình giúp em ấy. Lý Thi Vũ bá đạo nói. Mạc Phàm cười khẽ, thấy hai người không còn xoắn suýt nữa, thở phào một hơi. Mặc kệ hắn là Mạc Thần Y cũng được, Mạc Đại Sư cũng được, Y Tiên Bất Tử cũng được, nhưng chuyện hắn là Mạc Phàm không thay đổi chút nào. Trương gia khiến chị họ thống khổ cả đời, hắn diệt Trương gia. Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy khiến Lưu Phỉ Phỉ mất ở tuổi 28, hắn giết hai người này. Bọn họ đi dạo trên đường một lát, ăn cơm tối ở gần trường học, lúc này hắn mới đưa hai người về nhà. Hắn mới rời khỏi nhà chị họ, còn chưa đi được bao xa, bỗng nhiên nhíu mày lại. Hửm! Một tay hắn vươn ra không trung nắm lấy, một con côn trùng màu đen tương tự như con muỗi xuất hiện trong tay hắn. Con côn trùng này mới bị hắn chộp trong lòng bàn tay, cái vòi sắc bén lập tức đâm về phía tay hắn. Không đợi con côn trùng này đâm vào da hắn. Con côn trùng này liền bị nghiền nát, khí thể màu đen bay từ trong thi thể trùng tử này ra, biến mất trong không trung. Trong mắt hắn hơi híp lại, hiểu ra mọi chuyện. Chẳng trách đến bây giờ vẫn chưa tìm được, hóa ra là như vậy. Hắn thông qua siêu tác chi thuật, phát hiện rất nhiều khí thức của âm long, hắn đã xác nhận không phải là âm long, đều là loại côn trùng này. Mỗi một con côn trùng đều mang khí thức của âm long, dựa vào siêu tác chi thuật, rất khó tìm được âm long. Hắn vừa mới nói xong, bỗng nhiên di động vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là một số lạ gọi tới. Hắn ấn nghe máy, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Tiểu tử, vật nhỏ mà tôi thả ra, chắc là cậu thấy được rồi. Ông nói thái âm trùng sao? Trong mắt Mạc Phàm lưu chuyển sắc bén, không nóng không lạnh nói. Con trùng vừa rồi tên là thái âm trùng, là một loại trùng tử chuyên ăn thái âm chi khí. Thay vì nói nó là trùng tử, không bằng nói nó là một loại yêu thú có hàn độc rất mạnh. Tiểu tử, nếu cậu biết tôi hạ lệnh cho những tiểu trùng tử này, cả thành phố Đông Hải sẽ biến thành dạng gì, Mạc Thần Y không phải không biết đi. Ở bên kia điện thoại, tiếng cười nham hiểm truyền đến. Nghe câu này, trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, sắc bén nở rộ mà ra. Nếu ông dám để những con trùng tử này tấn công những người khác, cho dù ông trốn tới chân trời góc biển. Tôi đều sẽ giết ông. Giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng khiến xung quanh phát lạnh. Một khi người bình thường bị loại yêu thú này cắn được, nếu trong 3 ngày không được chữa trị, sẽ bị hàn độc phát tác mà chết, còn đáng sợ hơn Super Sơn nhiều. Hắn từng gặp một tu sĩ dùng thái âm trùng giết người, thái âm trùng phóng ra như sóng biển, toàn bộ người một quốc gia nhiễm hàn độc, loại hàn độc này cũng không khó giải với hắn. Nhưng lượng lớn thái âm trùng tấn công người bình thường, hắn không thể cứu sống mọi người. Thế nào, tiêu diệt Phu Thần Giáo, giết chết Thiên Thành Diệt,
vậy mà cũng sốt ruột sao? Người kia cười nói trong điện thoại, trong giọng nói đều là đùa giỡn và đắc ý. Một người rụt đầu rụt đuôi, căn bản không có tư cách khiến tôi sốt ruột. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Xem cậu có biện pháp gì tìm được tôi vẫn luôn ở gần cậu. Người trong điện thoại cười khinh thường nói. Mạc Phàm nhíu mày, rất lâu rồi chưa thấy hồng liên nghiệp hỏa giấy lên trong đáy mắt hắn, giống như lửa cháy trong đêm khuya, thiêu cháy hừng hực. Nửa tiếng, tốt nhất ông có thể chạy thoát khỏi thành phố Đông Hải, nếu sau nửa tiếng, ông còn đứng ở Đông Hải, tôi nhất định sẽ xuất hiện trước mặt ông. Hắn biết trên trăm loại pháp thuật tìm kiếm, dựa theo khí thức của âm long không tìm được, liền cho rằng hắn không tìm được sao. Âm long này dùng siêu hồn với liệt hỏa, còn dám đặt thái âm trùng ở thành phố Đông Hải, ông ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ở chỗ khác điện thoại, trên một tòa lầu cao ở thành phố Đông Hải, âm long nhíu mày, trong mắt hiện lên tức giận, giọng điệu cũng âm u hơn. Tiểu tử, cậu thật sự không sợ tôi hạ lệnh cho những thái âm trùng đó đại khai sát giới Đông Hải sao? Nếu ông có can đảm này, ông có thể thử xem. Mạc Phàm trầm giọng nói. Thái âm trùng mà âm long sử dụng là một loại ngự thú thuật, ông ta chỉ tới cảnh giới tiên thiên, số lượng thái âm trùng sử dụng có hạn. Chắc chắn không có biện pháp làm được như tu sĩ hắn gặp ở tu chân giới, ngự trùng như hải. Đợi hắn giết âm long, lại đi chữa trị cho những người bị thái âm trùng cắn bị thương, hẳn là còn kịp. Tiểu tử, cậu quá càn rỡ, cậu biết tôi đứng thứ bao nhiêu trên hắc bảng không, cậu chỉ đứng thứ 61 trên hắc bảng mà thôi. Cậu chưa hẳn đã là đối thủ của phong thần sát thủ đứng trước cậu ấy chứ? Âm long hừ lạnh một tiếng nói. Từ khi ông ta xuất đạo tới nay, chưa từng gặp một người chưa tới 20 tuổi, mà dám nói chuyện với ông ta như thế. Tôi cho cậu cơ hội, chỉ cần cậu giao thái âm thần thạch đạt được từ chỗ vu thần giáo ra đây, tôi lập tức thu hồi đám thái âm trùng kia, rời khỏi Đông Hải. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lúc trước hắn từng hoài nghi. Có phải âm long này đến vì thái âm thần thạch hay không? Dù sao âm long am hiểu sử dụng thái âm chi khí, thái âm thần thạch là linh thạch tăng tu vi tốt nhất. Càn rỡ sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Phong thần mà ông nói, ngay cả cơ thể tôi cũng không đánh bị thương được. Cái gì? Trên nhà cao tầng, hai mắt âm long nheo lại, sắc mặt khó coi. Ông ta biết Mạc Phàm ngoại trừ am hiểu võ đạo, thuật pháp ra, cũng là hoành luyện tông sư. Nhưng ông ta không ngờ Mạc Phàm cường hãn như vậy. Phong thần đứng thứ 60 trên hắc bảng, vậy mà không đánh cậu ta bị thương được. Chuyện này không có khả năng. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không trông cậy âm long sẽ tin tưởng. Ông đã nói tôi càn rỡ, vậy tôi sẽ để ông biết, chọc giận tôi sẽ có kết cục gì. Đợi cậu tìm được tôi rồi nói sau, không tìm được, cậu chẳng làm được gì đâu. Âm long nhíu mày, lạnh lùng nói. Tìm ông sao? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, còn chưa nói xong hắn đã tắt điện thoại, trong con ngươi là lạnh lẽo trước nay chưa từng có. Mạc Phàm tắt di động, đôi mắt như ngọn lửa nhìn lướt qua bốn phía. Dưới chân hắn khẽ động, thân thể chớp lóe như điện quang, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đến gần một nhà cao tầng. Lúc này trời đã tối, mặt trăng treo cao trên bầu trời, có mấy ngôi sao ít ỏi treo trong không trung. Giống như đang nhìn bá tánh trên địa cầu. Hắn lấy miếng hoàng tuyền thạch bên hông ra, nếu không tìm được âm long thông qua thái âm chi khí, phải dùng pháp thuật khác tìm ông ta. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, hai thanh kiếm chu sát và chu tà xuất hiện trong tay hắn. Hắn ném hai thanh kiếm lên không trung, hai thanh kiếm lập tức trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, cảnh giác tứ phương. Hắn đặt hoàng tuyền thạch ở chỗ mi tâm, hai mắt nhắm chặt, cố gắng vận chuyển diễn thiên thần quyết. Cảm ứng giống như sóng biển lấy hắn làm trung tâm, trào ra mãnh liệt bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt, trong vòng 5 cây em xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Có bà chủ nhà đang chuẩn bị ăn cơm, có mỹ nữ về đến nhà liền tắm rửa. Một đám khí tức quen thuộc, xa lạ, toàn bộ xuất hiện trong đầu hắn, giống như cá giết qua sông. Từng khí tức như ngọn nến, cái mạnh cái yếu, đều khác nhau. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ngoại phóng thần thức. Đã sớm quen với chuyện này rồi. Hắn cố gắng vận chuyển diễn thiên thần quyết, trong số những tin tức này, hắn không ngừng sàng lọc chọn ra người khả nghi. Không phải. Không phải. 10 phút sau, hắn mở to mắt, trong vòng 10 cây em có không ít khí tức võ giả, pháp sư,
nhưng không có khí thức của người đứng thứ 49 trên hắc bảng. Nếu 10 cây em không đủ, vậy thì tìm kiếm khắp nơi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang. Hắn điểm lên mi tâm, một vòng xoáy xuất hiện chỗ mi tâm hắn, trong chớp mắt hoàng tuyển thạch không nhập vào trong đó, mà biến mất trong mi tâm. Trải qua lần này, chỉ sợ không thể dùng hoàng tuyển thạch trong thời gian dài, nhưng nếu có thể tìm được âm long, vậy cũng đáng. Ý niệm của hắn khẽ động, ấn ký chỗ mi tâm lóe lên, hai mắt như ngôi sao của hắn biến thành màu bạc, lóe lên vài ngôi sao nhỏ bên trong. Dầm, cảm ứng như phá bình bạc mà tràn ra. Cảm ứng vốn như nhập vào nước lũ, trong chớp mắt nhấc lên sóng thần, phủ đầy nội thành thành phố Đông Hải. Chỉ trong phút chốc Mạc Phàm như mặt trăng trên bầu trời nhìn xuống chúng sinh, tất cả mọi thứ trên đất đều không thoát khỏi tầm mắt hắn. Ngay cả thái âm trùng đang bay trong không trung, cũng xuất hiện từng con trong mắt hắn. Hắn không để ý đến những thái âm trùng này, cảm ứng hướng về phía mấy nơi năng lượng dao động vô cùng quỷ dị, khóe miệng hắn lập tức nhếch lên. Không dùng cảm ứng thì không biết, một khi phóng cảm ứng ra, tối nay ở thành phố Đông Hải đúng là làm người ta kinh ngạc vui mừng. Cả thành phố Đông Hải, vậy mà có hơn 10 vị cao thủ cảnh giới tiên thiên. Chỉ lát nữa thôi, hắn nhướng mày, cười lạnh lùng. Xem lần này ông còn trốn ở đâu. Hắn mở to mắt, thu hồi Chu Sát và Chu Tà Kiếm, bóng dáng nhoáng lên một cái, liền biến mất trong trời đêm, khi xuất hiện đã ở nơi cách xa trăm thước. Lúc hắn ngoại phóng cảm ứng, không ít người ở thành phố Đông Hải cảm ứng được, nhìn về phía tầng cao Mạc Phàm đang đứng. Giang Tư Lệnh, có phải con hàng kia tìm được âm long rồi không? Long Nhược Tuyết đứng trên nóc nhà hỏi. Chắc vậy. Vẻ mặt Giang Thành nghiêm túc nói. Chúng ta có đi giúp đỡ không? Trên người tôi và cô đều có phong ấn, cô muốn kéo chân cậu ta sao? Giang Thành liếc mắt nhìn Long Nhược Tuyết một cái. Không phải tôi cản trở. Là phong ấn này. Long Nhược Tuyết bĩu môi, lại hỏi. Giang Tư Lệnh, ông nói xem con hàng này có thắng được âm long không? Không biết, nhưng cảm ứng của tiểu tử này đúng là rất mạnh. Giang Thành lẩm bẩm. Khi nói chuyện, ông ta không quan tâm trên mặt mình đã tràn đầy khiếp sợ. Cảm ứng có thể bao trùm cả Đông Hải, lực cảm ứng đến mức này, ông ta chỉ thấy trong ghi chép chứ chưa nhìn thấy, chỉ có tu sĩ Kim Đan trong truyền thuyết mới làm được. Vậy mà tiểu tử này cũng có thể làm được. Trong một quán bar, một người phụ nữ tóc đỏ nóng bỏng co rụt người, giống như mèo gặp phải nguy hiểm. Đôi mắt cô ta nhíu lại, lộ ra dị sắc, nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ. Lực tinh thần thật cường đại, xem ra đến lúc rời đi rồi. Cô ta vừa nói xong liền biến mất khỏi quán bar. Trong công viên ở thành phố Đông Hải, âm long ngồi trên một tảng đá, mắt hơi híp lại. Sắc bén như đao bay từ trong con ngươi ra, lướt qua phía trước. Bùm, ở nơi cách ông ta hơn 10 thước nổ tung, một tảng đá to nổ thành hạt cát. Hừ, đúng là số tiểu tử vô cùng kiêu ngạo, cầm thái âm thần thạch nhà chúng ta, còn dám không trả lại, đúng là đáng chết. Âm Long nghiến răng nói. Bên cạnh ông ta, người đàn ông thấp hơn nhíu mày. Sư phụ, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu trong một ngày cậu ta không trả, sư phụ sẽ phóng thái âm trùng ra cả thành phố, sư phụ không tin tiểu tử kia chịu được áp lực này, sư phụ muốn xem thần y Đông Hải có thể cứu được bao nhiêu người, không ai có thể cầm đồ nhà chúng ta mà không trả. Âm Long nói rất chắc chắn, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Thái âm thần thạch này trải qua huyết tế, nếu ông ta luyện hóa được, sẽ có cơ hội tăng cao tu vi. Ông ta vừa mới nói xong, một lực cảm ứng rất mạnh từ trên trời giáng xuống, giống như trời sập xuống. Áp lực khiến tim người ta đập nhanh bao phủ trong lòng bọn họ. Mồ hôi lạnh chảy từ trên trán bọn họ xuống. Sư phụ, đây là... Tiểu tử này đúng là có tài, vậy mà cảm ứng có thể bao trùm đến đây. Âm Long cũng nhướng mày nói. Chúng ta phải rời khỏi nơi này sao? Người thấp hơn hỏi. Nếu tiểu tử này thật sự tìm tới, vậy thì trực tiếp lấy thái âm thần thạch từ tay cậu ta. Sư phụ đứng thứ 49 trên hắc bảng. Cần trốn một người đứng thứ 61 sao? Âm Long khinh thường nói. Nhưng mà người của Long Tổ còn ở đây. Người đàn ông thấp hơn lo lắng nói. Hai người kia căn bản không thể làm được gì, nếu bọn họ có thể ra tay, đã sớm ra tay rồi, đến lúc này mà vẫn không có động tĩnh, chỉ sợ bọn họ không dám ra tay. Âm Long híp mắt nói. Ông ta bố trí thái âm trùng ở gần Giang Thành và Long Nhược Tuyết, chỉ cần một trong hai người có động tĩnh,
ông ta có thể biết được. Sư phụ, người đang nói phong ấn cửu long sao? Người đàn ông thấp hơn nhướng mày hỏi. Người của long tổ ngoại trừ mỗi người rất đặc biệt ra, đều có quy củ nghiêm khắc, lúc không chấp hành nhiệm vụ, phải bị phong ấn thực lực, trừ phi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không không thể cởi bỏ. Không sai, người của long tổ không ra tay, không cần thiết phải trốn tránh. Âm Long hơi nhếch môi, lộ ra tươi cười tà dị. Bắt lấy tiểu tử này, không chỉ có thể cầm được thái âm thần thạch, nói không chừng còn biết được rất nhiều bí mật của tiểu tử này, ví dụ như bí pháp phá giải vạn diệt lao lung. Ông ta cởi áo choàng, lộ ra gương mặt gầy khô, khoảng 40 tuổi, bộ dạng coi như là anh tuấn, nhưng khuôn mặt trắng bệch, trong mắt còn có chút tà khí, làm cho người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị. Khi ông ta cởi áo choàng ra, khí thế toàn thân bành trướng. Vậy mà cơ thể ông ta như được thổi phồng, bắp thịt, khung xương to ra. Chỉ trong phút chốc ông ta như biến thành một người khác, cao lớn, uy vũ, khí thế như long. Con lui xuống trước đi, sư phụ sắp có khách tới rồi. Âm Long khoát tay nói. Dạ, sư phụ, người đàn ông thấp hơn ẩn vào trong bóng đêm. Người đàn ông này vừa rời đi không lâu, một người đi từ trong tối ra. Mỗi bước đi giống như người khổng lồ bước đi, đất đai run rẩy. Đại chiến sắp bắt đầu. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, vách tường đối diện Âm Long nổ tung, bức tường vỡ ra, vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc đi tới. Không khí xung quanh như nước sôi trào. Mắt hắn sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Âm Long cách đó không xa. Ông là Âm Long. Tiểu tử, không ngờ cậu thật sự có thể tìm được đến đây. Âm Long híp mắt, cằm khẽ nâng lên, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ kiêu ngạo. Tôi nói rồi. Chỉ cần ông ở Đông Hải, tôi có thể tìm được ông, lần này ông đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Giống như tìm được Âm Long, đơn giản như tìm gái trong kỹ viện. Vậy thì thế nào, nếu tôi không rời đi, thì có nghĩa tôi có thực cầm lại thứ thuộc về mình. Âm Long tự tin nói. Ông ta có thể đứng thứ 49 trên hắc bảng, đó là chứng minh thực lực tốt nhất. Đương nhiên đây không phải là thực lực chân chính của ông ta. Người nào sẽ để lộ toàn bộ thực lực trước mặt người sống đây? Nếu ông ta nguyện ý, đứng trước 20 trên hắc bảng cũng không thành vấn đề. Đồ của ông muốn nói thái âm thần thạch không phải là của Vu Thần giáo sao? Mạc Phàm nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Vu Thần giáo sẽ có thứ này sao? Bọn họ chỉ là quân cờ dùng để kích hoạt tảng đá này mà thôi. Âm Long cười khinh thường nói. Nếu là Vu Thần giáo trước đây, có thứ này cũng không kỳ lạ. Dù sao cũng là giáo phái truyền thừa mấy ngàn năm, lịch sử có thể truy tố đến đại chiến giữa Sivu với Hoàng đế. Nhưng sau khi Hoàng đế giết chết Sivu, Vu Thần giáo không ngừng biến yếu, sớm đã không còn là Vu Thần giáo hô phong hoán vũ, thượng thiên nhập địa không gì không làm được như trước. Ý của ông là, ông cố ý đưa thái âm thần thạch cho Vu Thần giáo, dựa vào lực lượng huyết tế, mở thái âm thần thạch này ra. Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, lạnh lùng nói. Thái âm thần thạch là thần thạch có địa vị cao quý, đâu dễ dàng luyện hóa như vậy. Muốn lấy lực lượng cường đại, phải mở thái âm thần thạch ra trước, rồi luyện hóa hấp thu lực lượng bên trong cho mình dùng. Vu Thiếu Huyền có thể luyện thành thái âm vu thể, đó là vì dùng huyết tế mở thần thạch, lại dùng vu thuật dung hợp lực lượng của thái âm thần thạch vào trong cơ thể, thành vu thể. Nhưng xem ra Vu Thần giáo bị Âm Long này lợi dụng rồi. Kiếp trước tuy Vu Thần giáo huyết tế thành công 10 vạn, nhưng không thể tạo nên gợn sóng gì, xem ra sau khi Vu Thiếu Huyền thành thái âm vu thể liền chết trong tay Âm Long. Tiểu tử, cậu biết nhiều thật, không tệ, huyết tế của Vu Thần giáo là giúp đỡ tôi, nếu không sao bọn họ có thể đạt được nhiều thứ cần cho tế tự như vậy. Âm Long nhíu mày cười đắc ý nói, giống như ông ta rất kiêu ngạo vì chuyện mình lừa được đám người Vu Thần giáo. Mạc Phàm lắc đầu, ngọn lửa trong con ngươi càng thịnh vượng hơn. Đám người Vu Thần giáo rất đáng chết. Ông còn càng đáng chết hơn bọn họ. Nếu nói Vu Thần giáo là một đám cuồng giết người, Âm Long này là ác ma chỉ huy đám người kia. Tiểu tử, cậu coi trọng mình quá nhỉ, nể mặt cậu tu hành không dễ dàng, tôi cho cậu một cơ hội nữa, giao thái âm thần thạch cho tôi, nếu không không chỉ có cậu phải chết, lát nữa cả thành phố Đông Hải sẽ xuất hiện ôn địch đáng sợ, mọi người sẽ chôn cùng cậu. Âm Long cười mỉa nói. Vậy tôi cũng cho ông một cơ hội, ông tự sát đi. Tảng đá này ông đừng nghĩ đến chuyện lấy đi. Nhẫn trên tay Mạc Phàm sáng lên, thái âm thần thạch xuất hiện trong tay hắn.
Âm Long nhìn thấy tảng đá này, trong mắt hơi híp lại, trong con ngươi ông ta hiện lên tham lam. Tiểu tử, tảng đá này, cậu lấy cũng không có tác dụng gì, chỉ là tảng đá bỏ đi mà thôi, đưa cho tôi, cậu còn giữ được mạng. Ông muốn nói chuyện luyện hóa tảng đá này sao, giết ông, thái âm chi khí trên người ông có thể giúp tôi luyện hóa thần thạch này, Mạc Phàm nhíu mày nói. Trên người Long Nhược Tuyết có một chút thái âm chi khí, có thể khiến hắn thử luyện hóa thái âm thần thạch này, nhưng thành công hay không còn chưa biết được. Thái âm chi khí trên người Âm Long, hắn có thể luyện hóa thái âm thần thạch này được 100%. Tiểu tử, tảng đá này không thuộc về cậu, cậu chắc chắn muốn tự tìm đường chết sao? Trong mắt Âm Long hiện lên lửa giận, nói. Không thuộc về tôi sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười nói. Đồ trong thiên hạ, chỉ cần là thứ hắn muốn, sẽ thuộc về hắn. Thái âm thần thạch này, hắn muốn rồi. Giọng điệu chắc như đinh đóng cột khiến người ta hít thở không thông. Nếu ông muốn lấy lại nó, cứ việc tới cướp đoạt, không cần nói nhiều lời vô nghĩa như thế, chỉ là một mình ông khó mà cướp về được. Mạc Phàm tự tin nói. Hắn vừa nói xong, ở phía sau bên phải. Bùm một tiếng, giống như sao băng rơi xuống đất, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Mặt đất tứ phân ngũ liệt, bụi đất bắn lên, như gió bão thổi quét xung quanh. Trong bụi đất, một lão giả tóc hoa râm hơi cúi người, đứng dậy, đôi mắt sáng như vì sao trong đêm. Nếu mình anh ta không được, thêm Lâm Chấn Sơn người đứng thứ 51 trên hắc bảng là tôi nữa, thế nào? Lão giả này không phải ai khác, đúng là Lâm Chấn Sơn ông nội của Lâm Đào. Âm Long nhìn thấy Lâm Chấn Sơn, hai mắt lập tức sáng lên. Lâm Huynh, nhiều năm không gặp, tu vi của anh lại tiến bộ lên nhiều rồi. Long Huynh quá khen rồi. Lâm Chấn Sơn hơi nhếch miệng, rời mắt nhìn Mạc Phàm, đồng tử lập tức co rụt lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tiểu tử, là cậu làm con trai tôi bị thương, hủy đi tiệc rượu vào đại học của cháu nội tôi sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua Lâm Chấn Sơn, mí mắt lập tức nâng lên, sau đó lắc đầu cười. Hôm nay hắn gặp được Từ Minh Huy và Lưu Kiếm Phong, giải quyết nỗi lo về sau giúp Lưu Phỉ Phỉ. Bây giờ lại gặp được người quen ở đây. Kiếp trước hắn từng gặp Lâm Chấn Sơn rồi, là cận vệ của Lâm Khuynh Thiên. Sau khi cha mẹ, em gái và bàn tử lần lượt qua đời, hắn cầm một con dao đi ám sát Lâm Khuynh Thiên. Lúc ấy Lâm Khuynh Thiên nhìn hắn như nhìn một con kiến, chỉ cử động ngón tay, Lâm Chấn Sơn liền đứng dậy. Lâm Chấn Sơn chỉ liếc nhìn hắn đầy khinh thường, hắn tựa như bị trúng định thân thuật, thân thể không cử động được. Sau đó thân thể hắn như bị khí vô hình đè ép, đè trên đất. Lâm Khuynh Thiên và Lâm Chấn Sơn dẫm lên người hắn rời đi. Một màn đó, đến bây giờ hắn vẫn chưa quên. Nếu con trai ông là Lâm Thiên Bắc, vậy đúng là tôi rồi. Mạc Phàm cười mỉa nói. Tiểu tử, nếu tôi không đến Đông Hải, còn không biết cậu trẻ tuổi đã có thực lực này, nhưng tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất giao thái âm thần thạch ra cho Long Huynh, sau đó sửa họ Lâm, trở thành nô lệ của Lâm gia tôi. Lâm Chấn Sơn kiêu ngạo nói. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm có người bảo vệ ở phía sau, mới đánh nát xương cốt toàn thân con ông ta, không ngờ tiểu tử này là Mạc Đại Sư đang nổi tiếng gần đây. Nếu không thì sao? Nếu không thì sao à? Âm Long và Lâm Chấn Sơn nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Nếu không cậu chỉ có đường chết. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không vội vàng ra tay. Hai người các ông còn chưa đủ. Hai người bọn họ không đủ, vậy nếu thêm lão phu thì sao? Một giọng nói vô cùng âm trầm, truyền vào tai trái Mạc Phàm. Âm thanh keng keng, vang lên, tựa như gõ vào đầu người ta. Dao động kỳ lạ khiến tim người ta đập thình thịch. Mỗi lần đánh một cái, trái tim cũng đập nhanh hơn chút. Mấy người ở trong này làm gì, công viên đã đóng cửa rồi, còn không? Hai bảo vệ trong công viên cầm đèn pin đi tới. Bọn họ còn chưa nói xong liền ngã rầm một tiếng, hôn mê bất tỉnh, máu tươi chảy từ lỗ mũi ra. Keng, lại có một tiếng gõ vang lên, một lão giả mặc trang phục dị tộc màu đen, đi từ trong bóng tối ra, đứng dưới đèn đường phía sau bên trái Mạc Phàm. Lão giả này khoảng 60, 70 tuổi, trên đầu có đội một cái mũ màu đen, gương mặt gầy khô, nhưng đôi mắt thâm thúy như vực sâu không đáy, vậy mà giống như Vu Thiếu Huyền, cũng có hai đồng tử. Hai đồng tử nhìn vô cùng quái dị. Lão giả này cầm một cây gậy bằng xương trong tay, phía dưới cây gậy như ngọc. Bên trên là một cái đầu lâu màu trắng,
trong hốc mắt sâu của đầu lâu lóe lên hai luồng lửa đen. Lão giả này vừa xuất hiện, không chỉ bầu không khí trở nên phát lạnh, giống như đến địa ngục âm phủ, sắc mặt Âm Long và Lâm Chấn Sơn cũng thay đổi, trong mắt nhìn Mạc Phàm càng đắc ý hơn. Tổ hợp ba người hợp thành hình tam giác, bao vây Mạc Phàm ở bên trong. Tiểu tử, lão phu là Long Cổ, cậu đã cảm thấy hai bọn họ không đủ, vậy thêm lão phu nữa thì thế nào? Lão giả nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói, không nóng không lạnh hỏi. Ba bọn họ ra tay, đừng nói là Mạc Phàm, cho dù là Lâm Thiên Nam đứng đầu và Vạn Thiên Tuyệt đứng thứ hai trên hắc bảng cũng có thể bị giết chết, càng không nói đến Mạc Phàm chỉ đứng phía sau một trong bất kỳ ba bọn họ. Còn nữa, đã nhiều năm rồi ba bọn họ chưa ra tay trước mặt công chúng, nếu ra tay, thứ hạng phải tăng lên rất nhiều. Long Cổ. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Ông đến báo thù cho Vu Thần giáo sao? Cậu diệt Vu Thần giáo tôi, hủy thánh địa của Vu Thần giáo, cơ nghiệp của Vu Thần giáo ở Hoa Hạ bị hủy hoại trong chốc lát, tất nhiên lão phu đến vì Vu Thần giáo rồi, nếu cậu đồng ý giao bí pháp phá giải Vạn Diệt Lao Lung, tôi có thể tha chết cho cậu. Long Cổ nói, trong giọng nói không mang theo bất luận tình cảm gì. Tuy ông ta đã sớm rời khỏi Vu Thần giáo, nhưng dù sao cũng là người của Vu Thần giáo. Mạc Phàm diệt Vu Thần giáo chẳng khác nào động thổ trên đầu ông ta. Tông sư Như Long, người nào động người đó chết. Nhưng thù của Vu Thần giáo còn kém xa so với bí pháp phá giải Vạn Diệt Lao Lung. Tuy không biết trong phủ đệ của tiên nhân có gì, chỉ riêng thi thể rồng bị chấn chết trong Vạn Diệt Lao Lung, đủ để khiến vô số cao thủ tiên thiên điên cuồng. Phải biết rằng rồng là thần thú có địa vị cao quý ở Hoa Hạ, tượng trưng cho quyền uy cao nhất. Mà theo bọn họ biết, có chỗ nào trên người rồng không phải là bảo bối? Long huyết, long lân, long cân, long nhục, long hồn, long châu. Long huyết, long nhục có thể khiến thân thể ông ta cường hãn như chân long. Long cân, long lân là nguyên liệu cực phẩm để luyện chế pháp khí, hiện giờ không thể tìm được trên địa cầu. Còn long hồn, ông ta hoàn toàn có thể luyện hóa quỷ long hô phong hoán vũ, thượng thiên nhập địa. Nếu có được long châu, ông ta có thể đột phá cảnh giới tiên thiên mà nhiều năm chưa đột phá được, tiến vào cảnh giới kim đan. Trên cơ bản, gần như tất cả những người muốn tiến vào phủ đệ tiên nhân, phần lớn là vì Long Châu. Dù sao mấy trăm năm nay trên địa cầu không có tu sĩ kim đan xuất hiện, vừa vào kim đan, không những được hưởng thụ thọ nguyên dài hơn, từ hôm nay địa cầu là của bọn họ. Không ai có thể chống lại hấp dẫn này, nhất là người không còn nhiều thời gian chờ đợi như bọn họ. Lại là phủ đệ của tiên nhân, người mơ ước nơi này, đúng là nhiều thật. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cậu đã biết chuyện này, còn không thành thật giao ra đây, ở trước mặt ba chúng tôi, cậu căn bản không có bất luận phần thắng gì. Âm Long cười âm hiểm nói. Ông ta đối phó với Mạc Phàm không thành vấn đề, nhưng muốn bắt sống Mạc Phàm thì hơi phiền phức. Nhớ đâu Mạc Phàm dùng yêu pháp gì đó, bí pháp Vạn Diệt Lao Lung mà ông ta muốn đạt được, liền ngâm nước nóng rồi. Nhưng ba bọn họ cùng ra tay, Mạc Phàm như cá trong chậu. Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn nhìn ba người này, biểu cảm vẫn không thay đổi. Các ông cho rằng, chỉ dựa vào ba phế vật các ông, có thể lấy được đồ từ trong tay tôi sao? Cậu! Âm Long nhíu mày, sắc bén trong mắt ông ta lóe lên như ngọn nến. Càn rỡ! Long Cổ hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, tôi thấy cậu chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lâm Chấn Sơn tức giận nói. Ha ha, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, nhìn lướt qua bóng đêm phía sau. Ba vị, nếu các vị đến đây rồi, còn không hiện thân, muốn chai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, hay là muốn bàng quan? Khi cảm ứng của hắn bao trùm toàn thành phố, có tổng cộng 10 cao thủ tiên thiên. Ngoại trừ Giang Thành, Long Nhược Tuyết còn cả Mông Hãn ở biệt thự số 9 ra, thì còn lại 7 người. Trong đó có một mỹ nữ khí thức không tệ đã thức thời rời đi, trước mắt hắn có 3 người, còn lại 3 người theo tới. Không hiện thân, liền cho rằng hắn không phát hiện ra sao. Hả? Tiếng kêu kinh ngạc truyền từ phía sau đến. Vù, 9 đốm lửa sáng lên, mỗi đốm lửa đều to bằng đầu người, có tổng cộng 3 màu, theo thứ tự là màu trắng, đỏ như máu và màu lam, hơi nóng bức người đánh về phía lưng Mạc Phàm. Dưới ánh sáng ngọn lửa, ba người đàn ông trung niên xuất hiện phía sau Mạc Phàm, chặn đường lui của Mạc Phàm. Đây không phải là ba anh em Đỗ gia khống chế lửa ở Vân Châu sao, không ngờ các anh cũng tới thành phố Đông Hải, lần này dễ rồi. Âm Long nhếch miệng,
đắc ý trên mặt càng đậm hơn. Ba anh em này có bản lĩnh khống chế lửa, ngọn lửa bọn họ nắm trong tay được xưng là không có thứ gì không thiêu đốt được. Ba người được xưng là hỏa thần, đứng thứ 30 trên hắc bảng, gần phía trước hơn một trong bất luận ba người bọn họ. Ba người kia đều đã đến đây, Mạc Phàm còn dám mạnh miệng như trước không? Đỗ Gia Vân Châu. Mạc Phàm nhớn mày, hỏi. Đỗ Từ Từ có quan hệ gì với các ông? Khi hắn ở Vu Thần Sơn có giết một người tên là Đỗ Từ Từ, lúc ấy Đỗ Từ Từ muốn lấy tiểu hồ ly, hình như là đại tiểu thư Đỗ Gia Vân Châu. Từ Từ là con gái tôi, cậu đã giết chết con bé. Đỗ Huy người đàn ông đứng giữa trầm giọng nói. Con gái ông mơ ước thứ không nên mơ ước, làm việc không nên làm, chính cô ta đáng chết, nếu ông muốn báo thù cho cô ta, kết cục cũng sẽ như cô ta thôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hừ, tôi thấy người chết là cậu mới đúng, tiểu tử, hôm nay tôi không chỉ muốn bắt sống cậu, còn dùng lửa Đỗ gia, thiêu toàn bộ người Mạc gia thành cho tàn. Đỗ Huy nghiến răng nói, trong mắt lóe lên lửa giận. Đỗ Huy, tôi cảm thấy chúng ta không cần nói nhiều lời vô nghĩa với tiểu tử này nữa, bắt cậu ta trước, phong bế tu vi của cậu ta lại, còn những người đó, không phải Mặc chúng ta bài bố sao? Âm Long cười nói. Không sai, xem đến lúc đó tiểu tử này còn hung hãn như vậy nữa không? Lâm Chấn Sơn nói theo. Ha ha, Mạc Phàm ngẩng đầu, cười khẽ. Các người không gặp được người Mạc gia tôi đâu, hôm nay các người đều chết ở đây rồi. Hắn nói xong dưới chân khẽ động, bóng dáng biến mất tại chỗ. Trên một tòa nhà cao cách công viên một cây em. Giang Tư Lệnh, 6 cao thủ cảnh giới tiên thiên, mỗi người đều rất nổi tiếng trên hắc bảng, con hàng này có thể thắng được sao? Long Nhược Tuyết nắm chặt tay, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ lo lắng hỏi. Trong những người này, bất luận là một người nào cô đều đối phó rất khó khăn, càng không nói đến 6 người. Tuy cô nhìn thấy Mạc Phàm là tức giận, nhưng Mạc Phàm đã giải được thái âm chi khí trên người cô. Sắc mặt Giang Thành khó coi, không nói gì. Chúng ta không thể cứ đợi như vậy được, phong ấn chết tiệt này. Long Nhược Tuyết sốt ruột nói. Tôi đã thông báo cho đám thỏ tử rồi, có thể đuổi kịp tới hay không, tôi cũng không biết. Giang Thành thở dài nói. Ông ta cũng không thích quy định này, nhưng quy định là quy định, không có biện pháp. Không phải đám thỏ tử đang ở thành phố Bắc Xuyên sao, bây giờ qua đây, đừng nói là hoa cúc vàng lạnh đi, dưa chuột cũng lạnh rồi. Vậy thì chỉ có thể xem Mạc Phàm rồi. Vẻ mặt Giang Thành không đổi, thản nhiên nói. Đáng chết! Long Nhược Tuyết tức giận đập một quyền lên trên lan can mái nhà. Mặt Giang Thành không chút thay đổi, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm trong công viên. Dưới chân Mạc Phàm khẽ động, khi xuất hiện đã đến chỗ trước người long cổ ba thước. Băng sơn, linh khí cuồn cuộn ngưng tụ thành vòng xoáy trên một quyền của hắn, như mũi khoan. Mũi khoan này vừa xuất hiện, không khí đều bị mũi khoan này quấy động, không khí lập tức vặn vẹo, tiếng gió cũng vù vù theo, đánh về phía long cổ. Tiểu tử, chỉ sợ cậu chọn lầm người rồi, ha ha. Đại vu sư long cổ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ông ta là vu sư, cận chiến rất kém, quả thật là người nên đối phó trước trong 6 người. Mạc Phàm lựa chọn đối tượng rất đúng. Không thấy ông ta có chú ngữ, cũng không thấy có pháp ấn, chỉ có gậy xương gõ xuống đất, ngọn lửa màu đen trong đầu lâu sáng lên. Quỷ trận, hổ phược. Ở dưới chân Mạc Phàm, khí thể màu đen hiện lên, trên đất hình thành đồ án hình tròn đường kính 2 thước. Mạc Phàm rơi vào trong trận pháp này, thân thể lập tức bị kiềm hãm, giống như bị trúng định thân thuật. Hửm! Mạc Phàm nhíu mày. Âm Long và Lâm Chấn Sơn như đoán được sẽ như vậy, dưới chân khẽ động, như máy bay chiến đấu bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước người Mạc Phàm. Cánh tay gầy khô của Lâm Chấn Sơn nâng lên, không khí vô hình lập tức biến thành nước gợn, đưa đẩy phía dưới bàn tay ông ta, nhanh chóng đè nén đánh về phía bả vai trái Mạc Phàm. Long phệ! Âm Long kêu lên. Thái âm chi khí màu đen ngưng tụ trong tay ông ta, một quyền cách không đánh về phía bả vai khác của Mạc Phàm. Giống, tiếng long ngâm vang lên, khí kình giống như hắc long điên cuồng, há to miệng tạo nên một trận kình phong, đánh về phía Mạc Phàm. Một chưởng đánh vỡ cả tảng đá to và khí kình hình rồng tiến về phía Mạc Phàm. Rầm, một tiếng thật lớn, thân thể Mạc Phàm còn chưa hồi phục liền như diều đứt dây, bay về phía sau. Tiếng cây cốt đứt đoạn, tảng đá nghiền nát vang lên,
Mạc Phàm đụng gãy hơn 10 cây đại thụ và tảng đá. Rầm, một tiếng, hắn đập gãy một cây cổ thụ ba người ôm không hết, khảm cả người vào bên trong. Cây cổ thụ lay động nhiều lần, lúc này mới đỡ được Mạc Phàm, lá cây và cành khô rơi xuống. Trên tòa nhà cao, Long Nhược Tuyết chớp chớp mắt, vẻ mặt sửng sốt. Chuyện này, Mạc Phàm dưới tay sáu bọn họ, căn bản không có đường sống đánh trả. Thậm chí ba anh em Đỗ Gia căn bản chưa ra tay, Mạc Phàm đã bị đánh bay. Tuy hai người tránh đi chỗ hiểm của Mạc Phàm, nhưng chỉ sợ hai tay Mạc Phàm sắp bị phế rồi. Giang Tư Lệnh, bại cũng quá nhanh rồi. Long Nhược Tuyết ngơ ngẩn nói. Người đứng phía trên hắc bảng, bất luận là người nào đều không phải kẻ yếu, càng không nói đến sáu người cùng ra tay, Giang Thành nhíu mày, nắm chặt tay lại. Vậy, khuôn mặt tinh xảo của Long Nhược Tuyết trắng bệch. Vù vù, thân thể bốn người lắc lư, vẫn là mỗi người một phía, vây Mạc Phàm ở giữa. Keng, Long Cổ lại gõ xuống mặt đất một cái, quỷ trận lúc trước lại xuất hiện dưới chân Mạc Phàm, khinh thường hiện lên trong mắt sáu người. Thực lực của Mạc Phàm như vậy mà Thanh Bang phải hạ Thanh Long lệnh, chỉ cần giết Mạc Phàm là có thể trở thành trưởng lão Thanh Bang. Nói xem, tiểu tử này chỉ có chút thực lực đó, sao lại giết được 21 thế lực cấp S? Lâm Chấn Sơn khinh miệt nói. Chuyện Mạc Đại Sư giết Thiên Thành diệt 21 thế lực cấp S, đều truyền khắp trong ngoài rồi. Trước khi chưa ra tay ông ta còn kiêng kỵ, dù sao 21 thế lực cấp S cũng không phải ngồi không, trong số bọn họ bất luận là thế lực nào đều không kém. Hiện giờ ông ta cảm thấy Mạc Phàm chỉ thường thôi. Lâm Chấn Sơn vừa nói xong, ba anh em Đỗ Gia cười lạnh lùng. Long Cổ hơi khép hờ mắt, không nói gì thêm, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Người có thể hủy diệt thánh địa của Vu Thần giáo bọn họ ở Hoa Hạ, chỉ có trình độ này, là một loại vũ nhục với ông ta. Tiểu tử, cậu thực cho rằng nằm trong tay sáu người chúng tôi, cậu còn có thể làm được gì sao? Âm Long khẽ nâng cằm, khinh miệt nói. Trong cổ thụ, vẻ mặt Mạc Phàm như thường. Có thể làm được gì sao? Nếu các người chỉ có bản lĩnh đó, các người có thể đi chết đi. Đi chết đi sao? Âm Long sửng sốt, một tay để ở bên tai. Cậu nói cái gì, tôi không nghe lầm đấy chứ. Tiểu tử, cậu muốn giết chúng tôi, phải thoát khỏi vu thuật của Đại Vu Sư Long Cổ trước đã, nếu không thì cậu chỉ nói mồm mà thôi. Lâm Chấn Sơn khinh thường nói. Quỷ trận chi thuật của Long Cổ là thuật trói buộc cao nhất của Vu Thần giáo, tổng cộng có 9 trận, một trận có thể trói buộc xài lang hổ báo, nghe nói 9 trận có thể trói buộc được thương long, uy lực không kém vạn diệt lao lung mấy. Long Cổ từng dựa vào quỷ trận chi thuật, trói buộc một giao long ngàn năm. Cho dù là giao long rơi vào trong trận pháp, cũng không thể nhúc nhích chút nào, càng không nói đến Mạc Phàm. Không thể cử động được, Mạc Phàm có năng lực làm gì? Hơn nữa vừa rồi Mạc Phàm trúng một kích của ông ta và Âm Long, hiện giờ cho dù hai tay không bị phế bỏ, cũng đừng mơ cử động được. Tiểu tử, bây giờ cậu muốn suy xét điều kiện lúc trước của chúng tôi không? Nói cách khác, đợi tôi siêu hồn với cậu như với tên chiến sĩ liệt hỏa lúc trước, sẽ không thư thái như vậy đâu. Âm Long cười đắc ý nói. Sáu người nhìn Mạc Phàm, tựa như nhìn con mồi bị giam trong lồng giam, đợi con mồi lựa chọn, cúi đầu hoặc chết. Nghe thấy hai chữ liệt hỏa, Mạc Phàm nhíu mày, con người thâm thúy như địa ngục cửu u, ngọn lửa màu cam tràn từ sâu trong đáy mắt hắn ra. Âm Long, ông cho rằng với chút lực đó của hai người có thể làm thương tổn đến tôi sao? Bùm, hai cánh tay hắn chấn động, vụn gỗ văng tung tóe, hắn đứng dậy trong hốc cây, hoàn hảo không tổn hao gì. Ông cảm thấy dùng thuật trói buộc, có thể trói chặt được tôi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi tiếp. Hắn giẫm mạnh chân, đồ án màu đen trên đất tứ phân ngũ liệt như thủy tinh bị nghiền nát. Ánh sáng ngũ sắc sáng lên từ trong cơ thể Mạc Phàm, hắn lạnh nhạt đi từ trong cổ thụ ra. Các ông đã cho tôi lựa chọn, vậy tôi chọn các người sẽ chết. Mọi người ở đây hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Con hàng này không sao à? Long Nhược Tuyết sửng sốt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cô không rõ thực lực của Lâm Chấn Sơn lắm, nhưng hiểu rất rõ bản lĩnh của Âm Long. Cô chỉ trúng một chưởng của Âm Long, nửa người không thể nhúc nhích, như bị đóng băng. Lúc ấy nếu không phải anh trai cô liều chết bảo vệ, có khả năng cô đã chết trên tay Âm Long. Vậy mà Mạc Phàm không sao, còn thoát khỏi quỷ trận được xưng là giam giữ cả rồng. Đối diện Mạc Phàm, mắt Âm Long mở to, tươi cười trên mặt lập tức biến mất,
thay vào đó là vẻ khiếp sợ. Tiểu tử, cậu không bị thương sao? Khinh miệt trên mặt Lâm Chấn Sơn đã hoàn toàn biến mất. Băng sơn trưởng của ông ta cho dù là đá cẩm thạch dày hai thước, cũng bị một trưởng của ông ta đập vỡ, vậy mà Mạc Phàm không bị sao? Sắc mặt ba anh em Đỗ gia cũng thay đổi, bọn họ hiểu biết rất rõ thực lực của ba người kia. Tuy ba người không dùng toàn lực, nhưng cũng không đến mức như vậy. Long cổ khẽ nâng mí mắt, trong mắt lóe lên khác thường. Tiểu tử, cậu quá càn rỡ, quỷ trận của tôi có 9, cậu phá được một trận, cậu thử ba trận này của tôi xem, thần phược. Hổ phược trói buộc thân xác con người, linh phược trói buộc linh khí con người, thần phược trói buộc thần thức con người, tam trận tề hạ, cho dù là cao thủ tiên thiên cũng không khác gì người bình thường. Ông ta quát một tiếng, trong mắt trên đầu lâu cốt trượng, hai luồng lửa đen bay từ trong cốt trượng ra. Một trận pháp màu đen càng phức tạp hơn xuất hiện dưới chân Mạc Phàm. Tôi nói rồi, quỷ trận này của ông vô dụng với tôi, muốn trói buộc tôi, dùng quỷ trận thập nhị đô thiên của Vu tộc ông còn tạm. Mạc Phàm chỉ dùng một cước như trước, ba trận vẫn bị nghiền nát, không khác gì trận pháp lúc trước. Cái gì? Sắc mặt Long cổ thay đổi. Mạc Phàm không thèm quan tâm, ánh sáng ngũ sắc lóe lên từ người hắn, đi về phía Lâm Chấn Sơn. Lâm Chấn Sơn nhướng mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Tiểu tử, cậu đừng hung hãn, quỷ trận không trói buộc được cậu, hôm nay cậu chỉ có thể chết rồi. Ông ta dậm chân, thân thể lập tức nhảy lên ba thước, không khí trước người ông ta nhanh chóng biến thành một trường kiếm dài, ông ta nắm lấy đâm mạnh về phía Mạc Phàm, còn chưa tới gần, lực lượng nổ mạnh khiến mọi người cũng có thể cảm nhận được, cho dù là xe tăng hạng nặng, cũng bị lực lượng này nghiền nát. Hoành luyện tông sư bình thường, tối đa có thể thông qua tay, chân tới thi triển không khí kỹ. Khắp nơi trên người Lâm Chấn Sơn, vậy mà đều có thể nén không khí. Chỉ điểm này, nếu Mông Hãn Tiên Thiên Tông sư Lạc gia ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ. Ngay cả Hoành luyện tông sư của Thiếu Lâm tự lúc này cũng phải tán thưởng. Ha ha, Mạc Phàm cười khinh thường. Chơi không khí kỹ trước mặt hắn, hắn sẽ chơi với ông ta. Ánh sáng ngũ sắc trên tay hắn tỏa ra, một trường đánh về phía Lâm Chấn Sơn. Không khí kỹ hình cự kiếm như giấy mỏng dưới tay Mạc Phàm, nghiền nát. Bùm, không khí nổ tung, sóng khí quay cuồng đánh về phía Lâm Chấn Sơn. Sắc mặt Lâm Chấn Sơn thay đổi, không đợi vết rạn lan tràn đến người ông ta, thân thể ông ta nhoáng lên một cái, thân thể vừa nhảy lên, chân như trường đao mang theo lực lượng tính nổ mạnh, xẹt qua trong không trung, chém về phía Mạc Phàm. Một bên khác, trong mắt Âm Long chớp lóe ánh sáng lạnh, thái âm chi khí màu đen hóa thành hắc long còn to hơn trước gấp bội. Hắc long này vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm đi nhiều. Tiếng long ngâm có lực truyền ra, lập tức đánh về phía sau lưng Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, không có chút bối rối nào, một tay giơ ra ngăn cản. Keng, tiếng sắt đá chạm vào nhau vang lên, từ cánh tay Mạc Phàm và chân Lâm Chấn Sơn truyền đến, sóng khí đẩy ra. Mạc Phàm đứng vững như Thái Sơn, nhưng sắc mặt Lâm Chấn Sơn thay đổi, lùi về phía sau. Chân đao này của ông ta, cho dù là thép cứng cũng bị chặt đứt, nhưng không thể làm Mạc Phàm bị thương một chút nào. Một chiêu đánh lùi Lâm Chấn Sơn, Mạc Phàm vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, năm ngón tay mở ra, một khí xoáy hình tròn xuất hiện trên một quyền của hắn. Tinh toái, khí xoáy hình tròn rời khỏi tay, bay về phía Hắc Long gầm thét mà đến. Bùm! Khí xoáy hình tròn và Hắc Long đụng vào nhau, Hắc Long như điêu khắc bị đánh nát, tiếng nổ mạnh ầm trời, Âm Long lùi lại theo. Âm Long vừa lùi lại, cách đó không xa, Long cổ niệm thần chú, 10 đạo hắc khí bay từ trong đầu lâu ra, hóa thành một đám bóng dáng gần như là thực chất. Những bóng dáng này lớn nhỏ không đều, có một số tương tự với hình người, có một số nửa người nửa thú, tướng mạo vô cùng hung dữ. Tiểu tử, lão phu ẩn cư ở Bắc Xuyên mấy chục năm. Thu thập được 10 tà thần này, nếu quỷ trận không thể trói buộc được cậu, vậy cậu thử những tà thần này xem. Long cổ tức giận nói, chỉ về phía Mạc Phàm ở xa. Đi, ăn sạch huyết nhục của cậu ta. Mắt 10 quỷ thần sáng lên, biểu lộ bộ mặt hung ác, giống như sói đói đã đói bụng nửa tháng nhìn thấy dê béo, nhấc lên một vùng hắc vụ, xông về phía Mạc Phàm. Từ xưa Bắc Xuyên là nơi nhân kiệt địa linh, ma quỷ trong sơn xuyên hà lưu rất nhiều. Sở dĩ ông ta ẩn cư ở Bắc Xuyên, là vì nhìn chúng điểm ấy. Những tà thần này là cỏ cây động vật thành tinh, được ông ta nuôi nhốt bằng phương pháp dưỡng quỷ,
mỗi con đều có thực lực cấp bậc tiên thiên. Giao long ngàn năm bị ông ta bao vây, đã bị 10 tà thần này cắn nuốt. Mạc Phàm nhìn lướt qua những tà thần đó, mí mắt không thèm nâng. Tà thần gì chứ, chỉ là một số vật thành tinh, dựa vào pháp thuật tụ tập để ngưng tụ thành linh thể. Ông đã dâng đến cửa, vậy tôi sẽ thu hết toàn bộ. Ý niệm của hắn khẽ động, ma văn lôi điện trong đạo cơ ở linh đài sáng lên, một chữ vang lên. Chảm. Rõ ràng chỉ là một chữ, nhưng giống như kinh lôi ở cửu thiên đánh xuống. Răng rắc. Không đợi 10 tà thần xông tới trước người hắn, 10 đạo lôi điện cỡ thùng nước như kiếm đột nhiên xuất hiện trong không trung, đánh xuống 10 tà thần này. Vẻ mặt 10 tà thần thay đổi, giống như nhìn thấy khắc tinh. Bọn họ đều là linh thể thuộc tính âm, sợ nhất là thiên lôi trong trời đất. Một đạo lôi đánh xuống, tà thần không biến mất, nhưng khói đen cuồn cuộn tỏa ra từ người bọn họ. Một lần không được, tôi lại chảm. Hắn vừa nói xong, 10 đạo sấm sét xuất hiện trên bầu trời, đánh về phía 10 tà thần tiếp. Những tà thần này thấy kinh lôi lại đánh xuống, mặc kệ mệnh lệnh của Long Cổ, phát ra tiếng kêu kỳ lạ, giống như điên rồi bỏ chạy vào trong cốt trượng. Chạy, ta cho các ngươi chạy sao? Nhẫn trên tay hắn sáng lên, Chu Tà kiếm xuất hiện trong tay hắn. Lại chảm. Trường kiếm xẹt qua không trung, lôi quang như một đạo nguyệt nha phát ra âm thanh tí tách, chém về phía tà thần. Không đợi những tà thần này bay vào trong đầu lâu, lôi điện nguyệt nha đã đến phía sau tà thần. Tiểu tử, cậu dám. Sắc mặt Long Cổ hung ác nham hiểm, thân thể nhoáng lên một cái, xuất hiện trước người tà thần. Những tà thần này đều là tâm huyết mấy chục năm của ông ta, sao có thể để Mạc Phàm chém giết dễ dàng. Ngọn lửa màu đen trên cốt trượng tỏa ra. Một hư ảnh đầu lâu phát sáng ngọn lửa màu đen xuất hiện, chắn trước lôi điện nguyệt nha. Răng rác, lôi điện nổ tung, tiếng sấm rồn rập như gõ trống, hư ảnh đầu lâu ngọn lửa cũng biến mất theo. Chỉ là 10 tà linh mà thôi, sao tôi lại không dám? Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, trong mắt lại lóe lên lôi quang. Lôi điện trong hư không còn chưa đánh xuống, không khí trở nên nóng hơn như núi lửa bùng nổ. Trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Ba ngọn lửa như mặt trời rơi xuống. Ba anh em Đỗ gia, cuối cùng cũng ra tay rồi. Trong lúc này, Mạc Phàm rơi vào trong bao vây tấn công của 6 cao thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.